Y đạo quan đồ. Chương 236: Phong vân chính trị. Ở khai phá khu chính phủ và Lâm Thanh Hồng đàm phán đi ra. Nghiêm mới xây ức chế không được trên mặt vui sướng, hắn hướng cùng mình sóng vai mà đi Trương Dương nói, chỉ cần chuyện lần này thuận lợi đàm thành, ta sẽ hướng dặm cho ngươi trình báo đầu công. Trương Dương cười cười, hắn và Nghiêm mới xây nói cũng rất tùy tiện, Nghiêm thị trường, ta thích thực tế, nghiêm mới xây cười ha ha, tưởng thăng quan vẫn còn muốn phát tài. Đều muốn, nghiêm mới xây chỉ chỉ tiền phương kéo dài ra rộng sân phơi, đứng ở phía trên trông về phía xa, cách đó không xa nam hồ cảnh sắc thu hết đáy mắt. Nghiêm mới xây thật sâu hít một hơi không khí thanh tân, mỉm cười nói, tiếu minh chân sẽ chọn địa phương, người này thế nhưng chúng ta giang thành phong thủy bảo địa. Trương Dương nói, thừa dịp hiện tại Nam Hồ khai phá không có đại quy mô hưng khởi, nghiêm thị trường ở khai phá khu tìm khối địa phương đắp đống phòng ở, giữ lại tương lai dưỡng lão cũng là tốt. Nghiêm mới xây cười lắc đầu nói, con ta nữ nhi đều ở đây Thượng Hải, ta già rồi về hưu sau khi, phải đi Thượng Hải tìm nơi nương tựa bọn họ, ta cũng không muốn một người cô Linh Linh ở tại Giang Thành. Hắn dừng một chút lại nói, ta đã đề nghị ngươi đảm nhiệm xí sửa bản chính chủ mặc cho. Không có gì ngoài ý muốn nói, gần nhất sẽ nhóm xuống tới. Audio điện tử võ tấn bền Cho tới nay Trương Dương đều là xí sửa bản phó chủ nhiệm, bất quá với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu phân biệt, dù sao xí sửa bản thì hắn một cái phó chủ nhiệm, hắn nói một không hai, chính phó cũng không có gì khác nhau, Trương Dương cười nói ta còn đương muốn đem ta phó chỗ cấp chuyển chính thức nghi Nghiêm mới xây mỉm cười nói, làm người không thể thái lòng tham, bất cứ chuyện gì đều phải từng bước một đến. Cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ, chúng ta lão tổ tông nói đây chính là thiên chân vạn xác Trương Dương đạm nhiên cười nói, đây là chúng ta người Trung Quốc bệnh đau mắt, khán không được người khác so với chính mình hảo. Nghiêm mới xây nói, sở dĩ người Trung Quốc chú ý thao quang miệt mờ, chú ý trung dung chi đạo, chú ý khiêm tốn cẩn thận, chú ý không kiêu không ngạo. Nhân nếu như Thủy chung như vậy sống chẳng phải là muốn mệt chết, trên mặt suốt ngày mang theo dối trá mặt giả hiệu, còn có cái gì chân thành đáng nói nghiêm mới xây mỉm cười nói, có chút thời gian, hàm dưỡng và nội liễm bản thân chính là dối trá một phần. Khai phá khu quản ủy hội chủ mặc cho tiếu minh tiếng cười ở sau người vang lên, ta tìm người khắp nơi môn, nguyên lai like các người trốn ở chỗ này ngắm phong cảnh A. Nghiêm mới xây xoay người sang chỗ khác, cười nói, lão tiếu, ngày hôm nay cùng thiên kiêu tập đoàn đàm phán chuyện trọng yếu như vậy ngươi đều né tránh, là không đúng đối với ta lòng mang bất mãn A. Tiếu Minh cười nói, ta chỗ dám ni. Nghiêm thị trưởng, ta một vòng trước đây thì kế hoạch được rồi, ngày hôm nay muốn đi thị sát khai phá khu trọng điểm công trình tiến độ, rồi nói sau, công nghiệp thay đổi chế độ xã hội sự tình, người thị trưởng đại nhân cũng đích thân tới, ta sẽ không qua đây tham gia náo nhiệt." Nghiêm mới xây tuy rằng ngoài miệng oán giận, nhưng trên thực tế hắn và Tiếu Minh quan hệ cá nhân vẫn còn rất tốt, Tiếu Minh ở cấp bậc thượng cũng không so với hắn kém bao nhiêu, để thăng phó thị trưởng sự tình đã là ván đã đóng thuyền, chỉ kém tổ chức bộ hạ văn tiếu minh nói ta lúc trở lại thấy thiên kiêu tập đoàn lâm tổng đi rồi ta còn chuyên môn nhượng phòng làm việc chuẩn bị chiêu đãi buổi trưa yến đi nghiêm mới xây nói nhanh lên hủy bỏ lâm thanh hồng rất phải cụ thể nàng cũng không thích trường hợp này sự tình đàm đắc không sai biệt lắm liền đi tiếu minh nhìn đồng hồ nói thủ tiêu cái gì dù sao mọi người cũng muốn ăn đi khứ đông lâm đại tử điếm nghiêm mới xây nói đông lâm đại tử điếm na cơm nước cùng nuôi heo không sai biệt lắm người thu nhân ra nhiều ít chỗ tốt a Mỗi lần đều chọn nơi nào. Trương Dương nở nụ cười, xem ra nghiêm thị trưởng đối đông lâm đại tử điếm cơm nước rất không hài lòng. Tiếu Minh cũng nở nụ cười, đắc, ngài không thích, chúng ta thì hoán địa phương, ngươi là thị trưởng, ta nghe lời ngươi. Trương Dương nói, khứ ăn nông ra thái ba, ly khu chính phủ không xa. Tiếu Minh đối vùng này cực kỳ quen thuộc, Trương Dương nhắc tới tỉnh, hắn lập tức thì nghĩ tới, đối, đối nếm thử nông gia thái. Mặc dù là nông gia thái, triều đãi tiêu chuẩn vẫn còn nghiêm túc, đại hà, con cua, hoang dại con ba ba, vịt hoang chim nhạn. Tiếu Minh và Trương Dương đều đã tới không ít lần, nghiêm mới xây nhưng lại là lần đầu tiên đến đây, ăn quán đại tử điếm hắn đối loại này nông gia phong vị khen không dứt miệng, cười nói đây khai phá khu thật là một địa phương tốt, lão Tiếu, nếu không hai ta thay đổi ba. Tiếu Minh nói ta là thật muốn đổi với ngươi, chỉ sợ tổ chức bộ không đồng ý hai người đồng thanh cười ha hả trương dương ở trước mặt bọn họ rất ít nói chuyện dù sao cấp bậc bãi ở nơi nào bất quá nhân ra cũng không đem hắn lập tức chúc thuộc đối đãi đây là tiếu minh và nghiêm mới xây thông minh địa phương hai người đều biết đến trương dương năng lực sở dĩ và hắn ở chung thời điểm tận lực làm được bình đẳng đối đãi chính trị thượng thì là làm phải không bằng hữu cũng muốn tận lực hướng minh hữu dựa ai cũng không muốn và trương dương người như thế thành địch nhân Tiếu Minh tử lượng thường thường, uống hai chén thì mặt đỏ tới mang tai, hắn vô tình hay cố ý hỏi, Hồng Bí Thư khai hội trở về chưa? Nghiêm mới xây lắc đầu, gần nhất giảm cán bộ nhất quan tâm sự tình chính là Hồng Vĩ Cơ hướng đi, mỗi người đều ý thức được Hồng Vĩ Cơ gặp phải phiền, không biết chuyện lần này hắn có thể hay không thành công vượt qua, nếu như phát sinh biến động, đem sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ giang thành cục diện chính trị, sở dĩ ai trong lòng đều không an ổn. Bình tĩnh mà xem xét, Hồng Vĩ Cơ ở Giang Thành thể chế trung danh tiếng cũng không tốt, từ hắn đi tới Giang Thành, khiến người ta tổng thể cảm giác là tầm thường vô vi, nói một cách thẳng thường chính là một cái không lý tưởng chủ nhân, kỳ thực điều này cũng trách không được Hồng Vĩ Cơ, hắn đi tới Giang Thành sau khi, đầu tiên là Lê Quốc Chính gặp chuyện không may, sau đó hứa thường đức sự phát, chính hắn cũng bị nhân cử báo rằng có vừa thông suốt, ai gặp phải chuyện như vậy đô hội biến đắc tiểu tâm cẩn thận. Không cầu vô công chỉ cầu vô quá, Hồng Vĩ Cơ phía trước đến Giang Thành trước, hắn chính trị tiền cảnh là rất bị xem trọng, hắn cực có hy vọng trở thành Bình Hải tỉnh thường ủy, mà khi hắn thỏa thuê mãn nguyện đi tới Giang Thành, tất cả đột nhiên xảy ra cải biến. Nhân sinh cao phong và thung lũng nguyên lai là chặt chẽ tương liên. Nghiêm mới xây thở dài, Giang Thành hai năm qua đích xác không yên ổn. Trương Dương nhịn không được chen lời nói, ta nghe nói ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh công tác tổ ngay Giang Thành, chuyện này các người biết không? Nghiêm mới xây và Tiếu Minh song song lắc đầu, Tiếu Minh nói, Trung ủy ban kiểm tra kỷ luật tới cũng không quan hệ với ta. Chúng ta con đường thực tế kiền công việc tốt mới là bản chính. Những chuyện khác ta không muốn quản, cũng không tới phiên ta quản. Bí thư tỉnh ủy bên trong phòng làm việc, bí thư tỉnh ủy Cố Duẫn Chi và đại tỉnh trưởng Tống Hoài Minh tương đối ngồi ở chỗ kia, ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh bí thư tăng đến châu ngồi ở trên ghế salon, ba người trên mặt cũng không có tiêu ý. Tăng đến Châu nói, tôi tiểu hồng miệng rất chặt, đỏ tươi đồng chí làm rất lớn công tác, nhưng là không có đạt được bất luận cái gì tiến triển. căn cứ chúng ta hiện nay điều tra, Hồng Vĩ Cơ đồng chí ở chủ tính thượng đích xác không có quá nhiều vi phạm địa phương, hắn rất cẩn thận. Cố Duẫn Chi gật đầu, thấp giọng nói, ta hiểu được. Lão Tăng người trở về đi. Tăng đến Châu đứng dậy cáo từ rời đi, hắn biết Cố Duẫn Chi và Tống Hoài Minh có quan trọng hơn sự cần, tin tức là mình không thích hợp liên quan đến cửa phòng đóng lại sau khi cố duẫn chi cầm lấy chén trà uống một hớp lớn thấp giọng nói trà phao lâu có chút phát khổ tống hoài minh nói vậy thì đảo dụng một lần nữa đã tới cố duẫn chi mỉm cười nói đem thủy đảo dụng vẫn là đem lá trà cùng nhau đảo dụng nếu đổi lại là ta sẽ đem lá trà và thủy đều đảo dụng rửa cái chén một lần nữa pha trà đầu nói trà thường thường cũng là muốn đảo dụng biết là nguyên nhân gì sao tống hoài minh cũng bừng chén trà lên hắn nhấp một miếng ta không hiểu trà đạo nghe nói đầu nói trà chính là cái gọi là rửa trà đem lá trà chung có chứa tạp chất và nông dừa còn sót lại thành phần rửa đi cô duẫn chi chậm rãi hạ xuống chén trà nói lão nhân ra lên tiếng vĩ cơ đồng chí vẫn có nhất định có thể lực tống hoài minh cũng không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn trước đó hắn đã biết hùng vĩ cơ tiến về bắc kinh đi gặp kiều lão tin tức ở kiều lão sinh nhật thời gian hắn chuyên gọi điện thoại quá khứ ân cần thăm hỏi, nói bóng nói gió hỏi thăm lão nhân ra đối với chuyện này cái nhìn. Cô Duẩn Chi lúc nói lời này, đã ở lặng lẽ quan sát Tống Hoài Minh biểu tình biến hóa, Tống Hoài Minh gợn sóng không sợ hãi biểu tình nhượng cố Duẩn Chi ý thức được, hắn hẳn là đã sớm đối với chuyện này hiểu rõ vô ngực, cố Duẩn Chi thôi chắc không phải không hề nguyên nhân, Tống Hoài Minh là kiều lão môn sinh đắc ý, phát sinh ở Bình Hải sự tình, kiều lão không có khả năng không hỏi ý kiến của hắn. Tống Hoài Minh thấp giọng nói, vĩ cơ đồng chí làm rất nhiều công tác. Cô Duẩn Chi nở nụ cười, Tống Hoài Minh ở uyển chuyển cho hắn truyền lại tin tức. Cô Duẩn Chi là một rất có nguyên tắc nhân, thường thường người như vậy tính tình vừa quật cường, hắn tôn kính kiều lão, cũng minh bạch kiều lão câu nói kia ý nghĩa, nhưng sự tình xảy ra hắn không có khả năng làm bộ tất cả cũng không có phát sinh. Nhận được kiều lão truyền lại tin tức sau khi, cố Duẩn Chi vẫn cũng đang lo lắng thế nào xử lý chuyện này. Tống Hoài Minh nói, cô Bí Thư, ta xem quá vĩ cơ đồng chí hai năm qua ở Giang Thành chính tích. Đánh giá một chút, tầm thường vô vi, Tống Hoài Minh không che giấu chút nào đưa cho bốn chữ lời bình, đây lời bình nhượng cố dẫn chi hai mắt sáng ngời, hắn và Tống Hoài Minh đối hồng vĩ cơ người này báo có đồng dạng cái nhìn. Tống Hoài Minh nói, có lẽ là Giang Thành liên tiếp chuyện đã xảy ra nhượng hắn cảm thấy sợ, sở dĩ hắn lựa chọn không cầu vô công chỉ cầu vô trôi qua xử thế thái độ, nhưng đối với một cái thành thị người dẫn đầu mà nói, đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt, thái độ như vậy hội nghiêm trọng ảnh hưởng đến thành thị phát triển. Cô Duẩn Chi gật đầu, chuyện này xử lý không tốt. Tống Hoài Minh nói, ta cùng hắn nói chuyện. Cô Duẩn Chi nói, ta sẽ tìm kiều lão ăn ngay nói thật, hay là Giang Thành cũng không thích hợp. Vĩ cơ đồng chí, hoán hàng đơn vị đưa có thể có thể kích phát năng lượng của hắn. Hồng Vĩ cơ từ Bắc Kinh cũng không có trực tiếp phản hồi Giang Thành, mà là tuyển chọn tiến về Đông Giang, ở Đông Giang tỉnh chính phủ, ở đại tỉnh trường Tống Hoài Minh bên trong phòng làm việc. Tống Hoài Minh và hắn làm gần 3 giờ trường đàm, tất cả đều ở đây cực kỳ bảo mật dưới tình huống tiến hành. Ở Tống Hoài Minh và Hồng Vĩ cơ nói chuyện hai ngày sau, một cái khiếp sợ Giang Thành chính đàn tin tức truyền ra, thị ủy bí thư Hồng Vĩ cơ nhân công tác cần, từ khứ Giang Thành thị thị ủy bí thư chức, điều trong mây an tỉnh đảm nhiệm phó tỉnh trường nguyên trung ủy ban kiểm tra kỷ luật ngũ thất chủ nhiệm Đỗ Thiên giã tiến về Giang Thành đảm nhiệm Giang Thành thị ủy bí thư. Hồng Vĩ cơ rời đi là Cố Duẫn Chi và Tống Hoài Minh cộng đồng nỗ lực kết quả, đương nhiên cái đó và Hồng Vĩ cơ bản ý nguyện của người có quan hệ rất lớn, đối Giang Thành, thậm chí đối Bình Hải chính đàn hắn đã nản lòng thoái chí, hắn biết mình tiếp tục tiếp tục ở chung, trích biết một chút điểm hao hết chính mình chính trị sinh mệnh, hắn còn trẻ, hắn không cam lòng tiếp tục như vậy. Nếu như hắn kiên trì, là mới có thể ở Giang Thành thị ủy bí thư vị trí ở lại, thế nhưng na lại có ý nghĩa gì? Chính mình chính trị danh dự đã bị tổn hại, canh mất đi lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo đối tín nhiệm của hắn, huống chi hiện tại Giang Thành dường như nhất tỏa đại sơn bàn đặt ở Hồng Vĩ cơ trong lòng, Phương Văn Nam gần như điên cuồng trả thù. nhượng Hồng Vĩ cơ cuộc sống hàng ngày khó an, hắn bức thiết muốn thoát đi tòa thành thị này. Cố Duẫn Chi tuy rằng liệu đến Hồng Vĩ cơ rời đi, nhưng hắn tịnh thật không ngờ phía trên lại nhanh như vậy làm ra phản ứng, trực tiếp hàng không một vị thị ủy bí thư đến Giang Thành, dựa theo cố duẫn chỉ bản ý, hắn là tưởng đề nghị Lam Sơn thị trưởng thường tụng tiến về Giang Thành đảm nhiệm thị ủy bí thư, mà thường tụng lưu lại ghế trống có thể do hắn bộ hạ cũ hạ bá đạt bổ khuyết, phía trên phản ứng chi cấp tốc nhượng cố duẫn chi trở tay không kịp. Trước không có bất kỳ dấu hiệu cho thấy sẽ có như thế một vị thị ủy bí thư đột nhiên rơi xuống Giang Thành, Cố Duẫn Chi thậm chí đối với Đỗ Thiên Giã tư liệu cũng giải rất ít, bất quá hắn rất nhanh thì cảo rõ ràng chuyện này tiền căn hậu quả. Đỗ Thiên Giã, nam, hiện đêm 38 tuổi, xuất thân quân nhân gia đình, phụ thân là quân ta cao cấp tướng lĩnh, ở đảm nhiệm trung ủy ban kiểm tra kỷ luật ngũ thất chủ nhiệm trước tịnh không có chỗ nhậm chức tương quan kinh lịch, còn có một cực kỳ tin tức trọng yếu là Đỗ Thiên Giã là phó tổng lý văn quốc quyền thời gian tới con rể. Nói cách khác hắn đảm nhiệm Giang Thành thị ủy bí thư trong chuyện này, văn phó tổng lý đưa đến tương đối lớn tác dụng. Cố Duẫn Chi có chút nhớ nhung không ra, văn phó tổng lý vì sao có thể làm ra như thế cấp tốc phản ứng. Là hắn một mực quan tâm bình hải sự tình, vẫn có nhân đem tình huống đúng lúc hội báo cho hắn. Kiều Lão và văn phó tổng lý trong lúc đó có chút mâu thuẫn, Cố Duẫn Chi cũng đã được nghe nói một ít, tuy rằng không thể nào chứng thực việc này đích thực giả, bất quá có một chút hắn có thể cú kết luận. Kiều Lão và văn phó tổng lý cũng không đồng nhất trận doanh ở Kiều Lão đã xuất thủ ảnh hưởng Bình Hải sự vụ điều kiện tiên quyết, văn phó tổng lý vẫn đang nhúng tay, đủ để chứng minh hắn đối Kiều Lão cũng không mua sổ sách, cũng là đối Kiều Lão quyền uy khiêu chiến. Cô Duẩn Chi cũng không muốn Bình Hải biến thành bọn họ chiến trường, nhưng sự thực bãi ở chỗ này, trận này không có khói thuốc súng trong chiến tranh, chính mình không có chiếm được tiện nghi, văn phó tổng lý đột nhiên xuất thủ, nhượng kế hoạch của hắn toàn bộ thất bại, ở Hồng Vĩ cơ vấn đề thượng, hắn cũng chưa xong toàn thuận theo Kiều Lão y tứ, Kiên Trì đem Hồng Vĩ Cơ đá ra giang thành, vốn có chuyện này tịnh không có gì, nhưng Văn Phó Tổng lý nhúng tay, nhượng hắn lúc trước Kiên Trì bịt kín một tầng xấu hổ hàm nghĩa. Ở Kiều lão xem ra, vô cùng có khả năng đem hắn và Văn Quốc Quyền khán thành đồng nhất trận doanh. Cố Duẫn Chi lúc này tâm tình là phiền muộn và phức tạp, tỉnh lý đối với chuyện này nội tình rõ ràng cũng không có nhiều người, hơn nữa có năng lực và cao tầng trực tiếp đối thoại đã ít lại càng ít, đáp án chỉ có một, Tống Hoài Minh nhất định là hắn ở sau lưng làm văn chương. Tống Hoài Minh tâm tình bây giờ rất tốt, khi hắn và Hồng Vĩ Cơ nói chuyện sau khi, hắn cũng đã đem tin tức tặng lại cấp cấp trên, Kiều lão là của hắn ân sư, bất quá hắn đối Kiều lão có chút cách làm cũng không dám gật bừa, khi hắn quá khứ trong ấn tượng, Kiều lão hiển nhiên là ghét ác như thù, trong ánh mắt nhu không được nửa điểm hạt cát, có lẽ là Kiều lão lớn tuổi duyên cớ, hắn trở nên càng ngày càng nhân từ nương tay, ở Hồng Vĩ Cơ xử lý thượng hiển nhiên bao hàm nhiều lắm nhân tình vị. Trong khoảng thời gian này Tống Hoài Minh và văn phó tổng lý trong lúc đó cũng đi được rất gần, trọng yếu như vậy tin tức hắn cũng chuyển đưa tới Văn Quốc Quyền nơi nào. Tống Hoài Minh cũng không phải tưởng ở hai người gian tìm kiếm lớn nhất hóa chính trị lợi ích, thân là Bình Hải đại tỉnh trưởng, hắn đầu tiên lo lắng đến chính là Bình Hải thời gian tới phát triển, cố duẫn chi rời khỏi Bình Hải chính trị sân khấu ngày tới gần, nhưng cho dù là tối anh minh nhân, rời đi quyền vị trước, cũng không khỏi sẽ có cảm giác mất mát loại này cảm giác mất mát thường thường hội diễn biến thành một loại kỳ quái tình kết, rất nhiều người hội biểu hiện ra để bạt người một nhà, làm cho mình lực ảnh hưởng tận khả năng kéo dài xuống phía dưới. Tống Hoài Minh không thể nghi ngờ thì không muốn thấy chuyện này phát sinh. Cho dù đối mặt kiều lão áp lực, Cố Duẩn Chi vẫn đang kiên trì muốn đem hồng vĩ cơ đá ra giang thành. Tống Hoài Minh đã cảm thấy được ý tứ của hắn, hắn là nghĩ thông suốt quá chuyện này tiến thêm một bước mở rộng hắn ở Bình Hải lực ảnh hưởng. Tống Hoài Minh rất xảo diệu lợi dụng điểm này, hắn đi qua tiết lộ tin tức, nhường văn quốc quyền xuất thủ, một chiêu này có thể nói là đẹp cực kỳ, không chỉ nói đi rồi trở ngại giang thành phát triển hồng vĩ cơ, hoàn nhượng cố dẫn chi tính toán toàn bộ thất bại. Nhưng Tống Hoài Minh cũng rõ ràng, dĩ cố dẫn chi đánh đá chua ngoa hắn nhất định sẽ thôi chắc ra chuyện này nguyên nhân ra ở trên người mình, chuyện này qua đi, chỉ sợ hắn và cố dẫn chi trong lúc đó vật ách tắc hội càng để lâu càng sâu. Đây là Hồng Vĩ cơ phản hồi Giang Thành sau khi chủ trì lần đầu tiên thường ủy hội nghị, cũng là hắn chủ trì một lần cuối cùng hội nghị, hay là không lâu sau sau đó còn sẽ có một cái nghi thức giao tiếp, bất quá khi đó diễn viên đã không còn là hắn. Hồng Vĩ cơ trong lòng tịnh không có quá nhiều cảm giác mất mát, trái lại có loại như chút được gánh nặng cảm giác, hắn không thích Giang Thành, tòa thành thị này gây cho hắn không có bất kỳ tốt đẹp chính là hồi ức, hắn chưa bao giờ sản sinh quá lòng trung thành, cảm thấy mình ở ở đây chỉ là một vội vã khách qua đường. Hồng Vĩ cơ nét mặt bây giờ rất tự nhiên, phong khinh vân đạm, nụ cười trên mặt là phát ra từ nội tâm, hắn nhẹ giọng nói, tin tưởng mọi người đã biết, bởi vì công tác cần, thượng cấp quyết định đem ta điều đến Vân An tỉnh công tác, tuy rằng ta bỏ không được rời mọi người, bỏ không được rời Giang Thành đây phiến thổ địa, nhưng chúng ta những quốc gia này cán bộ phải phục tòng thượng cấp chỉ thị. Đảng cần ta môn đi nơi nào, chúng ta phải đi vào trong đó ma. Ha ha, thường ủy môn đều không nói gì trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng, người hồng vĩ cơ lần này đi được cũng không quang thải. Chân chính đối hồng vĩ cơ có chút lưu luyến vẫn còn thường vụ phó thị trưởng Lý Trường Vũ, vị này bạn học cũ đi rồi, chính mình mất đi một vị cường hữu lực chỗ dựa vững chắc, và tả viên chiều cạnh tranh thị trưởng mong muốn trở nên càng phát ra xa vời đứng lên. Hồng Vĩ Cơ nói, ở Giang Thành 2 năm, ở mọi người phối hợp hạ, chúng ta làm ra một ít thành tích, cũng có quá một ít lệch lạc, tuy rằng ta rất muốn đem nhiệm kỳ làm mãn, rất muốn ở ta nhiệm kỳ nội gây cho Giang Thành một cái mới tinh diện mạo, bây giờ nhìn lại là không có cơ hội. Đại thị trường tả viên chiều mỉm cười nói, thật không nỡ Hồng Bí Thư đi a à. Hồng Bí Thư hai năm qua công tác thành tích mọi người vẫn còn hữu ngục cộng đổ Lúc nói lời này, trong lòng hắn nhịn không được cười nhạt, người Hồng Vĩ cơ chính là một cái lưu manh, đến Giang Thành lâu như vậy người con đường thực tế trải qua công tác sao. Ngoại trừ nương Giang Thành chế thuốc hán sự tình cảm nổi lên nhất trường phong ba, tịnh đem đầu mâu chỉ hướng về phía ta, đang ở kỳ vị không mưu kỳ chính, người loại này cán bộ đã sớm nên đi người. Tả viên triều không thể nghi ngờ là vui với nhìn thấy loại kết quả này, Hồng Vĩ cơ rời đi đáng giá hắn vỗ tay ăn mừng, đây không chỉ có bởi vì hắn và Hồng Vĩ cơ oán hận chất chứa, canh là bởi vì Hồng Vĩ cơ đi rồi, thường vụ phó thị trưởng Lý Trường Vũ mất đi một cái chỗ dựa vững chắc. Người Lý Trường Vũ dựa vào cái gì tái theo ta đấu? Hồng Vĩ cơ hơi nhíu mày, tả viên chiều những lời này với hắn mà nói có chút chói tai, hắn lòng dạ biết rõ mình ở Giang Thành không làm gì, ngoại trừ na chàng nhầm vào tả viên chiều chính trị đấu tranh, chính mình tái không có gì đáng giá ghi lại việc quan trọng chính tích. Nhân đại chủ mặc cho Triệu Dương Lâm nói, nghe nói tân nhậm thị ủy bí thư đỗ thiên giã đồng chí rất tuổi còn trẻ, vẫn chưa tới 40 tuổi a à. Hồng Vĩ cơ mỉm cười nói, thiên giã đồng chí là ta ở trường đảng bạn học cũ, rất có năng lực, ta tin tưởng hắn nhất định có thể cú đón hảo ta ban, vẫn không nói gì tổ chức bộ bộ trưởng từ bưu nói, mong muốn chúng ta giang thành từ nay về sau có thể may mắn. Những lời này nói xong thì thái minh bạch rồi, bằng trực tiếp đánh hồng vĩ cơ kiểm. Từ bưu tính tình ngay thẳng đối hồng vĩ cơ vẫn luôn là khán không vừa mắt, hiện tại hồng vĩ cơ muốn đi hắn canh không có gì cố kỵ. Hồng vĩ cơ biểu tình có chút xấu hổ, đều nói nhân đi trà lạnh, hiện tại chính mình còn chưa đi ni, nhân ra mà bắt đầu nói nói mát. Tả viên chiều cười nói, chúng ta giang thành số phận lúc nào xoa quá. Sau đó hội càng ngày càng tốt. Lý trường Vũ có chút nghe không nổi nữa, hắn tiếp lời nói, cảm tạ Hồng Bí thư hai năm qua khổ cực công tác. Hắn dẫn đầu cố lấy trường đến, nhượng Lý trường Vũ và Hồng Vĩ cơ xấu hổ vạn phần chính là, ở đây thường ủy thế nhưng không ai hưởng ứng. Đại thị trường tả viên chiều nhìn đồng hồ, nói ra một câu nhượng Hồng Vĩ cơ cả đời khó quên nói tan họp ba tất cả mọi người còn có công tác muốn làm. Vẽ mặt đánh tới mức này thực sự làm cho không người nào có thể chịu được. Hồng Vĩ Cơ tuy rằng từ chức, nhưng dù sao bây giờ còn ngồi ở thị ủy bí thư vị trí, thường ủy hội vẫn còn do hắn chủ trì, người tả viên chiều dựa vào cái gì nói tan họp. Người có tư cách gì nói tan họp, Hồng Vĩ Cơ gương mặt trướng đắc đỏ bừng, hắn tưởng muốn phát tác, nhưng hội nghị hiệp thương chính trị chủ tịch Mã Ích Dân và tổ chức bộ trưởng Từ bưu đã dẫn đầu đứng lên, nhân ra thực sự muốn tan họp, nhân đại chủ mặc cho Triệu Dương Lâm và phó thị trưởng Viên Thành Tích cũng sau đó đứng lên. Hồng Vĩ Cơ không nói gì, yên lặng ngồi ở chỗ kia, rất nhanh thường ủy môn đã đi, bên trong phòng họp chỉ còn lại có hắn và Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ thở dài, lấy ra điếu thuốc lá, chính mình cầm một chi, lại đưa cho Hồng Vĩ Cơ một chi. Hồng Vĩ Cơ lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn lấy ra bật lửa, chủ động cấp Lý Trường Vũ châm điếu thuốc lá, khi hắn nhận trước tới nay, hoàn là lần đầu tiên cấp Lý Trường Vũ chủ động điểm yên. Lý Trường Vũ quay ngọn lửa hút một hơi, đem điếu thuốc lá châm, thấp giọng nói cho người vị này thị ủy bí thư cho ta điểm yên thực sự là khó có được. Hồng Vĩ cơ cười khổ nói, ở đây chỉ có bạn học cũ, không có gì thị ủy bí thư, cũng không có cái gì phó thị trường. Lý Trường Vũ nói, đã thấy ra một ít, nhân tình ấm lạnh lòng người dễ thay đổi, nhân vừa đi trà thì lạnh, chúng ta Trung Hoa Trung Quốc quan trường mấy ngàn năm nay chính là như vậy. Hồng Vĩ Cơ nói, không trách nhân ra, quái tự ta. Lý Trường Vũ có chút vô cùng kinh ngạc nhìn một chút hắn. Hồng Vĩ Cơ dùng sức hút một hơi thuốc, từ tị khổng trung phun ra lưỡng đạo khói trắng, một lát sau mới vừa rồi nói, ta ở Giang Thành đích xác không làm cái gì. Lý Trường Vũ trầm mặc xuống phía dưới, công bình mà nói, Hồng Vĩ Cơ ở Giang Thành cũng không có làm ra bất luận cái gì chính tích, hắn nhiều hơn hành động một cái và sự lão vai. Hồng Vĩ Cơ nói, Đỗ Thiên Giã là của ta trường đảng đồng học. Lý Trường Vũ gật đầu, hắn và Đỗ Thiên Giã đã gặp mặt, lúc trước hắn bị xong quy thời điểm, Trung ủy ban kiểm tra kỷ luật tham gia, phụ trách điều tra chính là Đỗ Thiên Giã. Hồng Vĩ Cơ nói, Thiên Giã người này rất có năng lực, cũng rất có chủ kiến. Tin tưởng hắn có năng lực đem Giang thành quản lý tốt. Từ Lý Trường Vũ biểu tình thường, Hồng Vĩ Cơ có thể nhìn ra, hiện tại Lý Trường Vũ nội tâm chỉ sợ so với chính mình càng thêm trầm trọng, chính mình Khứ Vân An đảm nhiệm phó tỉnh trường, chỉ cần đứng yên đội, sau đó vẫn có tiền đồ, nhưng Lý Trường Vũ ở Giang Thành chính trị tiền đồ đã thập phần ảm đạm. Đỗ Thiên Giã là một yêu ghét phân minh nhân, hắn hàng không Giang Thành, đối mỗi người bắt đầu đều là công bình. Hồng Vĩ Cơ nhớ lại một việc, hắn thấp giọng nói, Thiên Giã là văn phó tổng lý chuẩn con rể, hắn và Trương Dương quan hệ không tệ. Lý Trường Vũ cười khổ nói, vừa Trương Dương, Hồng Vĩ Cơ đem đầu mẩu thuốc lá ân diệt, đứng dậy vỗ vỗ lý trường vũ vai, hắn cũng không nói lời nào, chậm rãi đi ra phòng họp đại môn. Tô Tiểu Hồng rốt cuộc bị giải trừ cấm đoán, nàng vẫn biểu hiện rất kiên cường, mà khi nàng đi tới Hoàng Cung ngày nghỉ trước cửa, thấy tân thay đổi đi tới Hoàng gia ngày nghỉ bốn cái đại tự thời điểm, nàng cũng nữa không chế không được nội tâm ủy khuất, nàng ngồi trồm hổm xuống phía dưới che khuôn mặt lớn tiếng khóc lên, khóc đắc như vậy thương tâm, mặc cho nước mắt tùy ý chảy xuôi. Chu Vi đi qua người qua đường có chút kinh ngạc nhìn nàng, cũng không biết nữ nhân này tại sao phải ngồi xổm trên đường cái khóc. Tô Cường nghe được tin tức cuống quýt vọt ra, hắn lớn tiếng kêu lên, "Tỷ." Tô Tiểu Hồng ngẩng đầu, trên mặt đầy lệ ngân, tái nhợt môi không ngừng co quắp. "Tỷ." Tô Tiểu Hồng đưa tay nói, "Không muốn đi qua, ta không sao." Nàng chậm rãi đứng lên, xoay người hướng đường cái đối diện đi đến. "Tỷ." Tô Cường lo lắng la lên nàng. Tô Tiểu Hồng giơ tay lên nhẹ nhàng dơ dơ, nàng tưởng lãnh yên tĩnh một chút, hết thảy đều đã quá khứ, nàng tốt tốt lãnh yên tĩnh một chút, lúc này, bỗng nhiên một chiếc màu xám kiệu nhỏ xa hướng nàng bay nhanh mà đến, Tô Tiểu Hồng nghe được đệ đệ tiếng kinh hô, mờ mịt quay đầu đi, đây mới nhìn thấy na lượng trong nháy mắt tới gần xe có rèm che, nàng mỹ lệ con người đột nhiên tán đại, trong đầu trở nên trống rỗng. Một con hữu lực bàn tay to ngăn chặn cánh tay của nàng dùng sức đem nàng lôi trở lại, na lượng màu xám xe có rèm che xoa tô tiểu hồng thân thể vào tới. Tô Cường phẫn nộ đuổi theo, nắm lên trên mặt đất một cái hòn đá nện ở xe có rèm che phía sau xe song thược, na xe có rèm che tịnh không dám dừng lại, nhanh như chấp hướng viễn phương chạy tới. Tô Cường đi tới tỉ tỉ trước mặt, tỉ, người không có chuyện gì ba. Tô Tiểu Hồng lắc đầu, ý nghĩ đây mới có hơi thanh tỉnh, nàng ngẩng đầu, nhìn trước mắt nam tử, đối phương hơn 30 tuổi, vóc người khôi ngô, tứ phương kiểm, lông mày rậm mắt to có vẻ rất có nam tử khí khái nam tử kia cười cười nói quá đường cái thời điểm hay nhất không nên tưởng sự tình tô tiểu hồng xem ra vẫn còn có chút đần đột tô cường đại thế tỷ tỷ nói lời cảm tạ nói đa tạ vị đại ca này thỉnh bên trong uống chén trà ba nam tử kia khoát tay áo hắn mỉm cười nói ta còn có việc chiếu cố tốt tỷ tỷ ngươi trương dương cũng nghe nói hồng vĩ cơ điều vãng vân an tỉnh đảm nhiệm phó tỉnh trưởng sự tình nhưng hắn mừng rỡ chính là lần này hàng không thị ủy bí thư Dĩ nhiên là Đỗ Thiên Giá Đỗ Thiên Giã là hắn bản thân sau đó mình ở Giang thành chính trị địa vị không thể nghi ngờ hội càng thêm vững chắc khi hắn biết được tin tức này sau khi hắn trước tiên gọi điện thoại khứ chúc mừng Đỗ Thiên Giã nhưng Đỗ Thiên Giã điện thoại di động nhưng lại bị vây tắt máy trạng thái xem ra Đỗ Thiên Giã đã bắt đầu rời đi phòng quấy rối thi thố Trương Dương ở phòng làm việc đang xem văn kiện thời điểm Chu hiểu Vân đi đến Nàng là riêng đến nói cho Trương Dương, Tô Tiểu Hồng đã được thả ra. Chu Hiểu Vân và Tô Cường đang ở tình yêu cuồng nhiệt, sở dĩ Tô Cường trước tiên đem tin tức nói cho nàng. Trương Dương cũng không có cảm thấy nhiều lắm ngoài ý muốn, dù sao thị ủy bí thư Hồng Vĩ Cơ chưa từng sự, hắn lần này điều vãng Vân An tỉnh là công tác cần, mà không phải là nhân tác phong vấn để đã bị xử phạt, nói cách khác mặt trên cũng không có truy cứu Hồng Vĩ Cơ trách nhiệm. Hồng Vĩ Cơ không có việc gì, Tô Tiểu Hồng Tác trở nên dâu rìa, bị phóng suốt cũng là bình thường nhất bất quá sự tình. Trương Dương khép lại văn kiện giáp, nàng thế nào? Chu Hiểu Vân lo lắng lo lắng nói, tâm tình rất không ổn định, mới vừa rồi còn thiếu chút nữa bị ô tô cấp đụng phải. Trương Dương thở dài nói, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, Hồng tỷ người này rất kiên cường, ta tin tưởng nàng hội không có chuyện gì. Chu Hiểu Vân nhẹ giọng nói, chỉ hy vọng như thế, Trương chủ nhiệm, Tô Cường mong muốn ngươi lúc rảnh rỗi có thể đi xem tỷ tỷ của hắn, khai đạo khai đạo nàng, Hồng tỷ vẫn đem ngươi trở thành hảo bằng hữu. Trương Dương gật đầu, chuông điện thoại di động cắt đứt hắn và Tô Tiểu Hồng nói chuyện với nhau, hắn cầm lấy điện thoại, uy. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Đỗ Thiên Giã hào sảng tiếng cười to, Trương chủ nhiệm. Ta rất nhanh phải đi gian Thành. Trương Dương cười nói, ta cho người đánh 800 lần điện thoại, nhất tâm tưởng nịnh bợ nịnh bợ ngươi, nhưng ngươi khen ngược, bắt tay cơ cấp đóng đỗ thiên giã nói đây là ta tân dãy số người khác hoàn cũng không biết ta sợ người khác quấy rối, hai ngày này hiểu rõ tính thanh tính lúc nào đến giang thành a à, ta đôi mắt trông mong mời ăn ni tưởng nịnh nọt ta a à. đúng vậy chân tâm thật ý tưởng phách ngài nịnh hót ta thời gian tới chính trị tiền đồ vận mệnh toàn nhờ vào ngươi đỗ thiên giã lại cười ha hả mời ta ăn cơm đi ta cũng nhanh chết đói thành chỉ cần đỗ bí thư ra lệnh một tiếng ta lập tức thì mua vé máy bay khứ Bắc Kinh mời. Không cần phải phiền phức như vậy. Cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ, Chu Hiểu Vân quá khứ kéo ra cửa phòng, đã thấy một cái thân hình cao lớn nam tử mang kính dâm, trong tay hoàn cầm điện thoại di động. Trương Dương vạn vạn thật không ngờ Đỗ Thiên Giã thế nhưng xuất hiện ở trước mắt của mình, hắn cười lớn nghênh liếu thượng khứ, Đỗ Thiên Giã đưa tay ra và hắn đối kích một trường, sau đó nắm thật chặt cùng một chỗ chu hiểu vân đương nhiên sẽ không nghĩ tới trước mắt cái này mang kính mát nam tử chính là giang thành thị thời gian tới thị ủy bí thư đỗ thiên giã trích cho là trương dương đường xa mà đến bằng hữu nàng nhẹ giọng nói trương chủ nhiệm các ngươi trò chuyện ta đi ra trương dương gật đầu nói tiểu chu khứ phao hồ trà dùng ta tốt nhất lá trà ai đỗ thiên giã gở xuống kính dâm mỉm cười ở trên ghế salon ngồi xuống trương dương cũng nở nụ cười lần lượt hắn ngồi xuống đỗ thiên giã nhìn một chút hắn nói hôm nay thế nào cười đến như thế sán lạn đây là cười quyến rũ ta nhất phó chỗ cấp cán bộ thấy ngài vị này thị ủy bí thư ta phải quyến rũ a à. đỗ thiên giã cười nói công tác là công tác sinh hoạt là sinh hoạt ngày hôm nay ta kiều trang đã phẫn qua đây thấy ngươi này đây thân phận bằng hữu tới được Chớ cùng ta lộng bộ kia dối trá nhạ phiền ta ta sau đó sẽ cho ngươi tiểu hải xuyên là là đỗ bí thư giáo huấn chính là hoàn theo ta gây sự. Đỗ Thiên Giã mở to hai mắt nhìn. Lúc này Chu Hiểu Vân bưng khay đi đến, Trương Dương ngừng trêu chọc, Chu Hiểu Vân đem hai chén bích loa xuân đặt ở trên bàn trà, hướng Đỗ Thiên Giã cười cười, lúc này mới lui ra ngoài. Đỗ Thiên Giã nhìn Chu Hiểu Vân thân ảnh nói, người đĩnh A, một cái xí sửa bản phó chủ nhiệm cư nhiên hợp với nữ bí thư. Đến lúc, ta nào có bí thư, lúc không có người nàng đến lúc hành động một chút bí thư vai. Đỗ Thiên Giã nhắc nhở Trương Dương nói, người hay nhất chú ý một chút sinh hoạt tác phong vấn đề. Trương Dương cười nói, đó là, rất nhiều lãnh đạo cán bộ cũng là bởi vì sinh hoạt tác phong vấn đề hạ mã, ta nhất định dẫn cho rằng dám. Đỗ Thiên Giã nhấp một ngụm trà, cười lắc đầu, Trương Dương những lời này hiển nhiên là nhằm vào hồng vĩ cơ mà phát. Trương Dương có chút kỳ quái hỏi, người tới Giang Thành nhận chức, tỉnh ủy tổ chức bộ không ai cùng ngươi qua đây. Đỗ Thiên Giã nói, bọn họ cuối tuần mới có thể qua đây, ta lần này là dĩ tư nhân hình thức tới được, chỉ là vì hội bằng hiếu, không có cái khác mục đích. Tuy rằng Đỗ Thiên Giã nói như vậy, Trương Dương mới sẽ không tin tưởng ni, cái này gọi là cải trang vi hành. Bất quá vô luận Đỗ Thiên Giã sớm đến Giang Thành mục đích ở đâu, nhân ra là chạy hắn vị lão bằng hữu này tới được, bằng hữu tới, Trương Dương nên hảo hảo chiêu đãi. Trương Đại Quan Nhân mang theo Đỗ Thiên Giã đi thanh thai sơn, từ lúc Bắc Kinh thời điểm, Đỗ Thiên Giã thì đối thanh thai Sơn Trang Lưu Thịt Đại cảm thấy hứng thú, Trương Dương cấp Ngưu Văn Cường gọi điện thoại, nhượng hắn đi trước thanh thai Sơn Trang chuẩn bị. Đỗ Thiên Giã đến Giang Thành sự tình rất bí ẩn, hắn không muốn quá độ Trương Dương, sở dĩ Trương Dương cũng không có thông chi Giang Thành huynh đệ khác, Ngưu Văn Cường là thể chế ngoại, hắn không nhận ra Đỗ Thiên Giã, đương nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì. Trương Dương và Đỗ Thiên Giã đi ô tô đi tới thanh thai Sơn Trang lúc sau đã là một giờ trưa, như văn cường mão vua xa đứng ở sân trang ngoại, hắn đang ở sân lý thưởng thức lão bản tôn mãn độn biểu diễn sống lưu hiện giết nhi. Trương Dương ở trong điện thoại tỉnh chưa nói có bao nhiêu người qua đây, chỉ nói là khách quý, như văn cường thái nhưng điểm không ít, thấy Trương Dương và Đỗ Thiên Giã sóng vai qua đây, có chút kinh ngạc nói thì hai người các ngươi a à. Trương Dương cười nói, đúng vậy, nhiều người ăn được cũng nhiều, sợ người yêu thương tiến. Ngưu Văn Cường chừng hắn một cái nói, chúng ta bạn thân gì thời gian quan tâm trả tiền. Hắn hướng Đỗ Thiên Giã chủ động đưa tay ra, Ngưu Văn Cường. Đỗ Thiên Giã cười nói, ta là Đỗ Thiên, hắn nhưng thật ra bớt việc mà, trực tiếp đi một chữ. Ngưu Văn Cường đương nhiên sẽ không nghĩ tới trước mắt vị này chính là Giang Thành Tân nhậm thị ủy bí thư, nếu như hắn biết Đỗ Thiên Giã thân phận, chắc chắn sẽ không biểu hiện như vậy thong dong tự nhiên. Ngưu Văn Cường hướng tôn mãn độn nói, lừa tiền cho ta đôn được rồi a à. Hôm nay tới đều là quý khách, mãn độn, người đắc tự mình xuống bếp. Yên tâm đi ngài nột, ta cùng trương chủ nhiệm cũng là lão bằng hữu Trương Dương cười ném cho tôn mãn độn nhất trong hộp hoa yên, và đỗ thiên giã như Văn Cường cùng đi nhập phòng. Rau trộn đã chuẩn bị xong, như Văn Cường kêu tám đạo rau trộn, ba người ăn thật có chút xa xỉ, đỗ thiên giã khách khí nói thái long trọng rồi hả? Trương Dương cười nói, không có việc gì, chúng ta nghiêu tổng nổi danh trọng nghĩa khinh tài ngươi chỉ để ý ăn như văn cường mang đến nhất dương thanh giang đặc cung trương dương sợ đỗ thiên giã hát không quen cái này xoay người khứ bên ngoài trong xe nã mau thai nã rượu thời điểm nhận được an ngữ thần gọi điện thoại tới từ trong điện thoại nghe ra nàng rất không vui trương dương vẫn rõ ràng nàng bây giờ đang ở thanh thai sơn làm cho nàng thẳng nhận lấy sơn trang ăn đỗ thiên giã nghe nói còn có khách nhân muốn đi qua ở Ngưu Văn Cường đi ra ngoài thôi thái thời điểm nói khẽ với Trương Dương nói ta khai báo chuyện của ngươi mà đừng quên. Trương Dương biết hắn sợ người khác nhìn thấu thân phận của hắn, cười nói yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Đỗ Thiên Giá rõ ràng thằng nhãi này tính tình, thật có thể yên tâm mới là lạ. An ngữ thần tới rất nhanh, Trương Dương ba người bọn họ vừa uống xong nhất cân rượu, An ngữ thần đã hấp tấp đi tới thanh thai Sơn Trang. Như Văn Cường cùng nàng cũng là rất quen, cười hô, ăn tiểu thư tới, nhanh lên ăn, lư tiên mới vừa lên, nóng hổi rất. Trương Dương nhấc chân thì đạp hắn một chút, thằng nhãi này chân là không có miệng đức. Cũng may An Ngữ Thần cũng không cùng hắn giống nhau tính toán, ở Trương Dương bên người ngồi xuống, thấp giọng nói ta không trở về hương cảng. Đỗ Thiên Giã nhìn một chút An Ngữ Thần lại nhìn một chút Trương Dương, tâm nói Trương. Dương ngươi lá gan cú phì, lay chứ trong bát hoàn nhìn trong nồi, cùng cố dài đồng, sở yên nhiên tất cả đều thật không minh bạch, hiện tại lại hống thượng nhân ra hương cảng tiểu cô nương, việc này nếu để cho Tống Hoài biết rõ có thể tha ngươi. Trương Dương lúc này mới hướng Đỗ Thiên Giã giới thiệu, nàng là đồ đệ của ta An Ngữ Thần. Lại hướng An Ngữ Thần nói, đây là ta hảo bằng hữu Đỗ Thiên. An Ngữ Thần căn bản không có đem những người khác nhìn ở trong mắt, ngay cả chào hỏi chưa từng cùng Đỗ Thiên Giã đánh, cắn cắn môi nói ta quyết định, sau đó thì ở lại Giang Thành. Trương Dương ho khan một tiếng, ta nói nhà đầu, người đỗ ca đại lão xa từ Bắc Kinh tới, người có thể hay không biệt kiền tiếng động lớn tân đoạt chủ chuyện này. An ngữ thần vừa và phụ thân lại xảy ra không hài lòng, quá khứ bọn họ phụ nữ trong lúc đó cãi nhau thời điểm, an ngữ thần còn có thể khứ ra ra nơi nào kể ra, hiện tại ra ra đi rồi, liên cá kể ra ủy khuất địa phương cũng bị mất, cho nên hắn mới nghĩ tới Trương Dương, lập tức cấp Trương Dương gọi điện thoại, nghĩ tới nghĩ lui trên đời này có thể làm cho nàng cảm thấy thân cận cũng chỉ có Trương Dương. Nhân ở gặp phải biến cố thời điểm hội trở nên rất yếu đuối, xưa nay kiên cường an ngữ thần cũng là như thế. Trương Dương nói nàng những lời này bản không có gì, huống chi quá khứ cùng an ngữ thần cũng vui đùa quán, nhưng bây giờ an ngữ thần nghe vào tai đoá lý, trong nội tâm nhưng lại cực kỳ khó chịu, chỉ cảm thấy chứ trên đời này đã không có nhân quan tâm mình. Nàng đứng lên nói các ngươi trò chuyện, ta còn có việc đi trước xoay người thì đi ra ngoài cửa. Trương Dương trợn tròn mắt, nghĩ không ra bình thường một câu vui đùa nói liền đem nàng đắc tội. Đỗ Thiên giã hướng Trương Dương nói, còn không đuổi theo. Trương Dương phùng má giả làm người mập nói, đây đồ đệ nhượng ta quán phá hủy, không hiểu chuyện. Như Văn Cường nói, ta xem nàng cũng có chút không đúng, người hay là đi xem một chút đi. Trương Dương đứng dậy đuổi theo, đi ra thanh thai sơn trang, thấy an ngữ thần ô tô đình ở ngoài cửa, nhân nhưng không thấy, hắn chỉ khởi cái lỗ tai nghe qua, nghe được trong rừng cây mơ hồ truyền đến khóc nỉ non có tiếng, Trương Dương theo tiếng đi tới, đã thấy An Ngữ Thần chính ghé vào trên một cây khô thấp giọng khóc nước nở, quá khứ nha đầu kia nhưng đều là hấp tấp tính tình, có thể làm cho nàng rơi nước mắt sự tình thật là không nhiều lắm thấy. Trương Dương đi tới vỗ nhẹ nhẹ phách bả vai của nàng, An Ngữ Thần ninh giật mình thân thể mềm mại, mang theo nước nỡ nói, ngươi bỏ đi. Ra ra ta không nên ta, cha ta đai không nên ta, hiện tại ngươi cũng không muốn ta, nhượng ta một người tự sinh tự diệt ba. Trương đại quan nhân cười khổ nói, ta là sư phụ ngươi, một ngày vi sư trung thân vi phụ, na gì. Ở trong mắt ta, ngươi chính là ta thân khuê nữ, ta làm sao sẽ không cần ngươi chứ. An ngữ thần nghe đến đó cũng nhịn không được nữa, suy. Địa cười ra tiếng, nàng dưng dưng chừng trương dương một cái nói, ngươi cút ngay. Sẽ khi dễ ta, tiểu nữ nhi ra giận tái đi khẽ cáo tấn hiển trên mặt đẹp, rất là động nhân trương dương cũng khán không khỏi ngẩn ngơ nghĩ không ra người nam nhân này bà nữ đồ nhi càng ngày càng có nữ nhân vị nhưng lập tức trong nội tâm thầm kêu lỗi ta là người gia sư phụ loại này ý niệm trong đầu căn bản thì không nên có lỗi lỗi trương dương nói anh ta môn từ bắc kinh đến sở dĩ vừa cố không hơn nghe ngươi giải thích ngươi đừng nóng giận a à. an ngữ thần nói với ngươi không quan hệ là ta tâm lực khó chịu khóc xong cũng là thoải mái hơn đi, ta trở về với ngươi, chúng ta uống rượu với nhau. An ngữ thần hiển nhiên không ở trạng thái, uống chưa bao lâu cũng đã say, bất quá nàng say cũng không hồ ngôn loạn ngữ, thành thành thật thật ghé vào trên bàn ngủ. Đỗ thiên giã thở dài nói, ta nói Trương Dương, thế nào đem nhân ra tiểu cô nương hại thành như vậy? Trương Dương cười nói, trong lòng nàng không thoải mái, uống rượu say trái lại hảo. Hắn bắt chuyện Đỗ Thiên Giã tiếp tục uống rượu, nhưng đỗ thiên giã kinh an ngữ thần như thế nhất trộn lẫn cũng không có uống rượu hăng hái nhẹ giọng nói đi thôi ta cản đêm nay xe lửa khứ đông giang đi đi vội vả như vậy a à. đỗ thiên giã cười nói ly chính thức báo danh không mấy ngày ta muốn đi trước tỉnh lý lý giải một ít tình huống trương dương thấy hắn đi ý đã quyết cũng không lưu hắn nhẹ giọng nói khai ta xa đi thôi buổi chiều ở xuân dương nghỉ ngơi một chút buổi tối lại đi đỗ thiên giã gật đầu cũng tốt Xế chiều hôm đó Đỗ Thiên Giã đi tới Ngưu Văn Cường Kim Khải Việt nghỉ ngơi, Trương Dương giàn xếp hảo an ngữ thần, cũng qua đây bồi hắn, hắn biết Đỗ Thiên Giã hôm nay tới bản ý là vì lý giải giang thành một việc, vì vậy đem mình giải một ít tình huống hướng Đỗ Thiên Giã giới thiệu một chút. Đỗ Thiên Giã rất ít phát biểu ý kiến của mình, phần lớn thời gian đều là như muốn thính. Trương Dương nói ta phát hiện một việc. Chuyện gì? Trương Dương cười nói, hứa thường đức, Hồng Vĩ Cơ và người tất cả đều là Trung ương trường đảng đồng kỳ học viên, ba người các ngươi trước sau đều đảm nhiệm giang thành thị ủy bí thư. Đỗ Thiên Giã đã sớm nghĩ tới chuyện này, không khỏi cười nói, xem ra giang thành thị ủy bí thư cái này vị trí cũng không tốt tỏa. Trương Dương nói, người khác tỏa, bất hảo tỏa, người tỏa nhất định là vững như núi Thái. Đối với ta như thế một cách tự tin. Không phải đối với người một cách tự tin, là đúng tự ta một cách tự tin. Đỗ Thiên giã cười ha ha nói, làm nửa ngày, ta còn cần ngươi tới trao chứ. Trương Dương cười nói, một cái hảo hán ba người bang, người quan lớn hơn nữa, không có chính mình thành viên tổ chức cũng là nửa bước khó đi. không Vĩ Cơ vì sao ở Giang thành tầm thường vô vi, từ trên căn bản mà nói là bởi vì hắn thiếu khuyết một cái cường hữu lực thành viên tổ chức. Trương Dương những lời này nhượng Đỗ Thiên Giã nhìn với cặp mắt khác xưa, hắn bưng chén trả hướng Trương Dương tỏa gần một ít, thấp giọng nói kỹ càng tỉ mỉ điểm. Trương Dương nói, ta đối chính trị đồ chơi này tuy rằng không có gì quá sâu nghiên cứu, nhưng ta cũng có thể nhìn thấu một việc, Hồng Vĩ Cơ đi tới Giang Thành, hắn liên hợp chính là Lý Trường Vũ, hứa thường đức lúc trước trợ giúp Lý Trường Vũ làm tới thường vụ phó thị trường, đích thật là muốn trợ giúp Hồng Vĩ Cơ lưu lại một tốt thành viên tổ chức, nhưng hắn có một chút không có nghĩ qua, Lý Trường Vũ cũng là từ Xuân Dương vừa đề thăng bắt đầu cán bộ, đối Lý Trường Vũ mà nói, hắn đối mặt với và Hồng Vĩ Cơ đồng dạng một vấn đề, đó chính là thế nào dung nhập Giang Thành cấp lãnh đạo. Hồng Vĩ Cơ người này còn có cá mau bệnh, chính là tự phụ, hắn cảm thấy chính mình cao cao tại thượng, rất ít khứ chú ý trên dưới cấp quan hệ, cũng tạo thành và Giang Thành thị ủy cán bộ quan hệ càng ngày càng xa. Đỗ Thiên Giã nhấp một ngụm trà nói, có đạo lý, nói tiếp. Trương Dương nói, Hồng Vĩ Cơ đi tới Giang Thành không lâu sau, thì đi ra Lê Quốc chính án, sau đó lại có nhân cáo hắn tác phong có chuyện, nương vừa hứa thường đức đi ra mau bệnh ở Đỗ Thiên Giá cái này tiền Trung ủy ban kiểm tra kỷ luật ngũ thất chủ nhiệm trước mặt Trương Dương căn bản không cần cố kỵ cái gì hắn cười nói bất luận kẻ nào liên tiếp gặp phải nhiều chuyện như vậy đồ hội hết hồn huống chi hắn cái mông của mình vốn là không sạch sẽ Đỗ Thiên Giá chậm rãi hạ xuống chén trà nói ngươi là nói hắn bởi vì này chút sửa sợ kỳ thực Đỗ Thiên Giá cũng cảm thấy được điểm này Trương Dương gật đầu nói Giang Thành thể chế lý đối với hắn đánh giá cũng không cao cho là hắn là một chỉ biết ba phải chủ nhân, chính sự thực sự như nhau không cứng rắn quá. Kỳ thực hắn là sợ, hắn ôm không cầu vô công chỉ cầu vô trôi qua tìm cách, nếu như hắn là cá thị trưởng hoàn hảo nói, nhưng hắn là giang thành một tay, chỉ muốn không lý tưởng hiển nhiên là không có cách nào khác kiền xuống phía dưới. Đỗ Thiên Giã phát hiện mình rất đúng Trương Dương thay đổi cách nhìn, tiểu tử này đối giang thành chính trị hiện trạng phân tích đạo lý rõ ràng, nhất là đối hồng vĩ cơ phân tích quả thực là phù hợp vô cùng. Đỗ Thiên giã cười nói, nói một chút ngươi chuẩn bị thế nào giúp ta. Trương Dương cười nói, chúng ta tiên không nói chuyện cái này. Đầu tiên nói chuyện ngươi, ngươi bối cảnh không cần phải nói. Quá khứ là Trung ủy ban kiểm tra kỷ luật cán bộ, của ngươi đáy thanh bạch, sạch sẽ. Đây là căn chính miêu hồng. Ngươi tới Giang Thành đương thị ủy bí thư mặc dù là độc thân đến đây, nhưng ngươi có ta cái này hảo huynh đệ A. Ta quần chúng cơ sở sẽ là của ngươi quần chúng cơ sở. Ta quan hệ giữa người với người sẽ là của ngươi quan hệ giữa người với người. Ngươi nghĩ kiền lại không có phương tiện làm sự tình. Ta người thứ nhất trên đỉnh khứ, có bêu danh ta thay người chịu trách nhiệm, có chính thức tiên tăng cường ngươi hưởng thụ. Đối với ta tốt như vậy a, à? ngươi có mục đích gì a? À? Trương Dương thở dài nói, ta nói ngươi lời này cũng không địa đạo a. À? Chúng ta là bằng hiếu, là huynh đệ, ta đối với ngươi thế nhưng giúp bạn không tiếc cả mạng sống a. À? Đỗ Thiên Giá cười nói, nhân tình này ta lĩnh, bất quá đánh chết ta ta cũng không tín ngươi không cầu hồi báo. Ta cũng không tin, về phần cái gì hồi báo, ta bây giờ còn nghĩ không ra đến, sau đó tìm ngươi muốn thời điểm, ngươi nhưng không thể cự tuyệt a. À. Hai người nhìn nhau cười to. An Ngữ Thần khi tỉnh lại đã là buổi tối hơn 10 giờ chung, nàng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đau đầu dục nứt ra, mở đôi mắt đẹp thấy trên tủ đầu giường bày đặt một chén nước, đoan khởi thủy uống một hơi hết lại chạy đến phòng rửa mặt trải vuốt sợi một chút, lúc này mới đi ra cửa tìm Trương Dương. Nàng lúc ra cửa, thấy Trương Dương đang từ dưới lầu bắt đầu, hung hăng chừng Trương Dương một cái nói, Người cứ như vậy đương sư phụ, ta uống rượu say, người đem ta một người nhưng ở trong phòng, chính mình đi ra ngoài tiêu sái khoái hoạt. Trương Dương vừa tống Đỗ Thiên Giã ly khai, và Đỗ Thiên Giã một phen nói chuyện sau khi, Trương Đại Quan nhân tâm tình thật tốt, hắn cười nói, rót nước cho ngươi, ta xem ngươi thụy đắc thơm như vậy, không đành lòng đã quấy rầy ngươi. An ngữ thần tần tần đôi mi thanh tú nói, đầu đau quá. Trương Dương dò xét tham của nàng mạch môn vững tin nàng cũng không dị dạng, mới vừa rồi thở phào nhẹ nhỏm nói, ngươi thân thể không được thì đừng thể hiện, vạn nhất hát xảy ra điều gì mau bệnh, ta thế nào hướng người nhà ngươi khai báo. An ngữ thần lạnh lùng nói, không ai quan tâm ta. Vừa dứt lời nghe được bên trong gian phòng điện thoại di động của nàng vang lên. Trương Dương chép miệng, ý bảo nàng trở lại nghe điện thoại. An ngữ thần trở lại gian phòng, thấy số điện thoại, lập tức liền đem điện thoại di động đóng lại. Trương Dương cười nói, biệt tùy hứng, vẫn còn cấp người nhà ngươi gọi điện thoại, miễn cho bọn họ lo lắng, ở đây dù sao không phải ở hương cảng, người nếu không trả lời điện thoại, chỉ sợ bọn họ phải báo cho cảnh sát. An ngữ thần rốt cục bị Trương Dương nói động, khởi động máy hậu cấp thúc thúc An Đức Huyên gọi điện thoại, chỉ nói là và Trương Dương cùng một chỗ đêm nay không quay về. Trương đại quan nhân cái này phiền muộn, đây không phải ý định làm cho người ta hiểu lầm sao. Cô nam quả nữ cùng một chỗ qua đêm, bọn họ an ra chưa chừng hội có ý kiến gì. An ngữ thần càng làm điện thoại di động cấp đóng, xem ra đêm nay nàng là lại thượng Trương Dương ta đói bụng. Trương Dương nhìn đồng hồ, đã qua 11 giờ, Kim Khải Việt trù sư cũng đã sớm tan việc, hắn gật đầu nói, đi thôi, ta mang ngươi đi ra ngoài ăn hai người đi ra cửa chính quán rượu trước mặt một trận gió lạnh thổi đến an ngữ thần không khỏi hắt hơi một cái trương dương cởi chính mình áo gió cho nàng phủ thêm đêm nay vừa vặn là hắn nhị ca triệu lập vũ trách nhiệm thấy đệ đệ mang theo một nữ hài tử đi ra cười nghênh đón tam nhi đã trễ thế này đi chỗ nào a à? trương dương cười nói đói bụng đi ra ngoài tìm điểm ăn cùng đi chứ không được ta đêm nay còn phải trách nhiệm triệu lập vũ đi vào mới nhận ra trương Dương bên người nữ hài là An Ngữ Thần, hắn cuống quyết chào hỏi nói, An Tiểu Thư, xin chào. An Ngữ Thần biết Triệu Lập Vũ là Trương Dương Nhị Ca, hướng hắn cười cười, cũng không nói lời nào. Triệu Lập Vũ chỉ vào phía đông nói, nhất đi thẳng về phía trước, nhanh đến huyện Bệnh viện Nhân dân địa phương có ra con trai thứ hai Sa Hoa Cư không sai. Trương Dương và An Ngữ Thần sóng vai hướng xa Hoa Cư đi đến, nhìn xa xa ngọn đèn Trung Xuân Dương huyện Bệnh viện Nhân dân, Trương Dương chợt nhớ tới mình vừa xuyên qua đến thời đại này tình cảnh, khóe môi không khỏi lộ ra hiểu ý mỉm cười. An ngữ thần nhẹ giọng nói, nghe nói người quá khứ ngay Xuân Dương huyện Bệnh viện Nhân dân thực tập quá. Đã lâu rồi, có một số việc ta đều mơ hồ. Trương Dương nói những lời này thời điểm, trước mắt hiện ra tả hiểu tình khuôn mặt, không biết nàng hiện tại nước Mỹ quá đắc có khỏe không. An ngữ thần đã nghe thấy được trong không khí mùi thơm mê người thơm quá. Con trai thứ hai Sa Hoa cư chính là một cái chợ đêm đại bài đương, sinh ý thần kỳ nóng này, tuy rằng đã tiếp cận nửa đêm, hơn 10 cái bàn vẫn còn tràn đầy. Trương Dương và An Ngữ Thần đến đó Lý cư nhiên không có chỗ ngồi trống, bất quá trương đại quan nhân ở Xuân Dương giao thiệp nhưng không phải bình thường, lập tức có người đứng lên đến đây, đây không phải trương chủ nhiệm sao. Ngài thế nào đến nơi đây tới dùng cơm? Trương Dương nhìn lại, cùng hắn chào hỏi nhân nguyên lai like là Xuân Dương vận chuyển hành khách công ty quản lý Hàn Duy Chính Nhi Tử Hàn truyền bảo, lúc trước thằng nhãi này bởi vì gây khó dễ tả hiểu tình mà bị chính mình ra sức đánh dừng lại, sau lại vẫn đối với chính mình rất tôn kính. Hàn truyền bảo hướng an ngữ thần nhìn thoáng qua, cười nói, không vị trí, ngài tỏa ta đây ba, dù sao chúng ta thì ăn xong rồi. Hắn đem Trương Dương và an ngữ thần thỉnh đến vị trí của mình ngồi xuống, và vì kia bạn gái nói tiếng, hai người đứng dậy rời đi nhân ra tôn kính như vậy hắn, Trương Dương đương nhiên cảm thấy mặt mũi trên có quang, hắn khách khí nói tiểu hàn, uống chung hai chén. Hàn truyền bảo cười nói, không được, ta còn có việc, Trương chủ nhiệm, ngài ăn, lúc rảnh rỗi ta nữa bái phòng ngài. Rời đi thời điểm hắn đa để lại 100 đồng tiền, nhượng lão bản đem chứng toán ở trên người mình. Trương Dương thấy thằng nhãi này như thế hiểu chuyện, xem ra hai năm qua cũng tiến bộ rồi không ít. An ngữ thần điểm bốn cái xa hoa, nàng là chân đói bụng thịnh oản cơm tẻ thì đại ăn trương dương cũng không ngạ cười tủm tỉm nhìn an ngữ thần thấy an ngữ thần có chút ăn không vô nữa, buông bát đũa nói có ngươi như thế khán nhân sao hoàn nhượng ta thế nào ăn a à? ta chỗ không đối đầu a à? đáng giá ngươi như thế nhìn chằm chằm khán trương dương cười nói ta phát hiện ngươi biến đẹp an ngữ thần kiểm nhi đỏ hồng cao mũi thở có vẻ cực kỳ khả ái ít hống ta vui vẻ không để ý tới ngươi ta ăn ta người ái có nhìn hay không? Nàng cầm chén nâng lên, lần này che ở bên khuôn mặt. Lúc này lại có nhân qua đây và Trương Dương chào hỏi, là vùng này lưu manh, nhân xương lông dài thường thất cân, bất quá lông dài hiện tại đã quát cá đầu bóng lường, hắn bởi vì đánh nhau ẩu đả vừa từ cục cảnh sát lý phóng xuất, thấy Trương Dương xuất hiện, đương nhiên muốn đi qua bộ lôi kéo làm quen, Trương Dương đối lông dài loại này tiểu lưu manh căn bản khán không ở trong mắt, hướng hắn gật đầu, cũng không có mời hắn ngồi xuống ý tứ, lông dài từ trương dương biểu tình thượng liền xem ra nhân ra không đợi thấy mình nhưng này tư không có một điểm xanh khí ý tứ trương dương hiện tại là thân phận gì trương dương đã trở thành xuân dương truyền kỳ hắn ở trương dương đứng trước mặt chứ cấp trương dương kính chén rượu sau đó đi trở về nhất bang tiểu huynh đệ nhưng không nhận ra trương dương từng cái tức giận bất bình nói lão đại người đó ha à, lợi hại như vậy chính mắt cũng không nhìn ngươi chúng ta đi giết hắn diệt mẹ ngươi Lông dài trừng trọng mắt mắng, hắn hướng phía sau nhìn một chút mới vừa rồi hạ giọng nói, đó là Trương Dương Trương chủ nhiệm. Hắn chính là Trương chủ nhiệm, trong thanh âm lộ ra kinh sợ. Trương Dương cái lỗ tai sao mà linh mẫn, đem đám người này đối thoại nghe được thanh thanh sở sở, trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý, nghĩ không ra tạo uy vọng ở Xuân Dương thế nhưng cao tới rồi loại tình trạng này. chương 237, chống trận Đông Phong. An ngữ thần đứng ở Xuân Thủy bờ sông, triển khai xong trưởng, nhắm lại đôi mắt đẹp, dùng sức phát sinh một tiếng thét chói tai, đây là một loại đáy lòng phiền muộn tâm tình phóng thích. Nhưng trương đại quan nhân bị nàng lại càng hoảng sợ, nhà đầu, hơn nửa đêm, người đừng đem lang đưa tới. An ngữ thần cười nói, kêu một tiếng, trong lòng dễ chịu hơn. Trương Dương gật đầu nói, cảm thấy thoải mái là hơn khiếu hai tiếng. An ngữ thần gật đầu, thực sự đem hai tay quyển đứng lên lại bảo một tiếng rừng cây chung một con mèo hoang theo meo meo ô kêu lên. Trương đại quan nhân nhịn không được bật cười lên, đem mèo đưa tới, nó còn tưởng rằng ngươi tên là Xuân Ni. Ăn ngữ thần mắc cờ khuôn mặt đỏ bừng, nhấc chân liền hướng Trương Dương đá quá khứ. Ngươi mới khiếu Xuân Ni. Đang làm gì, hai gã tuần cảnh đã đi tới, một người trong đó cầm đèn pin hướng bọn họ chiếu quá khứ, Trương đại quan nhân vô ý thức nheo lại hai mắt. Trương chủ nhiệm, là ngài nột, một gã cảnh sát nhận ra Trương Dương, xem ra thằng nhãi này hiện tại nổi tiếng không có thể như vậy đắp đắc. Trương Dương nhưng không nhận ra nhân ra, có điểm dở khóc dở cười gật đầu. Hiện tại mình cũng là nổi danh nhân vật công chúng nhân vật, xem ra làm một chuyện gì cũng phải chú ý ảnh hưởng tới. Hai gã tuần cảnh cảo rõ ràng chuyện gì xảy ra sau khi, hướng Trương Dương cười cười, cũng không nói nhiều, xoay người rời đi. Trương Dương hướng an ngữ thần nói, đều hơn 12 điểm, trở về đi. Ta không muốn trở về. An ngữ thần ở bờ sông trên thềm đá ngồi xuống, trương dương cùng nàng ngồi xuống, nắm lên một viên hòn đá nhỏ nhưng nhập xuân thủy giữa sông. bình tĩnh hà diện nổi lên một chuỗi rung động, thu nguyệt ảnh ngược bị nước gợn nhu toái, tràn vô số bạc vụn. trương dương mỉm cười nói, chân dự định ở lại gian thành nữa. an ngữ thần gật đầu nói, ta ở hương cảng đã không có thân nhân, người còn có phụ thân, còn có huynh đệ ta cùng cha đai rất khó câu thông, hắn có gia đình của hắn, cuộc sống của hắn, ta không muốn ảnh hưởng hắn, cũng không muốn hắn can thiệp ta. Trương Dương cười nói, phụ nữ trong lúc đó nào có cách đêm thù ni. Người chỉ là một thì tức giận, qua một thời gian ngắn thì tốt rồi. An ngữ thần ôm hai đầu gối nói, Trương Dương, kỳ thực ta minh bạch. Minh bạch cái gì? Ta không bao lâu hảo sống. Trương Dương nội tâm chấn động, xoay người nhìn phía an ngữ thần, An ngữ thần ánh mắt thê lương, nhìn dưới ánh trăng xuân thủy sông, toát ra nhàn nhạt yêu thương, ta không hận cha ta đai, ta chỉ phải không nhớ hắn môn lo lắng cho ta, ta muốn hoán cá hoàn cảnh, tưởng trọng cuộc sống mới, ở ta sở thẳng không nhiều thời giờ lý, quên ta là một bệnh nhân, tượng người bình thường như nhau sống, sau khi ta chết, thì táng ở thanh thai sơn, chôn ở ra ra bên người, và lão nhân ra ông ta làm bạn. Trương Dương đương nhiên minh bạch an ngữ thần như vậy bi quan nguyên nhân, hắn thấp giọng an ủi, nhà đầu, ta ở nghĩ biện pháp, lẽ nào ngươi đối với ta không một cách tự tin. An ngữ thần cười nói, ta tin tưởng ngươi hội hết mọi nỗ lực giúp ta. Nhưng rất nhiều sự cũng không phải là nhân lực có đủ khả năng vãn hồi. Nàng thật sâu ngóng nhìn Trương Dương nói, kỳ thực ta đã rất thỏa mãn, với ta mà nói, mỗi sống một ngày đều là lên trời cho ta ban ân. Trương Dương lặng lẽ không nói gì, trong lòng cũng cảm thấy nói không nên lời khổ sở, nếu như an ngữ thần thực sự bệnh phát rời đi như vậy tự mình nghĩ tất hội thập phần thương tâm an ngữ thần nói được rồi a à văn nói có thể cùng kiều mộng viện hợp tác kế hoạch của nàng thư không sai bất quá có chút chi tiết còn muốn thương thảo ta ở lại giang thành cũng vì chuyện này trương dương gật đầu nói về buôn bán sự tình ta bất quá vấn cần ta hỗ trợ người mở miệng chính là an ngữ thần cười nói sư phụ ta là ngươi lâu như vậy sư phụ người thật giống như cũng không có dạy cho ta cái gì bản lĩnh thật sự trương dương nói người nghĩ học cái gì dưỡng khí đả tỏa công phu ta đều đã dạy điểm huyệt còn ngươi nữa đánh người công phu trương dương cười nói hảo dù sao ngươi sau đó ở giang thành thời gian hơn ta sẽ đem lợi hại nhất phó công dạy cho ngươi thế nhưng có một cái điều kiện điều kiện gì sau đó đối với ta phóng tôn trọng điểm giang thành cấp lãnh đạo biến động nhường thể chế nội rất nhiều người thấp thỏm bất an Lý Trường Vũ như vậy, đại thị trường tả viên chiều cũng là như thế, tuy rằng Hồng Vĩ cơ rời đi nhượng hắn thiết hỉ không dĩ, nhưng mới tới vị này thì ủy bí thư đỗ thiên giã đến tột cùng đối nhân xử thế thế nào. Sau này mình và hắn có thể hay không hợp, tả viên chiều cũng không có đem nắm, đỗ thiên giã so với chính mình hoàn trẻ hơn nhiều lắm, còn trẻ như vậy cán bộ, có thể leo lên như vậy địa vị cao, trừ hắn ra hiển hách bối cảnh, và hắn tự thân năng lực cũng có tương đương quan hệ, khai phá khu quản ủy hội chủ mặc cho Tiếu Minh ngồi ở tả viên chiều bên trong phòng làm việc. Hắn thấp giọng nói, ta tìm người xem qua thị ủy bí thư phòng làm việc phong thủy, tuy rằng không bàn mà hợp ý nhau ngôi cửu ngũ hàm nghĩa, đáng tiếc bên trong không có nước, lòng khốn chỗ nước cạn, cũng không điềm lành. Tả viên chiều không khỏi cười nói, người ít khoe khoang về điểm này mà phong thủy chi thức, người khác không biết ngươi, ta còn không biết ngươi là cá người biết nửa vời. Tiếu Minh cười cười xấu hổ nói: Ra cá hồ cá ở bên trong có thể khá hơn một chút. Tả Viên Triều nói: Người cơ hội tới, chờ Đỗ Bí Thư nhận trước thời điểm, người tống hắn một cái hồ cá bái. Tiếu Minh nói: Vị này Đỗ Bí Thư rất thần bí a, à, ta hỏi qua rất nhiều người đối với hắn đều không thế nào lý giải. Tả Viên Triều nói: Hắn vẫn luôn ở Trung ủy ban kiểm tra kỷ luật công tác, Lê Quốc chính án phát thời điểm, hắn đến Giang Thành đã tới, hắn và Hồng Vĩ Cơ. Hứa Thường Đức đều là quá khứ trường đảng đồng học, phụ thân là quân ta cao cấp tướng lĩnh, nhạc phụ tương lai là văn phó tổng lý. Tiếu Minh nói, bối cảnh rất sâu ha, hắn nghe được văn phó tổng lý tên, chợt nhớ tới cái gì, thấp giọng nói, tả thị trường, Trương Dương không phải văn phó tổng lý con nuôi sao. Tả viên chiều gật đầu nói, ta làm cho người ta điều tra, căn cứ Bắc Kinh bạn đồng chí phản ánh, Trương Dương ở Bắc Kinh đảm nhiệm Xuân Dương Bắc Kinh bạn chủ nhiệm thời điểm, và đỗ bí thư quan hệ thì thập phần mật thiết, hai người bọn họ là không có gì giấu nhau hảo bằng hữu hơn nữa. Trương Dương sở dĩ cùng văn gia đặt lên quan hệ hoàn là thông qua đỗ bí thư duyên cớ. Tiếu Minh trong lòng mừng thầm, Trương Dương và Đỗ Thiên Giã quan hệ như vậy mật thiết, như vậy sau đó và Đỗ Thiên Giã ở chung sẽ không buồn không có cầu câu thông, hắn và Trương Dương quan hệ ở chung không sai, đi qua Trương Dương và Đỗ Thiên Giã bộ lôi kéo làm quen không nên tồn tại bất cứ vấn đề gì. Tả viên Triều nói, kỳ thực chúng ta giang thành thị cấp lãnh đạo gánh hát là nên có một tân khí tượng, mong muốn đỗ bí thư đến có thể cho chúng ta tòa thành thị này mang đến vận may. Tiếu Minh nói, ta cuối cùng cảm thấy đỗ bí thư lần này đến sẽ làm giang thành phát sinh biến động thật lớn. Tả viên Triều mỉm cười nói, làm tốt chính mình phân nội sự tình là được, những thứ khác không nên suy nghĩ nhiều. Tiếu Minh gật đầu, lại nói ta vừa mới từ thị ủy tuyên truyền bộ đi ra, thập giai thanh niên nội bộ tính phiếu kết quả đi ra, Rút bỏ báo chí phiếu bầu nhân tố sau khi bầu bằng phiếu kết quả, Trương Dương vẫn là đệ nhất, hắn đạt được 50% phiếu bầu, Tôn Đông Cường trích chiếm được 21%. Tiếu Minh là lần này chọn ủy hội một thành viên, sở dĩ có cơ hội tiếp xúc được tin tức tình hình thực tế. Tả viên chiều Cười nói, người phát động khai phá khu nhiều như vậy xí nghiệp cho hắn đầu phiếu, kết quả này cũng không nghĩ là. Tiếu Minh bất hảo ý thức cười cười cũng không đều là công lao của ta. Hắn và Văn Uyên chính là trường tiến trường kiện quan hệ rất tốt, nhân gia cũng hỗ trợ, bất quá thì là dứt bỏ những yếu tố này, hắn tham dự thay đổi chế độ xã hội mấy nhà xí nghiệp đều ở đây vì hắn kéo phiếu, thắng được cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Tả Viên Triều nói, Triệu chủ nhiệm năm nay đã chào hỏi, tỉnh thập giai nhất định phải cấp con rể của hắn Tôn Đông Cường. Tiếu Minh nhíu mày nói, ta cảm thấy hắn chuyện này làm được có chút quá đáng, Tôn Đông Cường người này tịnh không có bao nhiêu năng lực nếu như không phải Tần Thanh không hạ cái này vị trí. Thế nào cũng không tới phiên hắn đảm nhiệm đoàn thị ủy bí thư, triệu chủ nhiệm như thế phủng hắn tuy rằng có thể lý giải, bất quá cũng không cần thiết đem chuyện tốt đều rơi xuống trên đầu của hắn, đều nói thập giai thanh niên dựa theo bầu bằng phiếu kết quả. Như vậy người đầu tiên thì phải làm là Trương Dương, chúng ta giang thành thập giai người đầu tiên đương nhiên chính là tỉnh thập giai thanh niên. Tả viên triều kỳ thực trong quá khứ cũng cùng Tiếu Minh tham thảo quá vấn đề này, khi đó Tiếu Minh đối với lần này thái độ là không thể nói là, dù sao Triệu Dương Lâm chào hỏi, hắn tư cách như thế lão, mọi người biết rõ hắn là tư tâm quấy phá, hay là muốn cho hắn một ít mặt mũi. Nhưng hôm nay Tiếu Minh thái độ tới cá 180 độ đại quẹo vào, hắn lập trường tiên minh vi Trương Dương tổn thương bởi bất công đứng lên. Tiếu Minh nói, ta nhìn ra được, Trương Dương rất quan tâm cái này thập giai thanh niên. Tả viên triều lập tức sẽ hiểu Tiếu Minh ý tứ, Tiếu Minh ở trong chuyện này làm văn mục đích không hề chỉ là vì Trương Dương, hắn lo lắng đến chính là tân nhậm thị ủy bí thư đỗ thiên giã. Nếu như Trương Dương ở trong chuyện này và tôn đông cường cạnh tranh, tất phải sẽ khiến Triệu Dương Lâm tham gia, bằng đỗ thiên giã và Trương Dương quan hệ, hắn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, huống chi bản thân đạo lý ngay Trương Dương một bên, tả viên triều, Tiếu Minh những người này sẽ đối mặt một cái lập trường tuyển chọn vấn đề. Muốn cùng một người làm bằng hữu nhất là thông qua ở chung lôi kéo làm quen, còn có một càng có hiệu phương pháp, chính là và hắn tạo khởi một cái cộng đồng đối thủ, cùng chung mối thù cái từ này ở bất luận cái gì thời đại đều áp dụng. Tả viên chiều nghĩ tới đây không khỏi nở nụ cười, nghĩ không ra tiếu minh cư nhiên lo lắng như thế chu toàn, hắn thấp giọng nói tìm được cơ hội thích hợp, đem thực tế tình huống tiết lộ cho Trương Dương, ta sẽ chi trì hắn. Giang thành rượu hán ở các tỉnh thị đài truyền hình bá ra quảng cáo đưa đến rõ ràng hiệu quả, bọn họ tân đóng gói sinh sản tuyến cũng điều chỉnh thử đúng chỗ, đơn đặt hàng tuyết rơi bàn bay tới, mừng rỡ sưởng trưởng Lưu Kim Thành cười tô tué, đóng gói sinh sản đóng buộc chỉ cơ hoàn tất thích đáng thiên chuyên thỉnh phó thị trưởng nghiêm mới xây, xí sửa bản phó chủ nhiệm Trương Dương qua đây cắt băng. Nghiêm mới xây từ đóng gói phân xưởng thị sát đi ra, cười hướng bên người Trương Dương nói, không sai. Rượu hán dần dần đi lên hành trình. Một bên lưu kim thành đạo, bộ này đóng gói thiết bị hiện nay ở quốc nội cũng coi như nhất lưu, và mau thai rượu ngũ lương bọn họ dùng đắc không sai biệt lắm, chúng ta mặt khác một cái quán trang sinh sản tuyến lập tức cũng sẽ lắp đặt hoàn thành. Đến lúc đó, chúng ta rượu hán nhiên kỳ sản lượng so với quá khứ có thể đề thăng gấp 5 lần. Nghiêm mới xây liên tục gật đầu nói, hảo, thực sự là không sai. Lưu Kim thành đạo, ít nhiều nghiêm thị trường, ít nhiều trương chủ nhiệm, không phải rượu hán lần này đã bị a di tập đoàn lôi suy sụp. Nghiêm mới xây cười nói, muốn tạ ơn thì tạ ơn trương dương ba, chuyện này ta cũng không xuất lực. Lúc này hán phòng làm việc chủ nhiệm Lý Đào đã đi tới, thấp giọng hướng Lưu Kim Thành Đạo. Lưu xưởng trưởng bảo vệ môi trường cục đồng chí lại nữa rồi. Lưu Kim Thành ngẩn người, có chút không nhịn được nói chuyện gì xảy ra ha. À? Không phải đã chào hỏi sao? Hắn nhượng phó xưởng trưởng cùng nghiêm mới xây đi trước cái khác hán khu thị sát. Trương Dương nghe được bảo vệ môi trường cục ba chữ thì để lại cá tâm nhãn. Hắn dừng bước lại hỏi, bảo vệ môi trường cục người nào phòng? Lưu Kim Thành cười nói, Trương chủ nhiệm, người đừng quan tâm, việc này tự chúng ta xử lý. Trương Dương lại nói, rốt cuộc người nào phòng, hắn có chút truy hỏi kỹ càng sự việc đầu cùng. Lý Đào nói, ô nhiễm chống khoa ngô khoa trưởng, hắn nói chúng ta rượu hắn bài phóng không phù hợp quốc gia tiêu chuẩn, sở dĩ muốn phạt tiền. Phạt hắn ma túy, Trương Dương vừa nghe đến ngô hồng đắt tiền tên sẽ khí, hắn hướng Lý Đào nói, mang ta đi nhìn. Lưu Kim Thành sửng sốt, Hắn không rõ ràng lắm vì sao Trương Dương hội đối với chuyện này biểu hiện như vậy lòng đầy căm phẫn. Bất quá bảo vệ môi trường cục gần nhất đến rượu Hán tìm bọn họ thật nhiều lần, hóa đơn phạt cũng mở không ít chương, Lưu Kim Thành cũng đứng ra và bảo vệ môi trường cục phương diện phối hợp nhiều lần, tựa hồ cũng không có gì hiệu quả, hắn biết Trương Dương năng lực, nếu như Trương Dương đứng ra đem chuyện này giải quyết chẳng phải là rất tốt. Ngô Hồng đắt lần này cũng không phải không duyên cớ vô cớ tìm rượu Hán phiền phức rượu hán ô thủy bài phóng hiểu rõ xác thực xác thực vượt qua quốc gia tiêu chuẩn, cha làm chuyện này cũng là bảo vệ môi trường Cục cục trưởng cảnh khải vượt qua tự mình hạ đắc mệnh lệnh. Ngô Hồng đắt căn bản không nghĩ tới Trương Dương gặp phải ở trước mắt mình, lần trước bị. Trương Dương đánh một bà tai đến bây giờ hắn hoàn ký ức hãy còn mới mẻ, hắn đối Trương Dương là vừa hận vừa sợ, từ lần kia sự kiện sau khi, hắn liên chế thuốc hán đại môn chưa từng dám nhảy vào quá. Bất quá lần này bất đồng, hắn chiêm để ý, rượu hán ních xác bài phóng vượt qua tiêu, sở dĩ ngô hồng đắt tiền dũng khí lại tăng lên một ít. Trương Dương chỉ vào mũi hắn mắng, ngô hồng đắt, người có phải là có tật xấu hay không a? À? Những xí nghiệp này đơn vị với người có cửu oán sao? Ngô hồng đắt tuy nhiên có chút sợ hắn, nhưng dù sao lần này là theo lẽ công bằng làm việc, hắn cứ để ý cố gắng nói, rượu hán bài ô vượt qua tiêu, chúng ta bảo vệ môi trường cục đương nhiên là có tư cách cha. Cha xảy ra vấn đề, chúng ta dựa theo quốc gia tương quan điều lệ tiến hành xử lý có cái gì không đúng. Trương Dương gật đầu, vùng lên thủ chính là một cái tát đánh sang, hắn tuy rằng để lại ba phần lực đạo vẫn đang đem ngô hồng đắt đánh cho đặt mông ngồi dưới đất, người chung quanh đều sửng sốt. Ai cũng không nghĩ tới vị này xí sửa bạn chủ nhiệm nên xuất thủ thì thì xuất thủ, chút nào nghiêm túc, hoàn toàn không có dấu hiệu. Ngô Hồng đắt bưng lại hồng lại sưng hai gò má hét lớn, người dựa vào cái gì đánh người cùng hắn tới được hai gã bảo vệ môi trường cục nhân viên công tác lần trước đã nhìn thấy Ngô Hồng Đắt bị đánh, bọn họ biết mình không thể trêu vào Trương Dương, hai người tiến lên nâng dậy Ngô Hồng Đắt. Trương Dương cười lạnh nói, ngươi đã quên ta đã nói. Chỉ cần nhượng ta thấy đến ngươi, ta gặp một lần đánh một lần. Lưu Kim Thành lúc này mới đi tới cố làm ra vẻ kéo Trương Dương. Ngô Hồng Đắt trong lòng nghẹn khuất tới cực điểm, lần trước bị đánh hoàn có thể nói là gieo gió gặt bảo, lần này thì có điểm tai bay vạ gió, thằng nhãi này cũng quá khi dễ người. Hắn lớn tiếng nói, ta muốn hướng về phía trước cấp cáo ngươi. Trương Dương cười nói, tưởng cáo ngươi chỉ để ý khứ, gian Thành nói rõ lý lẽ địa phương hơn, chỉ sợ không ai phản ứng ngươi. Nhất bang bảo vệ môi trường cục nhân viên xám xịt lui ra ngoài. Lưu Kim Thành Toán đã nhìn ra, Trương Dương và vị này ngô khoa trưởng có oán hận chất chứa, nhân ra cũng không phải ý định cho mình suốt đầu, là muốn nương chuyện này nguôi giận. Lưu Kim Thành khuyên nhủ, Trương chủ nhiệm, chớ cùng hắn không chấp nhận, ngài ngồi xuống nghỉ một chút. Trương Dương nói, ta không cùng hắn không chấp nhận, nhưng ta đã nói cũng không thể không tính là. Hắn nói qua thấy Ngô Hồng đắt một lần, muốn đánh Ngô Hồng đắt một lần. Đại lão ra, nói đến phải làm được. Lưu Kim Thành thành thật thừa nhận nói, kỳ thực chuyện này chúng ta cũng có trách nhiệm, bài ô thiết bị mua được, còn không có lắp đặt điều chỉnh thử hảo, bài ô đích xác không phù hợp tiêu chuẩn. Trương Dương chừng hắn một cái nói, vậy thì mau chóng lắp đặt hảo, có biết hay không phá hư hoàn cảnh là hại cập hậu thế chuyện xấu. Lưu Kim Thành nói, nhất định nắm chặt, chúng ta cũng không muốn trở thành phá hư hoàn cảnh tội nhân. Trưa hôm đó, Phó Thị trưởng Nghiêm mới xây và Trương Dương đám người ngay rượu hắn căn tin dùng cơm, nghe nói Trương Dương đánh ngô hồng đắt lỗ tai sự tình, Nghiêm mới xây chẳng những không có trách cứ hắn, trái lại nở nụ cười, hắn lúc này thì cấp bảo vệ môi trường cục trưởng cảnh khải vượt qua gọi điện thoại, đem cảnh khải vượt qua khiển trách dừng lại rượu hán là giang thành trọng điểm xí nghiệp hiện tại rượu hán cải cách vừa mới bắt đầu khó tránh khỏi sẽ có bất tận như người ý địa phương bảo vệ môi trường cục hẳn là từ toàn bộ giang thành phát triển đại cục xuất phát muốn linh hoạt chạy máy nắm chặt chính sách không thể tha xí nghiệp chân sau bảo vệ môi trường cục cục trưởng cảnh khải vượt qua sau tự nhiên càng làm ngô hồng đắt mắng một trận nghiêm mới xây trước mặt mọi người gọi số điện thoại này mục đích không chỉ là biểu thị hắn đối xí nghiệp chi trì cũng là hướng trương dương cho thấy thái độ ta đối ủng hộ của ngươi là không thể nghi ngờ theo trương dương và tân nhậm thị ủy bí thư đỗ thiên giã quan hệ dần dần đối nhân xử thế biết liên nghiêm mới xây như vậy chính trị tay già đời cũng không khỏi bắt đầu hướng trương dương chủ động kỳ hảo bữa trưa hậu lưu kim thành hoàn chuyên môn mang theo nghiêm mới xây bọn họ thực địa tham quan một chút bọn họ rượu hán ô thủy xử lý thiết bị bảo chứng trong thời gian ngắn nhất trang cơ hoàn thành tịnh đầu nhập sử dụng Nghiêm mới xây và Trương Dương cùng xa phản hồi thị chính phủ, trên đường nghiêm mới xây vô tình hay cố ý nói, Trương Dương, tân nhậm thị ủy bí thư cuối tuần sẽ giang thành. Trương Dương ừ một tiếng, trong lòng hắn so với ai khác đều hiểu, Đỗ Thiên Giã đã ở Giang Thành đánh cá quyển sau đó mới đi Đông Giang, bất quá chuyện này hắn giữ nghiêm bí mật, không phải dặm đây bang lãnh đạo lại muốn ngạc nhiên. Nghiêm mới xây thấy Trương Dương loại này phản ứng, rốt cuộc nhịn không được hỏi, nghe nói ngươi và Đỗ Bí Thư nhận thức thời gian đã lâu rồi. Trương Dương cười nói, hoàn là lúc trước ta ở Bắc Kinh đảm nhiệm Xuân Dương Bắc Kinh bạn chủ nhiệm thời điểm, hắn đối nhân xử thế nhiệt tình, chính trực, khoan dung, rộng lược, rất đáng giá ở chung. Đây cũng không phải là cố ý phách đỗ thiên giã nịnh hót, đỗ thiên giã đối nhân xử thế đích xác không sai, nhưng ở nghiêm mới xây trong mắt, hắn thấy chính là Trương Dương và đỗ thiên giã quan hệ không giống bình thường. Nghiêm mới xây cảm thán nói, chúng ta giang thành đích xác nhu muốn làm như vậy bộ đến chủ trì công tác, những lời này cũng có chút nịnh nọt chi ngại bất quá là gián tiếp phách phách đắc huyền chuyển trương dương nhịn không được cười nói nghiêm thị trưởng những lời này nếu để cho người khác nghe được hội cảm thấy ngươi đối hồng bí thư công tác không hài lòng nghiêm mới xây mỉm cười nói hai ngày trước thường ủy hội thượng xảy ra một việc ngươi có biết hay không trương dương lắc đầu nghiêm mới xây nói hồng bí thư chủ trì một lần cuối cùng thường ủy hội nhưng chúng ta tả thị trưởng không đợi hắn biểu lộ hoàn thì tuyên bố giải tán Trương Dương nghe đến đó không khỏi cười lên ha hả, hắn biết tả viên triều và hồng vĩ cơ trong lúc đó làm có ân oán, nhưng không nghĩ đến tả viên triều lần này hội làm được như vậy tuyệt, cư nhiên dám tán hồng vĩ cơ hội. Nghĩ lại, hồng vĩ cơ đã nhất định ly khai giang thành, tả viên triều tự nhiên vô chỗ cố kỵ, ngày xưa đối bất mãn ta của hắn đương nhiên muốn phát thiết một chút. Nghiêm mới xây nói, tả thị trường vừa nói tan họp, sở hữu thường ủy song song hưởng ứng, chỉ có lý phó thị trường hoàn ở lại phòng họp, khiến cho Hồng Bí Thư Hảo không xấu hổ. Trương Dương thấp giọng nói, Hồng Bí Thư và Lý Phó Thị Trường là bạn học cũ, về tình về Lý Hắn cũng phải lưu lại bồi hắn. Nghiêm mới xây nói, Hồng Vĩ Cơ người này ở Giang Thành không có làm nhiều ít sự, mọi người đối với hắn bất mãn cũng là bình thường, hắn đối Hồng Vĩ Cơ cũng không thích, hiện tại đã gọi thẳng kỳ danh. Trương Dương nói, đều nói nhân đi trà lạnh, nói vậy Hồng Bí Thư hiện tại chính một mình cảm thán ba nghiêm mới xây mỉm cười nói đang ở quan trường đối với lần này thì phải làm có nguyên vẹn chuẩn bị tư tưởng hồng vĩ cơ lần này cũng không toán thất bại ly khai giang thành ly khai bình hải có thể hắn sẽ có tốt hơn phát triển cơ hội trương dương nói hắn vẫn còn có chút bản lĩnh nghiêm mới xây thấp giọng nói nghe nói hắn ít nhiều kiều lão hỗ trợ hồng vĩ cơ lẳng lặng ngồi ở nhã vân ven hồ xuân lô quán trà nội suy nghĩ đối diện tô tiểu hồng lần này là hắn chủ động hẹn tô tiểu hồng gặp mặt tô tiểu hồng do dự một chút vẫn còn đáp ứng phó ước tô tiểu hồng mặc lục sắc cao cổ dê nhung sam sâu màu xám quần tây hình thể có lồi có lõm nàng hẳn là đã từ trước đó vài ngày câu nệ trong cuộc sống khôi phục lại trên mặt biểu tình rất bình tĩnh rất không màng danh lợi thiếu vài phần quyến rũ hơn vài phần kiên định một đôi đôi mắt sáng nhìn hồng vĩ cơ từ đó tìm không được bất luận cái gì ôn nhu cũng tìm không được bất luận cái gì cừu hận hồng vĩ cơ nhìn nữ nhân này trước mắt cái này đã từng khi hắn dưới thân trần chọc hầu hạ nữ nhân, hắn ngày hôm nay Phương mới ý thức tới, quá khứ chẳng bao giờ tỉ mỉ quan sát quá nàng, nguyên lai tô tiểu hồng trên thân ẩn chứa nhiều như vậy Mỹ, đáng tiếc tự mình đi tới tịnh không hiểu thưởng thức. Tô tiểu hồng bình tĩnh nói, muốn đi. Hồng vĩ cơ gật đầu, hắn mím môi, từ trước đến nay ở trước mặt công chúng miệng lưỡi lưu loát hắn ngày hôm nay nói có chút gian nan, hắn thấp giọng nói ta ngày hôm nay hẹn ngươi đi ra ngoài là tưởng. Tô Tiểu Hồng cắt đứt lời của hắn, là muốn ngay mặt nói với ta tiếng xin lỗi. Hồng Vĩ cơ trầm mặc xuống phía dưới. Tô Tiểu Hồng nói, không cái loại này cần phải, ta vốn cũng không muốn gặp ngươi, nhưng cẩn thận ngẫm lại, có mấy lời vẫn còn ngay mặt nói rõ ràng hảo, ta và ngươi trong lúc đó không có người nào khiếm ai, ta sở dĩ tiếp cận ngươi là bởi vì muốn từ trên người của ngươi xong một ít đồ vật, mà ngươi nhìn thấu điểm này, sở dĩ ngươi vô tình trúng tên tự ái của ta, chưa bao giờ con mắt đối đãi quá ta, ta chẳng bao giờ thích quá ngươi. Ngươi cũng như nhau, ta tới nơi này là muốn chính mồm nói cho ngươi biết. Có biết hay không, ta mỗi lần thấy ngươi trở về, ta đều phải thổ, ta ác tâm. Hồng Vĩ cơ thủ nâng chung trà lên, hơi run, hắn nhấp một ngụm trà, thấp giọng nói, xin lỗi. Tô Tiểu Hồng lắc đầu, nàng sẽ không tiếp nhận Hồng Vĩ cơ xin lỗi, làm quan mặc cho tạo phúc nhất phương, ngươi trước khi đi, ta có một câu nói muốn khuyên ngươi, vô luận ngươi đi đâu vậy làm quan, đầu tiên nghĩ đến hẳn là địa phương dân sinh, không làm thất vọng dân chúng đối kỳ vọng của ngươi. Hồng Vĩ cơ mặt phát nhiệt, hắn cư nhiên cảm thấy có chút không mặt mũi nào đối mặt Tô Tiểu Hồng. Trước đó, hắn chỉ là đem Tô Tiểu Hồng trở thành chính mình một cái công cụ, chưa bao giờ đem nàng trở thành hoàn chỉnh một người. Từ không có suy nghĩ qua cảm thụ của nàng, ý tưởng của nàng, lúc này Phương mới ý thức tới nhân đều cũng có tự tôn. Tô Tiểu Hồng cầm lấy sắc tay của mình, tái kiến, từ hôm nay trở đi, ta mong muốn người vĩnh vĩnh viễn xa ở cuộc sống của ta chung tiêu thất. Hồng Vĩ cơ nhắm lại hai mắt, có chút huệ hoài tựa lưng vào ghế ngồi tái kiến, khai phá khu quản ủy hội chủ mặc cho Tiếu Minh nhắm vào viễn phương bia ngắm liên tục cầm đạn đánh xong, không khỏi đắc ý nghe thành tích tặng lại tám cửu hoàn, một cái bát hoàn, một đứa hoàn, hắn là quân nhân xuất thân, quá khứ ở bộ đội thì là một vị tay súng thiện xạ. Trương Dương ở một bên vỗ tay ủng hộ, Tiếu Minh cầm lấy khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên trán, tại bên cạnh hắn ngồi xuống đi chơi ngoạn a trương dương lắc đầu cầm một lọ nước khoáng đưa cho tiếu minh bên kia an ngữ thần đã bưng toàn súng tự động đi tới nàng nghe nói trương dương ngày hôm nay muốn tới bắn bia chủ động yêu cầu theo tới ngoạn trương dương cười nói tiểu yêu đừng cho sư phụ mất mặt a à. an ngữ thần tràn ngập lòng tin nói yên tâm đi tiếu minh ở trương dương bên người ngồi xuống mỉm cười nói không được ta lúc còn trẻ thương thương đều là cửu hoàn Trương Dương nói, tiếu chủ nhiệm năm nay mới hơn 40 tuổi ba. Tiếu Minh nói, nam nhân qua 40 thương pháp thì một ngày không bằng một ngày. Trương Dương nhìn Tiếu Minh, hai người song song nở nụ cười, trong tiếng cười nhiều ít bao hàm một ít tối. Một thân nhung trang quách trí hàng từ phía sau đã đi tới, nhiều hứng thú nói cười cái gì. Trương Dương nhìn hắn một cái nói, thiếu nhi cấm. Quách trí hàng khi hắn đầu vai đập một quyền, sau đó lôi cái ghế tại bên cạnh hắn ngồi xuống, nhìn xa xa tự khuôn tự dạng an ngữ thần, thấp giọng nói an ra tiểu thư lại tới giang thành nữa. Người cả ngày cùng nàng phao cùng một chỗ, không sợ yên nhiên đã biết bão nổi. Trương Dương cười nói, nàng và sở yên nhiên là bạn tốt, nàng là đồ đệ của ta, đôi ta thuần khiết rất. Quách Chí hàng bĩu môi, vẻ mặt không tín nhiệm. Trương Dương lại nói, yên nhiên bồi nàng bà ngoại du lịch tổ quốc tốt non sông đi, chuyện của ta mà nàng cũng không công phu quản, Tiếu Minh ở một bên khuôn mặt tiêu ý, hắn đối Trương Dương Phong lưu thế nhưng lòng dạ biết rõ. Xa xa truyền đến báo bá thanh âm, bắn không trúng bia, bắn không trúng bia, bắn không trúng bia, bắn không trúng bia. An ngữ thần hé ra khuôn mặt quẫn đắc đỏ bừng, nàng xoay người hướng quách trí tuyến đường an toàn, quách trí hàng, người có lầm hay không, bắt hắn lại cho ta một bả phá thương, tinh chuẩn có đúng hay không có chuyện. Quách trí hàng cười khổ nói, cho nàng hoán nhất chi tân thương trương dương và tiếu minh nhịn không được đồng thanh nở nụ cười an ngữ thần ném súng trường đứng dậy không chơi một điểm cũng không tốt ngoạn quách trí tuyến đường an toàn ta làm cho người ta làm cá đĩa bay bắn ra trang bị song hướng đĩa bay xả kích ngoạn không ngoạn trương dương và tiếu minh đều gật đầu quách trí hàng đứng dậy khứ chuẩn bị thời gian tiếu minh vô tình hay cố ý nói thập giai thanh niên tuyển cử kết quả đi ra chuyện này và trương dương thiết thân tương quan Hắn đương nhiên biểu hiện ra nhất định quan tâm, nói nghe một chút. Người xếp hạng vị thứ hai. Không cần hỏi Trương Dương chỉ biết thập giai thanh niên vị trí đầu não là Đoàn thị ủy bí thư Tôn Đông Cường, hắn đối với lần này sớm có chuẩn bị tâm lý, lạnh nhạt nói chúng tuyển là được. Được rồi, ta rốt cuộc có bao nhiêu phiếu a? Tiếu Minh hỏi ngược lại, rất trọng yếu sao? Trương Dương nói, ta chính là hiếu kỳ, bọn họ nói ta lừa gạt, nói ta trắng trợn mua phiếu nếu qua báo chí công khai phiếu bầu cũng không giữ lời, còn lại những này phiếu ta có thể chiêm nhiều ít. Tiếu Minh lại quá nước bọt, Phương mới thấp giọng nói, biệt nói ra a, à, người chiếm 50% đã ngoài phiếu bầu. Trương Dương vừa nghe thì phát hỏa, ta chiêm 50% dựa vào cái gì ta lão hai a. Tiếu Minh trong lòng cười thầm, nhưng biểu hiện ra vẫn đang giả ra có chút bất đắc dĩ hình dạng, tiểu lão đệ, người gấp cái gì. Loại chuyện này từ trước đều là như thế này, Tôn Đông Mạnh bối cảnh ngươi không phải là không biết, năm nay triệu chủ nhiệm sớm chào hỏi, nhất định phải bảo đảm vị trí của hắn, cái này tỉnh thập giai nhất định phải rơi vào trên đầu của hắn, hắn là lão nhân, mọi người thế nào cũng phải cho hắn một ít mặt mũi. Trương Dương cả giận nói, lão nhân cũng không thể cậy già lên mặt A. À. Cả ngày kêu la công khai công bình công chính, chính hắn kỳ thực tư tâm nặng nhất. Quên đi, sang năm còn có cơ hội, Trương Dương lắc đầu nói, ta dựa vào cái gì phải chờ tới sang năm. Vốn có ta không thể nói là, nhưng hắn tiên nhầm vào ta, lão nhân ra ông ta nói qua, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân. Tiếu Minh thấy thành công khơi dậy Trương Dương hỏa khí, bây giờ căn bản không cần nói chuyện, chỉ là mỉm cười. Xa xa quách trí hàng gọi bọn hắn khư đánh bay điệp, Trương Dương đứng dậy, từ quách trí hàng trong tay tiếp nhận súng trường, đi vào bãi bắn bia đĩa bay luân phiên bay ra, trường đại quan nhân quả đấm dơ lên súng trường, không phát nào trượt, mục tiêu không một thác thất, thấy hiện trường mọi người trợn mắt há mồm, phải biết rằng đánh loại này di động bá so với cố định bá muốn chắc trở rất nhiều, huống chi thằng nhãi này là quả đấm nắm thương, kỳ xạ kích độ khó hầu như gấp bội. Quách Chí Hàng và Tiếu Minh đều là xạ kích cao thủ, hai người nhìn lẫn nhau chứ, thấp giọng thở dài nói, hàng này không đi tham gia thế vận hội Olympic đáng tiếc. Trưa hôm đó Quách Trí Hàng chiêu đãi hắn môn ở bộ đội căn tin ăn, riêng những căn tin làm thịt một ngụm đại phì chư, cho bọn hắn làm địa đạo giết lợn thái. Lúc ăn cơm an ngữ thần hướng Tiếu Minh đưa ra muốn ở Nam Hồ nước kho nhóm một mảnh đất cảo khai phá, nguyên lai nàng nhìn thấy Trương Dương ở tiểu Nam Hồ lấy một mảnh địa đắp phòng ở sau khi, cũng động cái này tâm tư, nàng vốn chỉ là tưởng tiểu đánh tiểu nháo, cùng Trương Dương lẫn vào cá hàng xóm đương đương, nhưng chuyện này và An Đạt Văn vừa nói, An Đạt Văn cho rằng Nam Hồ Na phiến địa phương không sai thích hợp cảo xa hoa biệt thự đàn, làm cho nàng đi qua Trương Dương bắt bên hồ đại khối thổ địa nhóm Văn. Tiếu Minh Tử không có nghĩ qua ở Nam Hồ nước kho quanh thân cảo đại quy mô biệt thự khai phá sự tình, dù sao lấy hiện tại Giang Thành phát triển, ủng có biệt thự mua năng lực nhân thực sự quá ít, nhưng An Ngữ Thần nếu nói ra, hắn thì không thể không lo lắng, đây không chỉ là Trương Dương mặt mũi vấn đề, An ra thực lực quảng đối nhân xử thế biết, bọn họ chú tư khai phá khu là món chuyện thật tốt. Hơn nữa khai phá khu đã sớm muốn lái phát nam hồ du ngoạn tài nguyên, khổ nổi tài chính không đến vị, nếu như An ra nguyện ý chú tư, đây chính là một cái cơ hội khó được. Trương Dương Tịnh không đương hồi sự mà, dù sao An ngữ thần làm việc hấp tấp, có chút không điều, ở kinh thương thược, nàng liên học sinh tiểu học xoay ngang cũng không có, nghe được nàng nói xong đạo lý rõ ràng, liền đoán ra chuyện này thật có là An đạt văn chủ ý. Quách Chí Hàng một bên nghe, hắn chen lời nói, tiếu chủ nhiệm, ngài cũng cho ta lộng khối địa ba, không cần quá lớn, cú đắp đống biệt thự là được, sau đó ba ta dưỡng lão cũng có cá nơi đi. Tiếu Minh cười nói, không thành vấn đề, bất quá bình thường thủ tục nhất định phải đi, ta cũng không muốn người khác ngồi lê đôi mách. Hắn ý thức được Nam Hồ quanh thân thổ địa hội theo thời đại phát triển trở nên càng ngày càng chân quý, na phiến địa phương đem thành giang thành tối thích hợp ở lại nơi. Nghĩ tới đây hắn không khỏi nhìn một chút Trương Dương, nhóm cấp Trương Dương mảnh đất kia hẳn là Nam Hồ Phong thủy chỗ tốt nhất, chính mình đối Trương Dương có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ, mong muốn hắn có thể cú nhớ kỹ chính mình chỗ tốt. tiểu Minh cũng âm thầm may mắn chính mình nhìn xa hiểu rộng, từ lúc Đỗ Thiên Giã đến Giang Thành trước, đã cùng Trương Dương quan hệ chỗ đắc như vậy mật thiết, nếu như đến lúc nước tới chôn mới nhảy, cái loại này quan hệ khẳng định không bằng hiện tại loại này tới bền chắc. Bữa trưa hậu, Quách Chí Hàng an bài bọn họ khứ bộ đội ao cá câu cá, Tiếu Minh là một thả câu cao thủ, Trương Dương chỉ có theo thập ngư phần, không tới một giờ, Tiếu Minh đã điếu hơn 10 cân, chính hắn cũng thấy chứ không có ý nghĩa, thu cần câu, hướng Trương Dương nói cuối tuần đỗ bí thư đã tới rồi, người an bài an bài, ta muốn thỉnh hắn ăn bữa cơm, đây là Tiếu Minh chỗ cao minh, hắn lược thuật trọng điểm cầu thời điểm, có vẻ đương nhiên, đây là bằng hữu gian tài năng chọn dùng phương thức, tuy rằng hắn muốn gặp đỗ thiên giã mục đích đúng là lôi kéo làm quen còn nói xong như vậy tự nhiên. Trương Dương cũng không cự tuyệt, gật đầu ta tận lực an bài. Ngô Hồng Đắt nằm viện, cùng lúc đó hắn đem Trương Dương bẩm báo thị ủy ban kiểm tra kỷ luật đi phong bản, cáo Trương Dương lạm dụng chức quyền, công tác tác phong dã man thô bạo, động đánh người, đang làm bộ quần chúng trong đội ngũ tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Trương Dương cũng không là lần đầu tiên tao ngộ chuyện như vậy, năm đó cục du lịch cục phó Hồ Quang Hải thì cảo quá đây vừa ra, lúc đó đem hắn vẫn bẩm báo tỉnh lý, trực tiếp dẫn đến hắn từ cục du lịch điều ra, câu cửa miệng nói ngã một lần, ở rất nhiều người trong mắt, Trương Dương đã ăn xong một lần thua thiệt, hình như không có được bất luận cái gì giáo huấn, nhưng Trương Dương đã có chính mình tính toán, lần đầu tiên đánh Ngô Hồng Đắt hắn là bị vây lòng căm phẫn, nhưng lần thứ hai đánh Ngô Hồng Đắt hắn cũng có chút ý định cố ý. Hắn biết Ngô Hồng Đắt tiền Bắc Kinh, biết Ngô Hồng Đắt là đoàn thị ủy bí thư Tôn Đông Mạnh biểu ca, biết hoàn đánh, mục đích đúng là muốn nhìn một chút Tôn Đông Mạnh phản ứng ngô hồng đắt dám ở viện chính là ôm nháo xương mục đích tại đây loại thời khắc mấu chốt mục đích đúng là muốn cho trương dương rơi vào quẫn cảnh không ai chi trì hắn là không dám làm như vậy trương dương trong bụng cũng có hỏa hắn tưởng chiến thế nhưng tìm không được cơ hội cũng không thể không duyên cớ vô cớ hướng tôn đông cường triệu dương lâm nổ súng ngô hồng đắt nằm viện chẳng khác nào các người ông tế lưỡng ứng chiến các người muốn cùng ta chiến thì đừng trách ta không khách khí thị ủy ban kiểm tra kỷ luật đi phong bản án lệ hay là muốn đem Trương Dương khiếu quá khứ giải tình huống. Ai cũng biết Trương Dương khó chơi, sở dĩ lần này tìm Trương Dương nói chuyện do thị ủy ban kiểm tra kỷ luật bí thư hứa bá cơ tự mình phụ trách. Hứa bá cơ thái độ vẫn còn rất hợp ái, dù sao cũng không là cái gì quá không được sự tình, loại sự tình này hắn khán phải hiểu, Ngô Hồng đắt một cái nho nhỏ khoa cấp cán bộ giám cáo Trương Dương, phía sau khẳng định có nhân chi trì, chỉ, chỉ cần ngẫm lại trong đó quan hệ, không khó đoán được là người đại chủ mặc cho Triệu Dương Lâm ở có tác dụng. Làm thường vụ thị ủy, hứa bá. Cơ trong lòng rõ ràng, Triệu Dương Lâm làm như vậy nguyên nhân chỉ có một, đó chính là nhượng Trương Dương biết khó mà lui. Hứa bá cơ nói, tiểu trương, ta tìm ngươi đến chính là muốn biết một chút ngày đó ở rượu hán chuyện đã xảy ra, ngươi lúc đó ở hán bạn có đúng hay không trước mặt mọi người đánh bảo vệ môi trường cục ngô hồng đắt. Trương Dương kiên quyết phủ định nói, không có. Hứa bá cơ sừng sốt, không nghĩ đến tên này phủ nhận như vậy dứt khoát, lúc đó rất nhiều người đều thấy được, hơn nữa Ngô Hồng Đắt cũng cung cấp mấy người chứng nhân, Hứa Bá Cơ cười nói, "Tiểu Trương, có một số việc vẫn còn thẳng thắn thành khẩn một điểm hảo, phạm vào lệch lạc không sợ, chỉ sợ không dám đối mặt." Trương Dương nói, "Ta không đánh hắn, ngài không tin có thể đem rượu Hán xưởng trưởng Lưu Kim Thành, còn có bọn họ phòng làm việc chủ nhiệm cũng gọi tới hỏi vấn." Hứa Bá Cơ nói, "Nhưng Ngô Hồng Đắt cũng có chứng nhân, hiện tại hắn nằm viện." Trương Dương cười nói, chê cười, Giang Thành mỗi ngày đều có mấy nghìn nhân nằm viện, lẽ nào đều và ta có quan hệ. Mỗi người đều nói là ta đánh cho, ta có đúng hay không muốn đem bọn họ tiền thuốc men đều cấp túi sách nữa. Hứa bá cơ nhíu mày, thằng nhãi này rõ ràng là muốn không thừa nhận, chuyện này không dễ làm, Ngô Hồng Đắt có chứng nhân, hắn cũng có chứng nhân, Giang Thành rượu hán những người đó chắc chắn sẽ không giúp đỡ Ngô Hồng Đắt nói. Trương Dương nói, hứa bí thư, sự kiện kia xảy ra chừng mấy ngày, ngài ngẫm lại lúc đó nghiêm phó thị trưởng đã ở ta một cái phó chỗ cấp cán bộ ta sẽ vọng động như vậy ta sẽ trước mặt mọi người đánh người thực sự là chê cười hắn ngô hồng đắt nằm viện rốt cuộc bệnh gì a à? nói ta đánh hắn người đắc xuất ra thường thế báo cao mới có sức thuyết phục rồi nói sau ta chân đánh hắn hắn hẳn là khứ cục công an cáo trạng tìm ủy ban kiểm tra kỷ luật làm gì còn không phải là tưởng bôi xấu ta hứa bá cơ tâm nói tiểu tử ngươi hoàn minh bạch a à? trương dương nói kỳ thực ngài không tới tìm ta ta còn muốn tìm ngươi ni chúng ta thị ủy tuyên truyền bộ làm cá thập giai thanh niên bình chọn sớm nhất thời điểm nói bình chọn chia làm lưỡng bộ phận một phần đem phiếu bầu đăng ở qua báo chí hướng xã hội công khai thu thập đầu phiếu ta nhưng thật ra nghe nói dân chúng hơn phân nửa đều đầu ta phiếu sau đó đã có người nói ta mua phiếu nói ta làm dối kỳ cương kết quả báo chí phiếu bầu đã bị không đáng kể đây chúng ta cũng không nói báo chí phiếu bầu không tính là còn ngươi nữa môn thị ủy tuyên truyền bộ hạ phát này công khai phiếu bầu. Kết quả thế nào? Hứa bá cơ lòng dạ biết rõ, Trương Dương theo như lời chuyện này mới là mấu chốt của vấn đề chỗ, ngoài miệng lại nói chuyện này hình như theo chúng ta lời ngày hôm nay để không quan hệ ba. Trương Dương cười nói, hứa bí thư, chúng ta đều là minh bạch nhân, ta không với người vòng vo, ngài cũng đừng theo ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, nếu nói lần này thập giai thanh niên tuyển cử là công khai công chính, như vậy phiếu bầu kết quả vì sao không hướng xã hội công bố. Nghe nói danh sách đã đi ra, ta xếp hạng đệ nhị, nhưng theo ta được biết, ta phải phiếu tỷ số vượt quá 50%, đây hắn không phải chê cười sao. Hứa bá cơ cười nói, người chỗ lấy được mấy tin tức này. Trương Dương nói, hứa bí thư, trong lòng người cái gì đều hiểu, chính là theo ta giả bộ hồ đồ, ta ngày hôm nay phản ứng chính là, yêu cầu Ủy ban kiểm tra kỷ luật điều tra lần này thập giai thanh niên bầu bằng phiếu sự kiện, đưa ta một cái công đạo, hoàn quảng đại giang thành thị dân một cái công đạo. Hứa bá cơ nói, đây thập giai thanh niên sự tình thuộc về thị ủy tuyên truyền bộ và đoàn thị ủy liên bản, ta là ủy ban kiểm tra kỷ luật. Tuyển cử về bọn họ quản, nhưng tuyển cử xảy ra vấn đề hẳn là về ngài quản, ngài cũng đừng muốn trốn tránh trách nhiệm. Ngài muốn là bất kể, ta hướng ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh phản ứng khứ. Hứa bá cơ biết thằng nhãi này nói xong ra liền làm xong, không khỏi cười khổ nói, tiểu trương, hiện tại bình chọn kết quả còn không có hướng ra phía ngoài công bố ngươi làm như vậy là không là có chút tin a à. có đúng hay không tin tất cả mọi người rõ ràng hứa bí thư có một số việc ngươi so với ta minh bạch hắn ngô hồng đắt vì sao vào lúc này cáo ta không ai cho hắn chỗ dựa mượn hắn một cái lá gan hắn cũng không dám hắn loại này tiểu nhân hèn hạ ta căn bản không nhìn ở trong mắt ta là đánh quá hắn bất quá đó là ở giang thành chế thuốc hán hắn quấy rầy giang thành chế thuốc hắn tổng giám đốc hồ nhân như được rồi thằng nhãi này cấp bậc hoàn không đủ trình độ cho các người ủy ban kiểm tra kỷ luật quản hắn không phải tưởng nháo sao ta hôm nay liền chính thức bồi hắn vui đùa một chút ta hướng pháp viện khởi tố hắn hắn vu cáo ta đây là nhân thân công kích đây là phỉ báng tội còn có ta quay đầu lại nhượng hồ tổng giám đốc cũng khởi tố hắn ta còn không tin con chó nhỏ này nhật còn dám ngất trời Tân nhậm thị ủy bí thư Đỗ Thiên Giã tuy rằng còn chưa tới đến, nhưng Hồng Vĩ Cơ đã không muốn khứ chủ trì cái gì thường ủy hội, hắn không muốn tao ngộ lần trước cuộc diện khó xử. Vì vậy đại thị trường tả viên chiều đương nhiên lại chủ trì một lần thường ủy hội, nắm trong tay đại cục cảm giác đích xác rất thoải mái, đáng tiếc tả viên chiều trong lòng minh bạch, đối với hắn mà nói hưởng thụ loại này quá trình thời gian quá ngắn tạm. Thường ủy môn thảo luận chủ yếu đề tài thảo luận thì là như thế nào thuận lợi quá độ, kỳ thực cũng không có gì, quá khứ làm gì bây giờ còn là làm gì, chỉ cần con đường thực tế làm công việc tốt, về phần biến động, vẫn còn đợi được tân nhậm bí thư đỗ thiên giã đi tới rồi hãy nói. Ủy ban kiểm tra kỷ luật bí thư hứa bá cờ ở hội nghị trên đường lên tiếng, hắn đem trương dương vấn đề nói ra. Tả viên chiều nhíu mày, hắn thấp giọng nói, chuyện này hình như không cần thiết bắt được thường ủy hội thượng thảo luận ba. Hứa bá cơ nói, ta nguyên bản cũng cho rằng là việc nhỏ, nhưng Trương Dương nói lần này thập giai thanh niên tuyển cử khuyết thiếu trong suốt độ, yêu cầu thị ủy tuyên truyền bộ công khai phiếu bầu kết quả, không phải hắn hội hướng ủy ban kiểm tra kỷ luật tình, tỉnh tuyên truyền bộ trách cứ. Sở hữu thường ủy đưa ánh mắt đều đầu hướng về phía nhân đại chủ mặc cho Triệu Dương Lâm, trong đó đủ nhìn có chút hả hê thành phần, kỳ thực rất nhiều người đều ý thức được hứa bá cơ ngày hôm nay nhắc tới chuyện này nhất định là có mục đích, hắn ở khơi màu chiến đấu, thập giai thanh niên tuyển cử sự tình nguyên bản không cần thiết bắt được thường ủy hội thượng thảo luật, tỉ mỉ như vậy nhất suy xét, năm đó đoàn thị ủy bí thư trên vị trí này hứa bá cơ đã từng đề cử hiện giữ phó bí thư Triệu Quốc Bân đảm nhiệm. Triệu Quốc Bân là của hắn môn sinh, nhưng Tôn Đông Mạnh xuất hiện nhường hứa bá cơ kế hoạch thất bại, hứa bí thư oán niệm từ khi đó thì loại xuống, hiện tại gặp cơ hội, nhất định phải làm điểm văn chương. Chương 238, Tân Cựu giao thế. Triệu Dương Lâm rất tức giận, y biết bối cảnh của Trương Dương rất sâu. Vốn là cũng không định trở mặt thành thù với Trương Dương, nhưng mấu chốt là ở chỗ, y thủy chung cho rằng thanh niên người tốt của tỉnh lần này là của con rể mình, Trương Dương nửa đường giết vào, khiến y có chút trở tay không kịp. Trương Dương quả thật là có năng lực, nhưng dẫu sao thì cũng vẫn còn quá trẻ, tư lịch quá mỏng. Không thể để con rể chắp tay dâng vinh dự này cho hắn được, người khác sợ Trương Dương, nhưng mình thì không sợ. Y là người sắp về hưu rồi, phải lát được một con đường phẳng cho con rể, nếu không đợi tới lúc y lui xuống thì càng không có cơ hội. Thanh tiên người tốt của tỉnh lần nà cực kỳ quan trọng, giành được cái danh hiệu này, với hai năm rèn luyện, có thể giúp cho sĩ đồ sau này của con rể thuận buồm xuôi gió, có ai mà không có tư tâm chứ. Triệu Dương Lâm biết hứa bá cơ trong lòng luôn bất mãn với mình, nếu không cũng sẽ không ở trên thường ủy hội nhắc tới chuyện này, y lạnh lùng hừ một tiếng, nói kế quả tuyển cử vẫn chưa có, hắn gào cái gì động tí là khiếu nại lên tỉnh, thế thì còn quan niệm tập thể cái gì nữa hả? Lần trước chuyện báo chí làm dối kỳ cương tôi đã nói rồi, đối với loại người này nên kiên quyết thanh trừ, các anh nhìn đi, hiện tại sự thực bày ra trước mắt, dạng tố chất này làm sao mà đảm đương được danh hiệu thanh niên người tốt. Trên mặt tả viên chiêu Thủy Trung vẫn bảo trì nụ cười mỉm, y biết trong thường ủy có không ít người có quan hệ tốt với Trương Dương, mình không cần phải lên tiếng. Bộ trưởng tổ chức từ biêu cười nói, người trẻ tuổi đều có trí tiến bộ, vinh dự bày ra trước mắt có ai mà không động lòng đây. Và lại, không phải chỉ là một tuyển cử rất bình thường thôi ư, làm gì mà phải thần bí thế. Kết quả đã có rồi, vậy thì công khai kết quả bỏ phiếu đi, giấu giấu giếm giếm, không khiến người ta nghi ngờ mới là đó. Phó thị trưởng thường vụ lý trường Vũ nói, ai xứng với danh hiệu thanh niên người tốt không quan trọng, quan trọng là có thể đại biểu cho hình tượng của Giang Thành chúng ta hay không. Quan trọng là sau khi ban bố kết quả sẽ không dẫn tới quá nhiều tranh luận trong xã hội. Đại thị trưởng Tả Viên Chiêu nhìn Bộ trưởng tuyên truyền Dương Khánh Sinh, "Đồng chí Khánh Sinh, rốt cuộc là đã có kết quả chưa? Ai có nhiều phiếu nhất?" Tả Viên Chiêu không lên tiếng thì thôi, đã nói thì lập tức nhắm thẳng vào chỗ yếu hại. Bộ trưởng Bộ tuyên truyền thị ủy Dương Khánh Sinh mặt hơi nóng lên, trong lòng thầm mắng đám thường ủy này đều con mẹ nó chẳng phải là hạng tốt lành gì, tới sau cùng lại ném cái việc phiền phức này lên người ông. Gã hắng giọng, nói căn cứ theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ của tiểu tổ tuyển cử. Gã hơi dừng lại một chút. Mấy thường ủy đều bật cười, còn kết quả kiểm phiếu sơ bộ nữa à, hiện tại kết quả đều truyền ra rồi, không cần hỏi cũng biết là người trong nội bộ của tiểu tổ tuyển cử làm. Tư giao giữa Dương Khánh Sinh và Triệu Dương Lâm không tồi, gã cũng không muốn để Triệu Dương Lâm khó xử, nhưng chuyện này không thể nào che giấu được. Gã chỉ có thể nói thực, kết quả kiểm phiếu là Trương Dương giành được số phiếu cao nhất anh ta giành được 52% số phiếu, Tôn Đông Cường đứng thứ hai với 21% số phiếu. Cục trưởng Cục Công an Trường Vinh bằng cười nói, nói đi nói lại tôi nghe mà hồ đồ rồi đây này, rốt cuộc thanh niên người tốt là ai? Dương Khánh Sinh nói, cuộc bình chọn thanh niên người tốt của chúng ta cũng không thể chỉ nhìn vào kết quả kiểm phiếu, phải tổng hợp suy xét tới cả năng lực công tác và ảnh hưởng xã hội của một đồng chí. Bộ trưởng tổ chức từ biêu cười ha ha, Y lớn tiếng nói, Lão Dương và Lão Dương, tôi hiểu rồi, chẳng trách người ta lên tỉnh Lý khiếu nại chúng ta, các anh cứ mở miệng ra nói tới công bình công chính, công khai tuyển cử, tới sau cùng vẫn là các anh vỗ bàn định án, vậy kết quả tuyển cử có tác dụng gì? Sớm biết thế này, Hà Tất phải oanh oanh liệt liệt làm tuyển cử, không phải là chúng ta dơ mặt ra cho người ta tát ư. Triệu Dương lâm mặt trắng bệch, các thường ủy đa số đều đứng ở phía Trương Dương. Người hôm nay thật sự thúc đẩy cuộc vận động này là đại thị trưởng Tả Viên Chiêu, đừng thấy ông ta không nói nhiều, nhưng người đứng sau màn này chính là ông ta." Triệu Dương Lâm nói, tôi cho rằng bình phán tổng hợp một đồng chí thì không có chỗ nào không ổn cả, để xã hội công khai trưng tập ý nguyện bỏ phiếu là tốt, nhưng ý tốt của chúng ta bị tư tâm của một số đồng chí lợi dụng. Hắn lợi dụng phương pháp mua phiếu để gia tăng xác suất ủng hộ, phiếu bầu của báo chí đã có thể làm như thế này, phiếu bầu khác cũng có thể làm vậy. Câu này của y có chút quá đáng rồi, chẳng khác nào là kéo cả bộ tuyển truyền thị ủy vào. Chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị Mã Ích dân một mực không nói gì cũng phải lên tiếng, ý tứ của chủ nhiệm Triệu là nói kết quả kiểm phiếu của bộ tuyên truyền có điều mờ ám. Lão Dương, anh nói thực đi, lúc các anh kiểm phiếu có động chân động tay gì không? Câu này của y rất độc, không những khiến nội bộ phân liệt, hơn nữa còn ném đá xuống giếng. Đa số thường ủy có mặt ở đây đều mỉm cười. Triệu Dương Lâm tức đến nỗi mặt từ xanh chuyển sáng trắng, Dương Khánh Sinh thì chỉ biết cười khổ. Đại thị trưởng tả viên chiêu mở miệng rất đúng lúc, kết quả kiểm phiếu là Trương Dương chiếm ưu thế, nhưng kết quả bình bầu tổng hợp là tôn đông cường khá nhất, hai vị đồng chí mỗi người có ưu thế riêng, điều này cũng chứng tỏ cán bộ thanh niên ưu tú của Giang Thành chúng ta rất nhiều. Công tác khác nhau, cương vị khác nhau, thành tích mà họ tạo ra cũng khác nhau, đông cường là cán bộ công tác chính trị, thành tích ở phương diện xây dựng tổ chức đoàn rất ưu tú, Trương Dương cũng khá, từ lúc đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm phòng tổ cải cách xí nghiệp tới này, thành tích công tác của anh ta ai ai cũng thấy được. Tôi thấy thế này dẫu sao cũng đều trúng cử thanh niên 10 tốt rồi, còn vấn đề thứ tự thì không cần phải tranh chấp nữa, kết quả kiểm phiếu không cần phải công khai, để tránh dẫn tới tranh luận lớn hơn, đồng chí Đông Cường vẫn là đứng đầu thanh niên 10 tốt, còn Trương Dương thì đứng thứ hai. Tả Viên Chiêu vừa nói ra câu này, Triệu Dương Lâm liền thở phào nhẹ nhõm. Vào thời khắc quan kiện Tả Viên Chiêu vẫn nghĩ tới đại cục. Tả Viên Chiêu lại nói, còn vấn đề tiến cử thanh niên mười tốt của tỉnh năm nay thì chỉ có sự tham gia của 10 người chúng ta thôi, để công bình công chính, tới lúc đó do thường ủy thị ủy bỏ phiếu. Triệu Dương Lâm suýt nữa bị câu này của Tả Viên Chiêu khiến cho tức giận đến ngất đi. Tả Viên Chiêu à Tả Viên Chiêu, người con mẹ nó âm hiểm lắm, từ trước tới nay, có năm nào mà không phải là người đứng đầu thanh niên mười tốt đương nhiên trở thành thanh niên mười tốt của tỉnh. Người bảo thường ủy bỏ phiếu, nửa lớn đám thường ủy này đều đứng ở phía Trương Dương, con rể ta còn có cơ hội ư. Tả viên chiêu à tả viên chiêu, người giỏi lắm. Cục trưởng Cục Công Anh Vinh bằng phi nói, thế là tốt nhất. Bỏ phiếu đi. Tả viên chiêu nói, chúng ta hôm nay không vội, đợi bí thư đỗ tới chủ trì cuộc họp thường ủy rồi bỏ phiếu đi. Đại bộ phận thường ủy đều tỏ ý tán đồng, tả viên chiêu người ta không những muốn đấm vào mặt triệu dương lâm mà còn muốn kéo cả bí thư tân nhiệm đánh cùng triệu dương lâm mặt xanh lét bước về phòng làm việc của mình không lâu sau bộ trưởng bộ tuyên truyền dương khánh sinh tìm tới gã cười khổ nói chủ nhiệm triệu chuyện này loạn rồi đó triệu dương lâm tức giận nói công tác bảo mật của bộ tuyên truyền các anh kém qua đó dương khánh sinh cười khổ nói tiểu tổ tuyển cử không phải chỉ có một mình tôi triệu dương lâm cả giận nói tôi thực sự không hiểu một tên thanh niên dáng vẻ lưu manh như vậy không ngờ cũng được ứng cử thanh niên người tốt quả thực là làm mất mặt Giang Thành chúng ta. Dương Khánh Sinh nói, chủ nhiệm triệu, thời đại thay đổi rồi, ông đừng tức giận, tôi nghe nói bố vợ tương lai của Trương Dương chính là tỉnh trưởng tống của chúng ta. Ý ngầm của y là, Tôn Đông Cường là con rể của ông thì cũng khá, nhưng Trương Dương người ta là con rể của Tống Hoài Minh. Ông thử tự xét đi, ông to hơn hay là Tống Hoài Minh to hơn? Triệu Dương Lâm cầm cốc trà nhưng lại không uống, vỗ mạnh lên bàn, chỉ cần Giang Thành không hiểm xấu mặt, để hắn tới tỉnh Lý Bêu xấu đi. Đỗ Thiên Giã đang ở Đông Giang, đặc biệt tới bái phỏng bí thư tỉnh ủy Cố Doãn Chi, Cố Doãn Chi cũng không nói gì có tính thực chất với gã, chỉ dặn dò một số chuyện về mặt quan trường, Cố Doãn Chi cũng không nói tới yêu ghét gì Đỗ Thiên Giã, nhưng Đỗ Thiên Giã thành bí thư thị ủy Giang Thành, ông ta ở sâu trong lòng cảm thấy không thoải mái lắm, thế nhưng ông ta lại không thể nào thay đổi được, điều này khiến ông ta cảm thấy bi ai, giả như coi Bình Hải là gia đình của mình vậy thì cái gia đình này hiện tại bắt đầu dần dần bị người ngoài len vào rồi. Có người đang thèm muốn vị trí của mình. Ra rồi, cố doãn chi cảm thán trong lòng, tính toán của ông ta không thành công, ông ta cũng rất nghi ngờ năng lực của Đỗ Thiên Giã, dẫu sao thì Đỗ Thiên Giã quá trẻ tuổi, lại không có kinh nghiệm chấp chính địa phương, dạng người này có thể lãnh đạo được một tòa thành thị lớn như Giang Thành Ư. Trong kế hoạch trước đây của cố doãn chi, thị trưởng Lam Sơn thường tụng không nghi ngờ gì nữa là nhân tuyển tốt nhất, nhưng hiện tại những cái này đều đã quá muộn rồi. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, Cố Doãn Chi bất giác đều nghĩ tới Tống Hoài Minh. Ông ta đoán rằng nhất định là Tống Hoài Minh ở sau lưng trợ giúp, Tống Hoài Minh hiển nhiên đã bắt đầu bố trí tại Bình Hải, y lúc này chuẩn bị giành lấy vị trí của mình. Ở trên điểm này, Tống Hoài Minh không nghi ngờ gì nữ ưu tú hơn thường đức nhiều, cũng lợi hại hơn nhiều, nhưng Cố Doãn Chi có một điểm thủy chung nghĩ không thông giữa Tống Hoài Minh và Kiều Lão cùng với Phó Thủ tướng Văn rốt cuộc là có dạng quan hệ gì? Y rốt cuộc là đứng về phía nào? Trên chính trị thường thường cần phải có lập trường rõ ràng, đứng núi này trông núi nọ sẽ không thể có kết cục tốt. Ông ta tin rằng với đầu óc của Tống Hoài Minh thì tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như thế này. Chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy Hạ Bá Đạt bước vào, y lẳng lặng giúp cố doãn chi thay trà mới, nói tới mất mát, người mất mát nhất chính là y, sự suy đoán của y đối với nội tâm của cố doãn chi là chính xác nhất vào lúc cố doãn chi công đánh hồng vĩ cơ y đã ý thức được rằng ông chủ đang bày bố cho ngày sau mình sau nhiều năm chịu khổ cuối cùng cũng nhìn thấy được ánh sáng nhưng đỗ thiên giã hoành không giết ra khiến tất cả hy vọng của y đều trở thành bọt nước y trước giờ chưa từng oán hận vẫn lẳng lặng làm việc của mình y biết trong lòng cố doãn chi cũng không dễ chịu gì cố doãn chi cầm chén trà lên hớp một ngụm rồi nói bá đạt tiểu đỗ đi rồi à? Hạ bá đạt gật đầu, nói tôi tiễn anh ta ra cửa rồi, anh ta nói còn muốn tới chỗ tỉnh trưởng tống bái phỏng một chút. Cố doãn chi không cảm thấy bất ngờ, đỗ thiên giã tới bái phỏng tống hoài minh cũng không phải là chuyện gì kỳ quái, theo trình tự, gã bái phỏng mình xong thì sẽ tới chỗ tống hoài minh. Cố doãn chi nói, cậu cảm thấy tiểu đỗ thế nào? Hạ bá đạt cười nói, tôi nói ra thì không hay lắm, tôi đâu phải người của bộ tổ chức. Cố Doãn Chi cười cười, ông ta đặt chén trà xuống, quan sát hạ bá đạt một lúc rồi nói, nói ra đi, đừng cố kỵ gì cả. Có gì thì nói nấy. Đồng chí thiên giã rất trẻ tuổi, Không có gì khác nữa à. Hạ bá đạt lắc đầu. Cố doãn chi cười ha ha, nói, rất trẻ tuổi. Ừ, trẻ tuổi là tốt, trẻ tuổi là tốt. Tống Hoài Minh lúc ban đầu cũng không ngờ rằng Văn Quốc Quyền sẽ phái Đỗ Thiên Giã tới Giang Thành, công bằng mà nói, Y đối với năng lực chấp chính của Đỗ Thiên Giã cũng không nắm chắc quá nhiều, một cán bộ mới 38 tuổi, hơn nữa trước đây chưa hề có kinh nghiệm chấp chính địa phương. Giang Thành là thành phố lớn thứ hai của tỉnh Bình Hải, giao cho Đỗ Thiên Giã, Tống Hoài Minh thực sự có chút không yên tâm. Y nói nhỏ, đồng chí Thiên Giã, Giang Thành là một thành phố công nghiệp, cũng là thành thị trung tâm ở phía bắc tỉnh Bình Hải. Nhưng những năm nay lại thụt lùi nghiêm trọng, tôi hy vọng sự có mặt của anh có thể mang tới một diện mạo mới cho Giang Thành thúc đẩy sự phát triển của nó, làm giảm bớt sự tranh lệch kinh tế giữa Nam Bắc Bình Hải. Đỗ Thiên Giã cung kính nói, tỉnh Trường Tống, cái mà tôi thiếu là kinh nghiệm quản lý công tác cấp thành phố, lần này cũng tính là lâm nguy thụ mệnh, công tác sau này còn phải nhờ ngài chỉ điểm thêm cho. Tống Hoài Minh cười nói, thiếu kinh nghiệm là chắc chắn rồi, có điều thiếu kinh nghiệm cũng không hẳn là chuyện xấu, mô thức quản lý của tôi trước đây và hiện tại đã có khác biệt rất lớn, thời đại đang biến hóa, thủ đoạn quản lý cũng không ngừng biến hóa, nếu như vẫn dụng những kinh nghiệm và phương pháp trước đây để làm công tác lãnh đạo, khẳng định sẽ không thể thích ứng với sự cải cách và phát triển. Anh thiếu kinh nghiệm, chỗ tốt lớn nhất chính là trong đầu óc không có khái niệm sơ cứng cố hữu, có thể theo kịp trào lưu tư tưởng mới. Đỗ Thiên Giã nói, tôi sẽ học tập nhiều theo những đồng chí lão làng. Tống Hoài Minh nói, kỳ thực rất đơn giản, bốn hạng nguyên tắc cơ bản không thể thay đổi, những chuyện khác thì tùy anh phát huy. Đỗ Thiên Giã cũng trực ngôn, tỉnh trưởng Tống, công tác kinh tế tôi cũng không giỏi lắm. Tống Hoài Minh cười nói, anh cũng thẳng thắn thật đấy, tôi hỏi anh, anh tới Giang Thành để đảm nhiệm chức vụ gì? Đỗ Thiên Giã nói, bí thư thị ủy Giang Thành. Anh là phụ trách công tác đảng, anh là người lãnh đạo số 2 của Giang Thành, cái mà anh cần làm là công tác tổ chức lãnh đạo, đọc Tam Quốc chưa? Lưu bị võ không bằng quan vũ trương phi, văn không bằng gia cát bảng thống. Vì sao ông ta vẫn có thể làm chủ, đó là bởi vì ông ta có thể đóng tốt vai trò của mình ông ta biết lung lạc lòng người như thế nào ông ta biết làm thế nào để lợi dụng người ta một vị bí thư thị ủy quan trọng nhất là có cái nhìn toàn cục giống như là đại não trong cơ thể vậy anh phải biết chỉ huy chuyện gì nên để tay làm chuyện gì nên để chân làm chỉ có phân công chính xác tứ chi mới có thể phối hợp hành động đỗ thiên giã nói tôi sẽ cố gắng tống hoài minh bảo đây không phải là thái độ mà tôi muốn thấy ở anh quốc gia giao vị trí quan trọng này cho anh, là nhìn chúng năng lực của anh, anh đảm đương trọng nhiệm, cũng không thể chỉ tận lực thôi là được, anh cần phải làm tốt, hơn nữa nhất định phải làm tốt công tác. Có thế mới không phụ kỳ vọng của quốc gia, không phụ sự coi trọng của tổ chức. Có lòng tin không? Đỗ Thiên Giã gật đầu, nói không có vấn đề. Tống Hoài Minh cười cười vỗ vai Đỗ Thiên Giã, trong công tác gặp khó khăn gì, có thể trực tiếp hồi báo với tôi, tôi sẽ không tiếc sức lực ủng hộ anh cảm ơn tỉnh trưởng Tống. Tống Hoài Minh lại nói, trong công tác nhất định phải chú ý công tư phân minh, ngàn vận lần đừng để bị tình cảm cá nhân chi phối. Đỗ Thiên Giã cũng nghe ra ý tứ trong câu nói này của Tống Hoài Minh là nhắc nhở quan hệ giữa gã và Trương Dương, Đỗ Thiên Giã cũng cười thầm trong lòng, Trương Dương là con rể tương lai của ông, tôi nếu ra tay chỉnh hắn thì nói không chừng ông sẽ không cao hứng đâu. Thời tiết của Giang Thành ngày một lạnh, Trương Dương mặc áo ra mà An Ngữ Thần mua cho hắn, lái xe tới tòa nhà quốc hoa của Phương Văn Nam nằm trên đường kiến quốc của thành phố Giang Thành. Hắn là tới tìm Phương Văn Nam, những hành vi gần đây của Phương Văn Nam khiến hắn cảm thấy rất không bình thường, thân là bạn bè cũ, Trương Dương vẫn muốn khuyên gã, đương nhiên hắn lần này tới còn có một mục đích, chính là trả lại chìa khóa căn biệt thự của Phương Văn Nam. Tóc Phương Văn Nam đã hoa dâm, ngồi ngây ngốc trong phòng làm việc nhìn bức ảnh đặt trên bàn chụp mình và con trai, cho tới khi cửa phòng bị gõ, gã mới từ trong trầm tư tỉnh lại, vào đi trương dương phong độ phiên phiên bước vào phương văn nam nhìn thấy cái áo da của hắn nở một nụ cười hiếm có áo da đẹp lắm trương dương cười nói nghe ý tứ trong câu nói này của anh giống như là đang mắng tôi vậy có phải là tôi trông rất thảm không phương văn nam rõ ràng là không có tâm tình nghe hắn nói nhảm chỉ vào salon ở đối diện trương dương ngồi xuống phương văn nam đứng dậy đi tới tủ lạnh lấy ra một bình nước khoáng ném cho hắn trương dương tiếp lấy nhíu mày nói anh đúng là trời lạnh như vậy sao lại uống thứ này phương văn nam mở một bình uống vào rồi nói có thể giúp tôi bình tĩnh lại trương dương lắc đầu nếu uống nước khoáng ướp lạnh mà có thể bình tĩnh lại xác suất phạm tội của xã hội có thể giảm bớt đi một nửa phương văn nam ngồi xuống cạnh hắn tìm tôi có chuyện gì trương dương rút chìa khóa biệt thự ra để lên bàn uống trà tôi tìm được một căn phòng ở gần chính phủ thành phố biệt thự của anh tôi không cần dùng nữa đâu." Phương Văn Nam cầm chìa khóa lên cười cười, nụ cười lộ ra vẻ miễn cưỡng, "Đã vội phân rõ giới hạn với tôi rồi ư? Sợ bị liên lụy à? Biết anh sẽ nói vậy mà." Phương Văn Nam ném chìa khóa lên bàn, "Hiện tại tôi cuối cùng cũng hiểu rồi, quan lại bao che cho nhau." Trương Dương mỉm cười, nụ cười ít nhiều có chút xấu hổ. Phương Văn Nam nói, "Tôi không phải là nói cậu, tôi là nói Hồng Vĩ Cơ, y xảy ra chuyện" tới sau cùng không ngờ ngay cả xử phạt cũng không bị, đúng là sự đặc sắc của Trung Quốc. Trương Dương nói, y xảy ra chuyện ư? Sao tôi không biết? Phương Văn Nam nói, chủ nhiệm Trương, cậu biến thành càng lúc càng xảo trá đó. Trương Dương nói, lăn lộn lâu trong thể chế, góc cạnh càng lúc càng ít đi. Phương Văn Nam thở dài, nói, đích xác, không có ai có thể thực sự đứng trong vũng bùn mà mình ta trong sạch được. Trương Dương nói, Phương tổng kỳ thực trên thế giới này vẫn còn quan tốt nhìn việc không thể quá cực đoan được phương văn nam cười lạnh nói đối với tôi mà nói chẳng có gì là tốt xấu cả tôi chỉ muốn nhìn thấy hai chữ công bằng thôi trương dương nhớ tới chuyện gã khởi tố điền bân liền nói nhỏ tất cả những gì mà anh đang làm đều là để đòi lại công đạo cho con trai anh ư phương văn nam dùng sức gật đầu trương dương nói chuyện đã xảy ra rồi đừng có lúc nào cũng nghĩ đến nữa nếu không cả đời đều sống trong đau khổ mà thôi, làm hại người khác thường thường cũng là làm hại chính mình. Anh vĩnh viễn sẽ không vui vẻ đâu. Phương Văn Nam, ai làm hại tôi, tôi nhất định sẽ khiến hắn không được yên. Nghe thấy câu này, Trương Dương lập tức bỏ ý định tiếp tục khuyên bảo gã, Phương Văn Nam thế này chỉ có thể càng lún càng sâu, y báo thù hồng vĩ cơ thì có thể hiểu được, nhưng lợi dụng tô tiểu hồng để báo thù hồng vĩ cơ thì khó tránh khỏi không được quang minh chính đại lắm. Rời khỏi tòa nhà quốc hoa, trương dương phát hiện một cảnh sát giao thông đang đứng viết biển số của chiếc xe jeep của hắn trương dương bước tới cười nói đồng chí cảnh sát tôi đi luôn đây cảnh sát giao thông lạnh lùng nhìn hắn biển cấm đỗ anh có nhìn thấy không dưới tòa nhà có hầm để xe anh không đi thêm được hai bước à trương dương cười nói được tôi lần sau nhất định sẽ chú ý không giáo huấn anh một chút thì lần sau anh nhất định sẽ không chú ý đâu cảnh sát giao thông vẫn rất nghiêm túc có chút vị đạo của Tần Bạch ngày xưa. Lúc này một chiếc xe cảnh sát đi qua, Tần Bạch ở trong xe thò đầu ra, nói Trương Dương, anh sao lại ở đây? Cảnh sát giao thông đó thấy Tần Bạch nhận ra Trương Dương, liền dừng thôi không viết vé phạt. Tần Bạch nhận ra gã, cười nói, "Tiểu Trần, đây là anh của tôi, nể mặt đi." Cảnh sát gật đầu, nói, "Được, lần sau không được thế đâu đấy nhé." Nói xong liền cưỡi mô tô phóng đi. Trương Dương bước tới trước xe của Tần Bạch, cười nói, "Tôi nói này Tần Bạch, đầu óc cậu so với trước kia thì thông thoáng hơn rồi đó." Tần Bạch cười nói, "Chuyện nhỏ thôi mà, chế độ là chết, người mới là sống." Hắn có thể nói ra những lời như thế này, Trương Dương cảm thấy kinh hỉ không thôi, xem ra đầu óc của cậu em vợ này cũng có biến hóa đáng mừng rồi đây. Tần Bạch ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà Quốc Hoa, hỏi nhỏ, "Anh tới tìm Phương Văn Nam à?" Trương Dương thở dài, "Đúng vậy." Muốn khuyên gã." Tần Bạch nói, "Gã tố Điền Bân ra tòa, chuyện này bị làm lớn lên rồi, xem ra Điền Bân lần này xui xẻo rồi." Trương Dương không muốn tiếp tục đàm luận về chuyện này, liền hỏi sang tình tình sức khỏe của cha Tần Bạch, Tần Bạch nói rằng cha gã hai hôm nay bị cảm lạnh, đang ở nhà nghỉ ngơi. "Gã phải đi làm nên không thể nói chuyện lâu với Trương Dương, vội vã rời đi." Nghe nói Tần truyền lương sinh bệnh, Trương Dương thân là vãn bối khẳng định phải tới thăm. Hắn tới chợ mua hai con gà và hoàng tinh, lại tới tiệm thuốc mua một ít trung dược, đem đến biếu Tần Truyền Lương. Tần Truyền Lương sinh bệnh là bởi vì duyên cố nhiệt độ đột nhiên xuống thấp, thấy Trương Dương tới thăm mình, vội vàng đón Trương Dương vào. Trương Dương đặt đồ xuống, nói chú Tần, cháu mua hai con gà mái, chú lát nữa dùng hoàng tinh hầm một lúc, uống một nồi canh, đảm bảo đỡ ngay, thuốc cháu cũng mua cho chú mấy thang rồi đây. Tần Truyền Lương kinh ngạc nói, sao cậu biết tôi bị bệnh? Có phải là Tần Bạch nói không?" Trương Dương cười nói, vừa rồi gặp nó ở trên đường. Thằng nhóc này lại nói lung tung rồi. Trương Dương đứng dậy vào phòng bếp xác thuốc cho Tần Truyền Lương, Tần Truyền Lương ngoài miệng thì khách khí với hắn, nhưng vẫn để mặc cho hắn đi làm. Lúc này điện thoại trong nhà đổ chuông, Tần Truyền Lương chạy vào phòng khách nhấc điện thoại, là con gái Tần Thanh của ông ta gọi, ông ta cũng nghe em trai nói rằng cha sinh bệnh, cho nên gọi điện thoại hỏi thăm tần truyền lương nói cha không sao cả tiểu thanh con không cần phải lo lắng đâu vừa nói xong thì lại ho một chàng tần thanh nghe thấy cha ho không khỏi khẩn trương nói cha gọi điện thoại cho trương dương đi để cậu ấy tới chị cho cha tần truyền lương cười nói nó đang ở đây này đang sắc thuốc cho cha tần thanh trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng giống như là đường mật chảy vào trong tim cô ta vậy trương dương lo cho cha cô ta cũng là lo cho cô ta Tần truyền lương tựa hồ như phát giác ra gì đó, nói nhỏ, thằng nhóc Trương Dương này khá lắm. Tần Thanh lúc này mới tỉnh lại, cha, cha giúp con cảm ơn cậu ấy nhé. Tần truyền lương đột nhiên nói một câu, giữa chúng ta còn cần phải cảm ơn nữa ư. Tuy cách điện thoại, Tần Thanh vẫn cảm thấy xấu hổ tới đỏ mặt tia tai, chẳng lẽ cha đã phát hiện ra giữa hai người bọn họ có quan hệ mờ ám ư, cô ta cắn răng, nói cha, cha đừng nói mò. Dưỡng bệnh cho tốt đi, con còn phải học chiều lại gọi cho cha. Trương Dương sắc thuốc cho Tần truyền lương xong thì rời hỏi Tần ra, vừa vào xe của mình thì Tần Thanh lại gọi điện thoại tới. Trương Dương cười nói, nhớ anh à. Tần Thanh ừ khẽ một tiếng, muốn hôn anh. Vậy thì mau về đi, anh để cho em hôn một cái. Tần Thanh trầm mặc một lúc, vành mắt hơi đỏ lên, cô phát hiện ra rằng sự nhớ nhung của mình dành cho Trương Dương đã khắc cốt ghi tâm, may mà là gọi điện thoại, Trương Dương không nhìn thấy được bộ dạng hiện tại của mình nếu không anh ấy nhất định sẽ cười mình tần thanh chấn chỉnh lại tình tự nói hải tâm tới giang thành anh phải tiếp đãi cô ấy rất chu đáo cô ấy nhờ em cảm ơn anh trương dương cười nói cũng có chiều đãi gì đâu nếu như em về anh nhất định sẽ phục vụ toàn bộ miễn phí tần thanh nghe thấy hắn càng lúc càng nói linh tinh không khỏi hơn đừng nói bây em đang ở trong phòng làm việc sợ gì không có ai nghe lén điện thoại của em đâu mà Tần Thanh nói, em nghe nói Đỗ Thiên Giã cũng tới Giang Thành làm bí thư rồi. Đúng vậy. Tần Thanh dặn dò, quan hệ giữa anh và Đỗ Thiên Giã tuy rất tốt, nhưng ở trước mặt người ngoài đừng biểu lộ ra, công tác là một chuyện, tình bạn là một chuyện. Em yên tâm đi, anh đã không còn là trương dương của ngày xưa nữa rồi, đừng nói là gã tới làm bí thư, cho dù em tới làm bí thư thị ủy anh cũng vẫn sẽ làm mọi việc thỏa đáng, chuyện giữa hai chúng ta quyết không để cho bất kỳ ai nhìn ra cả, Tần Thanh cười mắng, kiểu như anh, chó không thôi ăn cứt được đâu. Thị trưởng Tần không thể mắng tôi như vậy được, sao lại hình dung tôi ghê thế, tôi là chó thì cô cũng là chó cái đó. Tần Thanh giận, nói càn nói bậy, có tin em cắn chết anh không? Trương Dương cười nói, lúc cắn nhất định phải cắn cách nhau ra, nếu không anh sẽ đau đấy. Tần Thanh thông minh như thế nào chứ, hơi nghĩ một chút là hiểu thằng Ôn này đang nói bóng gió, cắn cách nhau ra là sao? Cô ta đỏ mặt gắt quá đáng. Sau đó lại ôn nhu nói, đợi em về, anh muốn thế nào cũng được. Trương đại quan nhân nghe mà lửa dục bừng bừng, nếu như không phải là còn có công tác ở đây, thằng ôn này nói không chừng sẽ lái xe tới Lam Sơn luôn. Đỗ Thiên Giã lần này tới Giang Thành cùng với Phó Bộ trưởng Lý Mãn Đường của Bộ Tổ chức Thị ủy, Thị ủy Giang Thành đương nhiên là cử hành một cuộc họp thường ủy. Trong cuộc họp thường ủy, Lý Mãn Đường đại biểu cho tổ chức giới thiệu bí thư Thị ủy tân nhiệm Đỗ Thiên Giã với mấy vị thường ủy Giang Thành, Tất cả thường ủy bắt dầu vỗ tay. Sau khi Hồng Vĩ cơ đọc diễn văn hoan nghênh, đứng dậy nói, hiện tại công tác của thành phố Giang Thành chúng ta sẽ giao cho đồng chí Đỗ Thiên Dã rồi, tin rằng Giang Thành dưới sự dẫn dắt của đồng chí Thiên Dã sẽ tiếp tục tiến xa trên con đường cải cách thâm hóa, kinh tế giành được sự phát triển ổn định lâu dài. Y đưa tay ra, bắt tay tượng trưng với Đỗ Thiên Dã. Sau đó cùng phó bộ trưởng Bộ tổ chức tỉnh Lý Mãn đường rời khỏi hiện trường. Hồng Vĩ Cơ trong lòng có một loại cảm giác như chút được gánh nặng, từ ngay hôm nay, y coi như là không còn liên quan gì tới Giang Thành nữa, y cấp thiết muốn rời khỏi mảnh đất này, y muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Lý Mãn Đường và Hồng Vĩ Cơn rời khỏi phòng họp, Lý Mãn Đường giơ tay về phía y, chúc ông may mắn. Hồng Vĩ Cơ mỉm cười bắt tay Lý Mãn Đường, cảm ơn. Đỗ Thiên Giã đứng ở đó, tự giới thiệu mình với mọi người, tôi tên là Đỗ Thiên Giã, tổ chức cử tôi tới chủ trì công tác của Giang Thành, các vị có mặt ở đây đều là lão đại ca của tôi, về kinh nghiệm công tác thì cũng là tiền bối của tôi, sau này hy vọng mọi người sẽ ủng hộ và giúp đỡ tôi nhiều hơn trong công tác. Trong tiếng vỗ tay của tất cả mọi người, Đỗ Thiên Giã từ từ ngồi xuống. Đại thị trưởng tả viên chiêu cười nói, bí thư đỗ quá khách khí rồi, anh là người từ Trung ương xuống, so với đám quan địa phương như chúng tôi thì cao hơn nhiều, tất cả cán bộ ở Giang Thành chúng tôi nhất định sẽ đoàn kết chặt chẽ xung quanh anh, dưới sự lãnh đạo của anh đưa sự cải cách và mở rộng của Giang Thành lên một tầng cao mới. Đỗ Thiên Giã lúc trước cũng đã từng gặp mặt không ít thường ủy Giang Thành, gã mỉm cười, nói cuộc họp thường ủy của chúng ta hôm nay là một lần gặp mặt, người và người ở với nhau cũng cần phải trải qua một quá trình để quen thuộc, cán bộ lãnh đạo chúng ta cũng như vậy, đoàn đội cán bộ của chúng ta sẽ có một đoạn thời gian cọ sát, trong đoạn thời gian này, hy vọng mọi người có thể lượng giải cho nhau, tôi có chỗ nào làm không thỏa đáng mọi người cứ thẳng thắng để ra, tôi nhất định sẽ sửa đổi. Tất cả thường ủy đồng thời bật cười, Đỗ Thiên Giã để lại ấn tượng rất khiêm tốn cho mọi người. Có điều nhớ lại lúc Hồng Vĩ Cơ vừa tới cũng như vậy, một cán bộ có xứng với chức hay không thì vẫn cần thời gian để khảo nghiệm. Đỗ Thiên Giã cũng nói, tôi mới đến, vẫn chưa nắm rõ lắm tình hình của Giang Thành, cuộc họp thường ủy ngày hôm nay hay là thị trường tả thay tôi làm chủ trì đi. Tả viên chiêu nói kiều tự diếu, tôi là đại thị trưởng, không dám thay mặt bí thư thị ủy đâu. Một câu này khiến cho mọi người đều rất vui vẻ, tả viên chiêu nhiều lúc vẫn rất hỏng hình. Tả viên chiêu lại nói, nhưng bí thư đỗ đã bảo tôi chủ trì, tôi chỉ nói hộ thôi, chú chỉ vẫn là anh. Ông ta ho khan một tiếng. Ánh mắt của Đỗ Thiên giã chiếu lên người phó thị trưởng Lý Trường Vũ và chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị Mã Ích Dân, gã mỉm cười, nói tôi có kiến nghị này, sau này lúc chúng ta họp thường ủy có thể không hút thuốc không? không nói tới bệnh ung thư phổi, phòng họp của chúng ta chỉ có nhiều lớn, dưỡng khí tiêu háo rất nhanh, dưỡng khí tiêu hao nhanh, đại não của chúng ta rất dễ thiếu dưỡng khí, đại não mà thiếu dưỡng khí thì suy nghĩ vấn đề sẽ không được chu đáo, dùng một đại não thiếu dưỡng khí thì làm sao mà làm tốt được công tác quản lý của Giang Thành đây. Người trong thường ủy hút thuốc nhiều nhất chính là Lý Trường Vũ và Mã Ích Dân, trước đây còn có bí thư thị ủy Hồng Vĩ Cơ, giờ Hồng Vĩ Cơ đi rồi, chủ trì là Đỗ Thiên Giã, người ta vừa tới đã bắt đầu hạ lệnh giới nghiêm rồi. Mã ích cười cười, vội vàng dập thuốc vào gạt tàn, Lý Trường Vũ cũng dập thuốc, sắc mặt của hai người có chút xấu hổ. Tả viên chiêu cười thầm trong lòng, lấy nhỏ nhìn lớn, vị bí thư đỗ mới tới này chắc không phải là người dễ chơi, tôi trước tiên xin nói một chút về vấn đề xây dựng khu phát triển Giang Thành. Khu phát triển là trọng điểm trong trọng điểm hai năm nay của Giang Thành, hiện giờ xí nghiệp ký hợp đồng đang từng bước tiến vào khu phát triển, tiến triển vô cùng thuận lợi, chính phủ thành phố chúng ta trọng điểm cải tạo hoàn cảnh khu phát triển, trong đó bao gồm cả việc lát giường, xây dựng thiết bị đồng bộ, cùng với cải tạo xanh hóa hồ nước phía Nam. Đỗ Thiên Giá cũng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng lại ghi chép gì đó vào quyển sổ tay. Tả viên chiêu sau khi giới thiệu xong tình hình của khu phát triển, lại giới thiệu tới tình hình tiến triển của việc cải cách công nghiệp, nhấn mạnh tới thành quả cải cách của nhà máy rượu và nhà máy chế thuốc, hai thành quả này và công tác cải cách xí nghiệp là gắn bó không thể tách rời. Tả viên chiêu nói xong liền đưa gậy tiếp sức cho phó thị trưởng thường vụ Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ giới thiệu tới tình huống khai phá du lịch Giang Thành, một người hút thuốc đã thành thói quen, đột nhiên bảo hắn bỏ thuốc, Lý Trường Vũ luôn cảm thấy cổ ngứa ngứa không được thoải mái, nói được một đoạn lại vô thức ho hai tiếng, điều này khiến sự phát biểu của y mất đi tính hấp dẫn thường ngày. Lúc nhắc tới cải cách y tế và giáo dục, Đỗ Thiên Giã rất thức thoải ngắt lời Lý Trường Vũ, phó thị trưởng Lý, Tôi nghe nói hệ thống giáo dục của Giang Thành xảy ra không ít vấn đề, có thể nói một cách cụ thể về phương hướng cải cách của hệ thống giáo dục không? Câu này của gã nắm đúng chỗ yếu hại. Lý Trường Vũ cũng một mực suy nghĩ về vấn đề cải cách giáo dục, nhưng cải cách giáo dục không phải là một chuyện dễ dàng, hiện tại y cũng chưa tìm ra được phương án cụ thể. Lý Trường Vũ nói, tôi đã bảo người tới khảo sát phương án trường học của khu tiên tiến rồi, hy vọng có thể tìm được phương pháp cải cách hệ thống giáo dục của Giang Thành từ cơ bản. Đỗ Thiên Giá mỉm cười, nói, giáo dục, y tế, dưỡng lão đều là vấn đề mà người dân quan tâm nhất, bất kỳ một mắt xích nào xuất hiện bất ổn đều sẽ dẫn tới sự bất an của xã hội, thậm chí sẽ xuất hiện tình tự bất mãn. Tôi hy vọng trong nhiệm kỳ của tôi, có thể cải thiện được những phương diện này, làm được chuyện tốt thật sự cho người dân. Gã lạ nước lạ cái, quả thực không có nhiều quyền phát ngôn, rất nhiều chuyện gã đều là nói đại khái, có điều mấy lần phát ngôn của gã cũng đều khiến các thường ủy lặng lẽ nhìn ngẫm Loại nghiền ngẫm này chỉ là một loại thói quen của người vi quan, kỳ thức phát ngôn của Đỗ Thiên Giã ngày hôm nay không hề có ý nghĩa đặc biệt gì cả. Chủ nhiệm Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Triệu Dương Lâm không nói gì, y lặng lẽ quan sát Đỗ Thiên Giã, một bí thư thị ủy 38 tuổi, điều này ở trong nước là không thường thấy, mệnh vận của con người khác nhau, quan vận cũng khác nhau, mình sắp về hưu mới bỏ lên được cái vị trí này, nhưng người ta mới 38 tuổi đã đạt tới rồi. Triệu Dương Lâm đồng thời vào lúc cảm thán trong lòng thì cũng không khỏi nghĩ tới con rể tôn đông cường của mình. Hôm nay là ngày đầu tiên Đỗ Thiên Giã thượng nghiệp, không nhắc tới chuyện thanh niêm mười tốt, sau khi cuộc họp thường ủy kết thúc, đại thị trường tả viên chiêu đại biểu tuyên bố tối này ở chính phủ thành phố sẽ mở tiệc tẩy trần cho bí thư thị ủy Đỗ Thiên Giã, chuyện thuộc về lễ tiết này, Đỗ Thiên Giã đương nhiên không tiện từ chối. Cách tiệc tối còn một khoảng thời gian, Đỗ Thiên Giã cùng thư ký trưởng thị ủy lương truyền nghĩa tới sở tiếp đãi để nghỉ ngơi, lần này ban tiếp đái an bài một căn nhà một tầng cho bí thư thị ủy tạm trú. Đỗ Thiên Giã và lương truyền nghĩa tới trước cửa, phát hiện cửa phòng đã mở, bên trong có hai nhân viên công tác của khách sạn, một là tổng giám đốc sở chiêu đãi viên Mỹ Văn, một vị là tô viện viện, minh tinh phục vụ của sở chiêu đái. Viên Mỹ Văn và tô tiểu viện cung kính cho hỏi vị bí thư thị ủy tân nhiệm này, hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không ai ngờ rằng bí thư thị ủy tân nhiệm này không ngờ lại trẻ như vậy. Lương truyền nghĩa mỉm cười, nói tiểu viên, sau này việc ăn uống của bí thư đỗ của chúng ta giao cho các cậu chiếu cố nhé. Viên Mỹ Văn cười nói, thư ký trưởng Lương yên tâm, chúng tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ quang vinh và gian nan mà tổ chức đã giao cho chúng tôi. Đỗ Thiên Giã nghe thấy câu này không khỏi bật cười, quang vinh thì tôi còn nhận, nhưng gian nan là có ý tứ gì? Có phải là cảm thấy tôi rất khó hầu hạ không? Viên Mỹ Văn vội vàng giải thích rằng không phải đâu, cảm thấy mình nói sai, mặt không khỏi có chút trắng bệch. Đỗ Thiên Giã nhìn hoàn cảnh ở trong phòng, nói: "Phòng lớn quá. Chỗ ở cho một người không cần phải quá xa xỉ như vậy đâu." Lương Truyền Nghĩa cười nói: "Bí thư Đỗ, ở mấy ngày thôi mà, đợi phía gia quyến thị ủy thanh lý xong thì ngài tới đó ở." Đỗ Thiên Giã gật đầu, đã ở Lâm thời thì cũng không phải nghĩ nhiều, y nói với Lương Truyền Nghĩa: "Anh về trước đi." tôi nghỉ ngơi một lát, buổi tối sẽ đến tiệc đúng giờ. Lương truyền nghĩa lúc này mới cáo từ. Viên Mỹ Văn giới thiệu với Đỗ Thiên Giã, Bí Thư Đỗ, vị này là minh tinh phục vụ tô viện viện của sở chiêu đãi, tôi đặc biệt điều cô ấy tới để phục vụ việc ăn uống hàng ngày của ngài. Đỗ Thiên Giã cũng nhìn tô viện viện, tô viện viện 24 tuổi, tướng mạo xinh đẹp, vóc người cao gầy cân đối, da thịt trắng nõn nhẵn mịn, mắt trong veo như nước, cười lên trông vô cùng ngọt ngào, khiến người ta có cảm giác rất thân thiết. Tô Viện Viện cung kính nói, "Chào bí thư Đỗ." Đỗ Thiên giã cười nói, "Tôi có chân có tay, chuyện gì cũng có thể tự làm, không cần phải phiền phức như vậy. Các vị cứ về đi." Viên Mỹ Văn có chút lo lắng, nói, "Bí thư Đỗ, không được, đây là đại sự hàng đầu mà thị lý giao cho chúng ta, chúng tôi làm không tốt khẳng định sẽ bị phê bình." Đỗ Thiên Giá mỉm cười lắc lắc đầu, "Ở kinh thành làm quan và ở bên ngoài làm quan quả nhiên bất đồng." chẳng trách rất nhiều kinh quan quan kinh thành chen nhau đòi ra ngoài làm đại quan biên giới hai năm, cảm giác một mình nắm quyền một phương quả nhiên không tồi. Đỗ Thiên Giã cũng không muốn làm khó họ, tô viện viện đã muốn ở lại thì cứ để cô ta ở lại đi. Có điều có hầu hạ đặc biệt cũng có chỗ hay, Đỗ Thiên Giã vừa định hỏi nhà tắm ở đâu thì tô viện viện đã nhanh nhạy tới phòng tắm xả nước cho gã. Đỗ Thiên Giã lớn như vậy rồi, trừ mẹ ra thì vẫn chưa có nữ nhân nào hầu hạ, gã thật sự có chút xấu hổ, gã đã xem thường sự chuyên nghiệp của minh tinh phục vụ rồi. Tô viện viện cười thầm trong lòng, không ngờ vị bí thư thị ủy này lại có chút ngại ngùng. Đỗ thiên giã lúc tắm rửa, tô viện viện mở cửa sổ phòng khách cho thông gió. Lúc đang bận rộn thì Trương Dương đi tới. Trương Dương cũng là người quen của sở chiêu đãi, nhân viên công tác nơi đây không có ai là không nhận ra hắn. Có điều hắn và tô viện viện lại chưa từng qua lại với nhau, tô viện viện vội vàng cản hắn lại, đứng lại. Trương Dương bật cười, hắn nhận ra tô viện viện là cô à. Tôi tới chỗ bí thư đỗ. Tô viện viện chặn ở cửa, có ý cản đường, anh có hẹn trước không? chương 239, đến cửa khiêu chiến. Ái trà, tôi bảo này cô bé, cô rất có nguyên tắc đấy. Tôi ở tòa nhà chính phủ thị ủy muốn gặp ai thì gặp người đó, sao tới chỗ cô lại không được? Tô viện viện nói, chủ nhiệm trương, anh đừng làm phiền bí thư đỗ nghỉ ngơi, nếu không tôi sẽ báo cáo lên trên đó. Trương Dương cười nói, vậy tôi sẽ đi báo cáo lại, tôi có công tác quan trọng muốn tìm bí thư đỗ để báo cáo, cô nếu làm chậm trễ chính sự thì cẩn thận bên trên xử lý cô đấy. Hiện tại là lúc nghỉ ngơi, có chuyện gì thì đến lúc đi làm hãng nói. Nếu không phải thấy tô viện viện là hãng nữ lưu, Trương Dương sớm đã cho cô ta nếm chút đau khổ rồi, đúng vào lúc đang lằng nhằng, Đỗ Thiên giã mặc áo tắm từ trên cầu thang bước xuống, Trương Dương. Cậu tới rồi à, tiểu tô, để cậu ấy vào đi tô viện viện lúc này mới thả cho trương dương đi vẫn có chút bất mãn lườm hắn một cái trương dương mỉm cười nói được công tác bảo vệ làm khá lắm quay về tôi sẽ nói với thị lý điều cô đi làm thư ký cho bí thư đỗ tô viện viện nói tôi không có bản sự đó cứ thật thà làm công tác này thôi đỗ thiên giã gọi trương dương vào phòng khách ngồi còn mình về phong thay đổi quần áo tô viện viện đã pha trà đỏ rót cho trương dương một chén Trương Dương vừa phẩm trà vừa cười tủng tìm nhìn Tô Viện Viện, bảo cô tới phục thị bí thư đỗ à. Tô Viện Viện có chút không vui với cách dùng từ của hắn, nhíu mày nói, chúng tôi là nhân viên phục vụ chứ không phải là nha hoàn. Trương Dương cười ha ha. Đỗ Thiên Giá cũng ngồi xuống trước salon, lông, Tô Viện Viện đưa một cốc trà cho gã. Đỗ Thiên Giá cười nói, tiểu tô, cô đi lấy báo ngày hôm nay tới đây giúp tôi. Tô Viện Viện biết rằng bí thư đỗ bảo mình tránh đi, gật gật đầu, bước ra khỏi cửa. Trương Dương nhìn bóng lưng của Tô Viện Viện, nói, không sai. Muốn mặt mũi có mặt mũi, có thân hình thì có thân hình, lãnh đạo đúng là phí tâm với bí thư đỗ thật đấy. Đỗ Thiên giã trừng mắt lên, thằng nhóc này đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, gã uống một ngụm trà, nói cậu bớt nói lăng nhăng đi. Người ta là tiểu cô nương, đừng có quấy rầy người ta. À, đã bảo vệ nhau rồi à, anh nói nếu xem, nếu như chỉ tôi biết rằng thị lý cấp cho anh một nha hoàn thiếp thân thì sẽ nghĩ thế nào nhỉ đỗ thiên giã cười khổ lắc lắc đầu nghĩ tới văn linh trong lòng gã không khỏi cảm thấy khổ sở văn linh hiện tại khẳng định sẽ không để ý tới những chuyện này gã chậm rãi đặt chén giả xuống nói có chuyện gì vậy nói đi trương dương lúc này mới nói ra mục đích chủ yếu mà mình tới đây hắn là muốn tẩy trần cho đỗ thiên giã đỗ thiên giã nói tối nay thị lý có an bài rồi tôi phải tới, để ngày mai hắn tính đi. Trương Dương gật đầu, nói, vốn cũng không hy vọng hôm nay anh rảnh, đúng rồi, nhân tuyển thư ký của anh đã quyết định chưa? Đỗ Thiên Giã nói, thị lý cho tôi mấy nhân tuyển, tôi vẫn chưa quyết định. Trương Dương nói, giang nhạc rất khá, trước đây từng theo tôi, thằng ôn này chân tay lanh lẹ, làm việc rất nhanh. Đỗ Thiên Giã cười cười, gã nhìn Trương Dương với ánh mắt ý vị thâm trường, tôi mới tới mà anh đã định bố trí nhãn tuyến bên cạnh tôi rồi. Đây là giúp anh phòng hoạn thôi. Được rồi, để anh ta theo tôi đi, khảo nghiệm một đoạn thời gian rồi tính tiếp. Đỗ Thiên Giã rất thống khoái đáp ứng yêu cầu của Trương Dương. Trương Dương nói, tối nay ban lãnh đạo thường ủy tụ hội, anh khẳng định rất bận, tôi cũng không làm phiền anh nữa, trước tiên đi nghỉ ngơi đi, lúc nào rỗi thì tôi dẫn anh đi xung quanh chơi. Hắn đứng dậy cáo từ. Lúc Trương Dương rời khỏi sở chiêu đãi chính phủ, vừa hay gặp Lý Trường Vũ cùng với thư ký Tề Cảnh Phong đi xuống, Trương Dương tươi cười chào hỏi Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ tỏ ý bảo Tề Cảnh Phong đi lo việc đặt nhà hàng, đi tới trước mặt Trương Dương, mỉm cười nói tới gặp bí thư Đỗ à. Trương Dương gật đầu, hiện tại quan hệ giữa hắn và Đỗ Thiên Giã được rất nhiều người biết, dẫu sao thì cũng chẳng cần phải giấu giếm làm gì. Lý Trường Vũ rút một điếu thuốc theo thói quen, ngậm ở trên môi nhưng lại không châm lửa tiểu tính hôm qua gọi điện tới hình như hai anh em cậu đang cãi nhau à đề tài của lý trường vũ bắt đầu từ đứa con gái nuôi triệu tính đây là đang đánh bài thân tình trước trương dương gật đầu nó và đinh bân con trai của bí thư ủy ban chính pháp tỉnh đinh nguy phong yêu nhau tôi không đồng ý thằng nhóc đó là loại vô trách nhiệm tôi đã nói với ông rồi đó lần trước triệu tính cũng vì nó mà bị thương lý trường vũ thở dài bọn trẻ giờ tùy hứng lắm có điều tôi cũng có thể nghe ra nó với đinh bân vẫn còn cảm tình mà người làm anh như cậu cũng không thể nào ngăn cản quá được trương dương nói nó bướng lắm không chịu nghe tôi lý trường vũ nói đợi tết nguyên đán nó về chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện nghiêm chỉnh với nó tết nguyên đán năm nay tôi có thể đón ở đông giang tham gia hôn lễ của bạn lý trường vũ gật đầu y phí một phen nỗ lực khó khăn lắm mói nói ra được trương dương có cơ hội an bài cho tôi gặp mặt riêng với bí thư Đỗ nhé." Trương Dương cũng không cảm thấy bất ngờ đối với yêu cầu của Lý Trường Vũ, hắn sảng khoái gật đầu, "Được, không thành vấn đề." Điền Bân bị thẩm vấn đơn độc, cục trưởng cục công an Vinh bằng Phi sau khi khóa cửa phòng lạo, rút một điếu thuốc đưa cho Điền Bân, rồi giúp gã châm lửa. Điền Bân cười cười, tùy vào đây chưa lâu, nhưng người cũng tiểu tụy đi nhiều, có thể được cục trưởng Vinh châm thuốc cho, thật là vinh hạnh vinh bằng phi nói phương văn nam siêu tập được không ít chứng cớ xem ra lần này gã nhất định muốn tống cậu vào ngục audio điện tử võ tấn bền điền bân nói gã hận tôi một mực đều quy trách nhiệm cái chết của phương hải đào lên người tôi hắn dùng sức rít một hơi dài phả ra một quầng khói quen chưa không quen được nhưng tôi có thể chịu được vinh bằng phi thở dài khổ cho cậu rồi điền bân nói tôi phải ở đến khi nào vinh bằng phi nói ở tới khi khiến cho hung thủ thật sự ở phía sau cho rằng kế hoạch của mình đã thành công để hắn bắt đầu tổ chức kế hoạch tiếp theo điền bân hỏi nhỏ ông cho rằng kế hoạch tiếp theo của hắn là gì ngón tay của vinh bằng phi gõ nhẹ lên mặt bàn có lẽ hắn sẽ dùng phương pháp đã dùng đối phó với phương hải đào để đối phó với cậu điền bân nói nếu như tôi xảy ra chuyện điểm nghi vấn nhất định sẽ tập trung lên người phương văn nam Vinh Bằng Phi nói, tuần sau cậu sẽ được chuyển tới trại tạm giam Lý Gia Lâu, tình hình bên trong rất phức tạp, cậu phải cẩn thận vào. Tôi biết, em trai của Phương Văn Nam, Phương Văn Đông cũng ở đó. Điền Bân gật đầu, hắn chỉ vào thuốc lá, Vinh Bằng Phi lại đưa cho hắn một điếu, Vinh Bằng Phi nói nhỏ, vì sao không muốn gặp mặt với sở trưởng Điền. Điếu thuốc ngậm trên môi Điền Bân run run, tàn thuốc lác đác rơi xuống bàn, ánh mắt của hắn cực kỳ phức tạp, một lúc sau một nói, tôi không thể dùng thân phận của một nghi phạm để đối diện với cha tôi được. Trương Dương không ngờ Thời Duy lại tới tìm hắn, lần này Kiều Mộng viện không đi cùng với cô ta, lúc Thời Duy tới còn dẫn theo một vị trung niên dáng vẻ trung hậu, y tầm 40 tuổi, thân hình không cao, nhưng bước chân vững chãi hữu lực, ánh mắt bình hòa, nhưng trên người lại tràn ngập khí độ bức người. Thời Duy giới thiệu với Trương Dương, vị này là Sử Anh Hào tiên sinh. Trương Dương và Sở Anh Hào chưa từng gặp nhau, mỉm cười đưa tay ra, Sở Tiên Sinh là muốn tới Giang Thành đầu tư ư. Sở Anh Hào mỉm cười bắt tay với hắn, hai bàn tay nắm vào nhau, Trương Dương lập tức cảm thấy bàn tay đối phương to rộng thô giáp, tràn đầy lực lượng. Sở Anh Hào tuy không dùng sức nhưng Trương Dương cũng không khỏi cảnh giác, hắn ngẩng đầu nhìn Sở Anh Hào một cái, giống như là Sở Anh Hào lúc nắm tay cố ý tăng lực vậy, nhất định muốn hắn phải chịu đau khổ, nhưng sở anh hào chỉ nắm nhẹ tay Trương Dương một cái rồi buông ra, mỉm cười, tôi là người của bát quái môn, Kiều Bằng Phi là tiểu sư đệ của tôi. Trương Dương lúc này mới hiểu ra, hóa ra là người ta tới đòi lại công đạo cho tiểu sư đệ. Lần trước Trương Dương ở Bắc Kinh Tử Kim Các, bởi vì Kiều Bằng Phi quấy rồi sở yên nhiên, cho nên mới đánh cho gã một trận, cả bát quái môn đều mất hết mặt mũi, sở anh hào là tam sư huynh của Kiều Bằng Phi, cũng là con trai của sử thương hải, trưởng môn bát quái môn, Phó công được chân truyền của cha, là một người nổi bật nhất trong đám đệ tử trẻ tuổi, y lần này tới đây là để đòi lại mặt mũi cho Kiều Bằng Phi. Trương Dương cười nói, "Ngồi đi." Sở Anh Hào không có ý định ngồi xuống, y nói rất thẳng, "Bằng Phi lần trước đắc tội với Trương Tiên Sinh, bởi vì là sư huynh của nó, cho nên tôi phải giải thích với anh một chút, không biết Trương Tiên Sinh có thể cho tôi cơ hội không?" Y nói rất khách khí, đối với Trương Dương cũng dùng hai chữ tiên sinh, dụng ý của y chính là nói với Trương Dương rằng tôi tới tìm anh chính là án chiếu theo quy củ giang hồ, không liên quan gì tới quan phương cả. Người ta tới tận cửa nhà mình để khiêu chiến, trương đại quan nhân cho dù không muốn ứng chiến cũng khó, hắn gật đầu, nói, sử tiên sinh cứ xem thế nào mà làm. 8 giờ tối mai, phó quán trường quân, không gặp không về. Sở anh hào nói xong câu này, ôm quyền với Trương Dương rồi quay người bỏ đi. Thời Duy không lập tức đi theo, mỉm cười nhìn Trương Dương trương dương tức giận nói cười cái gì vui mừng trước tai họa của người khác à thời duy nói nhưng không phải là tôi dẫn đếu tôi là tới vì sợ các người đánh nhau ở đây thôi trương dương lắc đầu tôi nói này kiều ra các cô sao mà phiền phức thế thời duy mỉm cười ngồi xuống đối diện với hắn tôi là họ thời mẹ tôi họ kiều anh đừng có lẫn lộn trương dương nói tôi là một cán bộ quốc gia cái tên sử gì đó sở anh hào Tôi mặc kệ anh hào hay là anh hùng, ít nhất thì cũng là một người thanh niên rồi, sao khẩu khí giang hồ nặng thế. Thời Duy nói, sự đại ca là cao thủ hiếm có trong bát quái môn, anh không phải là sợ rồi chứ. Trương Dương cười lạnh một tiếng, Kiều Bằng Phi cũng là cao thủ đấy, cô gọi điện thoại hỏi hắn xem trên người còn đau không. Thời Duy chừng mắt nhìn Trương Dương, nói anh thấy mình lợi hại lắm à. Trương Dương lười chẳng buồn để ý tới cô ta, cầm văn kiện trên bàn lên, còn việc gì không? Thời Duy bị thái độ lãnh đạm của thằng Ôn này chọc giận, anh có thái độ gì đấy? Tôi ít nhiều gì cũng là người đầu tư mà. Trương Dương chỉ chỉ ra cửa, ra cửa quẹo trái, đi thang máy xuống tầng 5, phòng chiêu thương ở đó, người đầu tư không phải tôi quản. Thời Duy cắn răng, đang muốn phát hỏa thì ngoài cửa vang lên tiếng phổ thông kiểu Quảng Đông, chủ nhiệm Trương có đây không? Trương Dương ngẩng đầu lên, thì ra là đạo diện Hương Cảng Vương Chuẩn đã lâu không gặp tìm đến, Trương Dương cười cười đứng dậy. Vương Chuẩn cười ha ha bước tới, bắt tay Trương Dương rồi ra sức mà lắc, "Chủ nhiệm Trương, tôi lại tới làm phiền anh rồi." Trương Dương mời Vương Chuẩn ngồi xuống salon, nói với Thời Duy, "Cô nếu không có việc gì thì giúp tôi pha trà đi." Thời Duy giận rồi, "Thằng ôn này là ai mà không ngờ lại coi mình là nha hoàn cho gã sai bảo?" Cô ta trừng mắt lườm Trương Dương một cái, rồi đứng dậy bỏ đi. Vương chuẩn nhìn bóng lưng của thời Duy, thân hình nuột quá. Trương Dương thở dài, tôi nói nè đạo diễn Vương, anh có thể thu liếm cái tính lưu manh của anh một chút không? Đây là tân Trung Quốc xã hội chủ nghĩa, anh đừng dùng ánh mắt bị ổi của tư bản chủ nghĩa để nhìn thế giới. Vương chuẩn bị hắn chào quen rồi. Cũng không để ý, y cười nói, tôi là tới bàn mấy hạng mục điện ảnh trọng đại với chủ nhiệm Trương đây. Trương Dương nói, đạo diễn Vương, tôi hiện tại không phụ trách mảng du lịch nữa, Tôi là làm cải cách xí nghiệp." Phương Chuẩn nói, "Tôi biết, nhưng tôi càng biết rõ năng lực của chủ nhiệm Trương hơn, hơn nữa ở Giang Thành này tôi chỉ có mình anh là bạn, người khác tôi không yên tâm." Câu nói này khiến Trương đại quan nhân nở mày nở mặt, hắn gật đầu, nói, "Nói đi, có chuyện gì?" Phương Chuẩn bảo, "Tôi liên hệ với mấy công ty điện ảnh của Hương Cảng, bắt đầu từ tháng này tới cuối năm sau, trước sau sẽ có 8 bộ phim quay ngoại cảnh ở Giang Thành." khu vực điện ảnh truyền hình của các anh không phải là đã xây xong rồi ư. Chuyện này nên thương lượng với huyện Xuân Dương chứ. Vương Chuẩn nói, tường thành cổ và đường cổ đều là ngoại cảnh quan trọng của chúng tôi. Hiện tại cảnh khu đã mở rộng ra ngoài rồi, du khách dần dần tăng. Chúng tôi quay phim khẳng định sẽ xung đột với du lịch, cho nên tôi muốn nhờ chủ nhiệm Trương phối hợp giải quyết chuyện này. Trương Dương gật đầu, quả thật hiện tại khách du lịch ở mấy điểm du lịch của Giang Thành đúng là càng lúc càng nhiều. Nếu quay ngoại cảnh, khẳng định sẽ hấp dẫn nhiều người vây lại xem, ảnh hưởng tới tiến độ quay phim. Vương Chuẩn nói, còn nữa, lúc trước chúng tôi quay phim đều miễn phí, hiện tại đã bắt đầu thu phí dụng của chúng tôi rồi, cái này cũng không có gì. Tôi chỉ là muốn có một hiệp nghị hợp tác lâu dài, sau này sẽ không biến động phập phồng. Không thành vấn đề, tôi sẽ tìm phó thị trưởng lý để nói về vấn đề này. Vương Chuẩn mang một ít quà cho Trương Dương. Một sấp ảnh do Minh Tinh Hương cảm tự mình ký tặng, Trương Dương không có hứng thú với thứ đồ chơi này, nhưng mấy người trẻ tuổi của phòng cải cách xí nghiệp thì coi những vật này như trí bảo, Trương Dương phân phát những tấm ảnh có chữ ký này cho họ. Tối đó Trương Dương An bài mời Đỗ Thiên Giã tới ăn cơm ở Quy Vân Sơn Trang thuộc khu khai phá, mấy người tới tham gia có bí thư thị ủy, Cục trưởng Cục Công an Vinh Bằng Phi, Phó Thị trưởng Chủ quản xí nghiệp Nghiêm Tân Kiến, Chủ nhiệm quản ủy khu khai phá, trừ Vinh Bằng Phi ra, mấy người này đều là lần đầu tiên ăn cơm với bí thư thị ủy. Tiếu Minh cũng không dám an bài quá xa xỉ, đặc biệt dặn dò thức ăn trong tiệc phải làm đơn giản nhưng tinh xảo. So với bị thư thị hủy thượng nhiệm hồng vĩ cơ, Đỗ Thiên Giã lộ ra vẻ bình dân thân thiết hơn, gã không ra vẻ nhiều, rất là ít lời, xem biểu diễn trọi gà với dáng vẻ rất thích thú. Sau khi cùng uống ba chén, Tiếu Minh nâng chén lên trước, chủ đề của chúng ta tối nay chính là hoanh nghênh bí thư đỗ tới Giang Thành chủ trì công tác, thuận tiện biểu tỏ lòng trung thành, chúng tôi nhất định sẽ đoàn kết chặt chẽ bên cạnh Bí Thư Đỗ, vì đại nghiệp cải cách phát triển của Giang Thành mà nỗ lực phấn đấu. Tôi kính Bí Thư Đỗ một chén. Đỗ Thiên Giã cười nói, nào, rất thống khoái cầm rượu uống. Đây chính là nghệ thuật ăn nói của Tiếu Minh, người ta là cố ý khoa trương, vỗ mông ngựa tới mức độ hài hước, hơn nữa nghe cũng không quá xiểm nịnh, tất cả mọi người đều bật cười. Nghiêm Tân Kiến cười nói, chủ nhiệm Tiếu đã biểu lộ lòng trung thành, vậy tôi cũng làm theo. Đỗ Thiên Giã nâng chén lên cười nói, sau này công tác của Giang Thành còn phải dựa vào sự ủng hộ của mọi người. Tôi biết mọi người không phải là tỏ lòng trung thành với tôi mà là với đảng, với nhân dân. Gã lại uống hết chén này. Vinh Bằng Phi cười ha ha, nói, bí thư đỗ là bí thư đảng ủy, chúng tôi tỏ lòng trung thành với đảng thì trước tiên với tỏ với ngài trước. Y cũng kính rượu theo. Trương Dương cũng nâng chén lên, tôi cũng xin biểu lộ lòng trung thành với đảng. Bí thư đỗ, tôi kính anh một chén. Đỗ Thiên Giá cười nói, "Sa Luân Chiến à, muốn chút sai tôi ư? Tôi coi như đã hiểu các gì gọi là trung thành với tôi rồi." Đỗ Thiên Giá vốn có tử lượng như biển, mấy chén này cũng không làm khó được gã. Trương Dương tối nay gọi mấy người này tới, toàn bộ đều là thành viên nòng cốt mà hắn cho rằng Đỗ Thiên Giá có thể sử dụng được, đương nhiên có sau này Đỗ Thiên Giã có thể hợp tác với họ hay không thì còn phải đợi thời gian kiểm chứng. Hắn sở dĩ không gọi Lý Trường Vũ tới nguyên nhân là Lý Trường Vũ trên chính đàn Giang Thành bị rất nhiều người cho rằng là cùng một phái với Hồng Vĩ Cơ. Hồng Vĩ Cơ thua chạy khỏi Giang Thành, khiến cho thanh uy của Lý Trường Vũ chịu ảnh hưởng lớn, cũng khiến y trong chính cục Giang Thành tạm thời ở vào cục diện khỏi xử bị bài xích cô lập. Đỗ Thiên Giã mới tới Giang Thành, cái mà gã cần không phải là một đoàn đội đấu tranh kịch liệt, cái mà gã cần là sự hài hòa ổn định, cần phải nhanh chóng xây dựng được uy tín của mình, xây dựng đoàn đội của mình, chỉ có vậy thì mới sinh ra được đủ lực ngưng tụ, mới có thể lãnh đạo được Giang Thành. Đỗ Thiên Giã đối với sự phát triển của khu khai phá cũng rất quan tâm, Tiếu Minh trước khi tới đây đã làm một báo cáo, y hồi báo rất chi tiết tình hình phát triển của khu khai phó, và phân tích ưu thế khu vực của Giang Thành, chỉ rõ phương hướng phát triển sau này của khu khai phá, Đỗ Thiên Giã tỏ ý rất hài lòng với báo cáo của Tiếu Minh. Nghiêm tân kiến chủ yếu là nói về mảng cải cách công nghiệp mà mình được phân quả, nói tới công tác, nghiêm tân kiến thực sự phải cảm tạ Trương Dương, Chính nhờ có Trương Dương tới, khiến sự cải cách công nghiệp của Giang Thành xuất hiện một sự tiến triển có tính đột phá, thuận lợi hoàn thành cải chế hai xí nghiệp lớn. Hiện giờ sự cải cách của nhà máy dệt Giang Thành và nhà máy trang phục số 2 Giang Thành đã tiến vào trong chương trình hội nghị, y cũng có thể dùng bốn chữ thành tích rõ rệt để hình dung. Vinh bằng Phi không nói gì về nghiệp vụ, y sau khi tới Giang Thành, tỷ lệ phạm tội liên tục xuống thấp, đây chính là thành tích của y. Y đối với Đỗ Thiên Giá cũng mang một loại thái độ dò xét khi cho rằng Đỗ Thiên Giã trẻ tuổi, có bốc đồng, nhưng trên kinh nghiệm lãnh đạo lại có nhiều khiếm khuyết, một cán bộ thanh niên kiểu này có thể lèo lái một con thuyền lớn siêu cấp như Giang Thành hay không, còn phải đợi thời gian kiểm chứng. Tuy nói là tiệc hoan nghênh, nhưng đại đa số đề tài đều là nhắc tới công tác tiến hành của thành phố Giang Thành. Trương Dương không có hứng thú với loại đề tài này lắm, vừa hay cố gia đồng gọi điện thoại cho hắn, hắn rời khỏi phòng ra ngoài nghe điện thoại, dẫu sao thì có những lời cũng không tiện để người khác nghe cố giai đồng xem ra tâm tình không tồi cô ta trong điện thoại nói với trương dương rằng phê hiệu của tân dược đã được lấy rồi không bao lâu nữa tân dược có thể được đưa ra thị trường với quy mô lớn trương dương cười nói đây là chuyện tốt em xử lý xong chuyện ở bắc kích thì mau về đi cố giai đồng cười nói nhớ em à trương dương ừ một tiếng nhớ chết đi được cố giai đồng cười khúc khích dối trá nhớ em sao không tới bắc kinh tìm em ở đây bận lắm đỗ thiên Giá tới giang thành làm bí thư rồi gã là bạn thân của anh anh phải giúp gã cố giai đồng sớm đã nghe nói tới chuyện này bèn nói khẽ gần đây gì la thường hẹn em đi uống chả nói chuyện chuyện của đỗ thiên giã em cũng nghe nói rồi trương dương hỏi bà ấy nói gì cố giai đồng nói vẫn là những chuyện đó thôi lo lắng về chuyện của đỗ thiên giã và văn linh ấy mà có điều văn linh này cũng kỳ quái thật em gặp cô ấy rồi à không cô ta đi Hàn Quốc du lịch rồi. Trương Dương nhớ tới chuyện của cố Minh Kiệt, em trai em sao rồi. Cố Giai Đồng nói, tuần sau thì ra viện, bác sĩ nói rất thành công, trạng thái tinh thần cũng hồi phục rồi, người cũng thành béo lên, em chuẩn bị đợi nó ra viện thì cùng nó ra ngoài giải sầu. Trương Dương có chút mất mát nói, em cũng muốn đi à. Cố Giai Đồng cười nói, em không đi, em tới Giang Thành tìm anh. Hô hấp của cố Giai Đồng ở trong điện thoại biến thành gấp rút hơn. Trương Dương trong lòng cũng nóng lên. Lúc này Tiếu Minh ra ngoài gọi hắn, tôi bảo này, cậu định nói chuyện điện thoại đến lúc nào thế? Cố Giai Đồng cũng nghe thấy giọng của y, khẽ gắt, nói ai vậy, đáng ghét thế. Trương Dương cười cười, mọi người đều đang đợi anh, để sau nói chuyện nhé. Không, không cho anh đi, phải ở lại đây nói chuyện với em. Cố Giai Đồng nũng nịu. Trương Dương cười ha ha một tiếng, được, con người anh là hạng trọng sắc khinh bạn, Ai gọi anh, anh cũng không đi. Cố dài đồng vì một tiếng, ôn nhu nói, đi đi. Uống ít thôi, chú ý tới sức khỏe. Trương Dương và Đỗ Thiên Giá tuy có tử lượng như biển, nhưng loại trường hợp này không thể nào thoải mái chè chén được. Mỗi người đều uống khoảng nửa cân thì Đỗ Thiên Giá kêu dừng. Gã nhìn đồng hồ, nói, hôm nay tới đây thôi, mọi người ngày mai còn phải đi làm, về sớm một chút để nghỉ ngơi. Bí thư Đỗ đã lên tiếng, những người khác đương nhiên không có dị nghị gì. Trừ Trương Dương ra, người có mặt ở đây đều là lái xe riêng, Trương Dương hôm nay cũng không lái xe, lên chiếc xe hồng kỳ của Đỗ Thiên Giã. Đỗ Thiên Giã nói, có chuyện nhờ cậu giúp tôi an bài một chút, cha tôi trước khi tôi tới Giang Thành, bảo tôi mang một món qua tới cho một lão chiến hữu của ông ấy là Trần Sùng Sơn, cậu xem ngày nào thích hợp, cùng tôi tới gặp ông ta. Trương Đại Quan Nhân ngây ra, người khác không biết, nhưng hắn có thể không biết sao, Trần Sùng Sơn chính là cha ruột của Đỗ Thiên Giã, Chẳng lẽ Đỗ Sơn khôi định cho con trai nhận tổ quy tông ư? Nghĩ lại thấy Đỗ Sơn khôi chắc gì đã biết chuyện này, mà cho dù biết một đứa con khó khăn lắm mới nuôi lớn được chừng này, hơn nữa còn bồi dưỡng thành bí thư thị ủy, làm sao mà nỡ đưa đi? Trương Đại Quan Nhân cảm thấy Đỗ Thiên Giá cũng rất đáng thương, hơn 30 tuổi rồi cần vợ mà không có vợ, ngay cả cha mẹ ruột cũng không biết là ai. Nghĩ gì thế, Đỗ Thiên Giá cũng cảm thấy Trương Dương có chút không đúng. Trương Dương cười nói, không có gì, chuyện này dễ thôi, để cuối tuần đi, tôi cùng anh tới núi Thanh Đài chơi, thưởng thức cảnh khu của chúng tôi một chút, rồi bái phỏng bác Trần luôn. Đỗ Thiên giã gật đầu, nhìn bóng đêm thâm trầm ở ngoài cửa sổ, nói nhỏ, rời khỏi Bắc Kinh, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Trương Dương cười nói, kỳ thực anh nên đi từ lâu rồi, ra ngoài nhìn thế giới, sẽ phát hiện những phiền não trong lòng trước kia không tính là đại sự gì cả. Đỗ Thiên giã cười cười, gã biết trương dương ám chỉ việc của văn linh gã cũng không tiếp tục nói chuyện với trương dương về đề tài này nữa ngáp một cái nói thật sự có chút mệt rồi tôi từ bắc kinh mang tới cho cậu một món quà vào lấy nhé trương dương lắc đầu thôi muộn quá rồi tôi không làm phiền anh nghỉ ngơi đâu đỗ thiên giã bảo lái xe đưa trương dương về trương dương xuống xe bước tới cửa nhà mình mở cửa phòng không đợi hắn bật đèn cảm thấy một mùi thơm ùa vào mũi giang hai tay ra ôm thân hình mềm mại ấm áp của hồ nhân như vào trong lòng. Trong bóng tôi, Trương Dương hôn môi thơm của cô ta, hai người ôm nhau ngã lên sa lông, Trương Dương ghé vào tay cô ta, nói, về lúc nào đấy. Hồ nhân nhu cười khẽ, nói, buổi tối từ đông giang về, ở trong nhà tắm rửa đợi anh. Trương Dương cười một tiếng, thò cái tay ra, để anh kiểm tra xem nào. Hồ nhân như phát ra tiếng cười khẽ, nắm tay nhỏ không ngừng đấm lên lưng Trương Dương, sau đó thì ôm chặt lấy hắn, đôi chân thon dài quạp chặt lấy người hắn, hai người ở trong bóng tối quấn lấy nhau, hô hấp của họ dần dần trở nên gấp gáp, cổ họng hồ nhân như phát ra tiếng rên như nói mớ. Ánh trăng như nước len qua khe hở cửa sổ chiếu vào trong phòng khách, ở trên tường lưu lại một bóng người mơ hồ, thân thể của bọn họ đang quấn lấy nhau, giống như hai chạc cây gắn chặt không thể tách ra trên cây đại thụ. Hồ nhân như cũng biết rằng phê hiệu của dược phẩm đã thuận lợi lấy được, Viễn cảnh của nhà máy dược đang không ngừng tốt lên, cô ta và cố dài đồng giống nhau, đều có lòng tin đối với mấy loại dược phẩm mà Trương Dương cung cấp. Hồ Nhân như nằm trong bộ ngực ấm áp của hắn, ôn nhu nói chuyện thuận lợi hơn hẳn so với trong tưởng tượng của bọn em. Sau khi lấy được phê hiệu cho dược phẩm, có thể sản xuất quy mô lớn, em sẽ tổ chức quảng cáo tuyên truyền và công tác quảng bá tiền kỳ. Trương Dương nhớ tới Hà Hâm Nhan, hỏi người phát ngôn quảng cao. Hồ Nhân như véo vào ngực hắn một cái, em biết rồi, em cũng đã liên hệ với Ham Nhan, hai ngày nữa cô ấy sẽ tới Giang Thành, quay quảng cáo cho tân được của chúng ta. Trương Dương cười nói, Hà Hâm Nhan rất thích hợp. Hồ Nhân như giận dỗi, anh tưởng em không biết anh có trò quỷ gì à. Lấy việc công làm việc tư. Trương Dương ôm lấy Hồ Nhân như, để cô ta ngồi trên đùi mình, nói nhỏ, kỳ thực anh và cô ấy vốn trong sáng mà. Hồ Nhân như ôm cổ Trương Dương, gõ một cán lên chán hắn, nói nhỏ, anh với ai cũng đều thanh bạch, anh với ai cũng đều mở ám. Trương Dương cười ha ha, hắn ghé vào tai Hồ Nhân Như, anh cùng với cô ấy chưa đến mức độ như chúng ta. Hồ Nhân Như đỏ mắt đánh một cái lên đầu vai hắn, là em ngốc, bị hư tình giả ý của anh làm cho cảm động. Trương Dương ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô ta, ép sát người cô ta vào mình, Nhân Như, anh có phải là quá ích kỷ không? Hồ Nhân Như cắn môi, nói, đúng. Đáng tiếc bọn em biết rõ anh là một tên gia hỏa vừa ích kỷ vừa vô lại, nhưng vẫn trước sau lục tục kéo nhau lên con thuyền tặc của anh. Trương Dương cười nói, em có oán niệm với anh nhiều vậy à? Hồ Nhân như gật đầu, oán niệm rất lớn. Cho nên, cho nên làm sao? Cho nên tối nay em muốn báo thù anh. Hồ Nhân như đẩy Trương Dương xuống sa lông. Trương Đại Quan Nhân trước giờ không sợ loại báo thù này. Kết quả báo thù thường thường là tự chuốc lấy khổ, lúc trương đại quan nhân tinh thần phấn trần từ trên giường bỏ dậy đi làm, hồ nhân như tóc tai tán loạn nằm trên giường, trong mắt đầy vẻ mệt mỏi, gắt, anh không phải là người. Trương Dương cười ha ha, mặc quần áo vào, đi tới trước giường hôn lên môi hồ nhân như một cái, nghỉ ngơi cho khỏe đi, hôm nay đừng đi làm, để tránh gặp tai nạn lao động. Đáng ghét, hồ nhân như cầm gối ném hắn. Trương đại quan nhân dễ dàng bắt được, quay lại giường, thò tay vào trong chăn, sờ sờ cái chỗ ẩm ướt, hồ nhân như vội vàng chạy trốn trong tiếng hét. Võ quán trường quân Vũ nằm ở cạnh sân vận động Giang Thành, quán trưởng của võ quan Lý Trường Xuân cũng là đệ tử của bát quái môn, án chiếu theo bối phận thì y nên gọi sở anh hào một tiếng sư thúc. Chuyện sở anh hào hạ chiến thư với Trương Dương rất bí mật, sở anh hào và trưởng môn bát quái môn sở Thương Hải, cha của y đều là người kín tiếng, chuyện y khiêu chiến Trương Dương, trừ số ít người của bát quái môn ra, giới võ lâm Giang Thành không có nhiều người hay nhưng hiện trường vẫn có một vị cao thủ tới, hội trưởng hiệp hội hình ý quyền lương Bách Xuyên, y nhận được tin tức là bởi vì y và Lý Tường Quân là bạn bè tâm đầu ý hợp, nghe nói cao thủ bát quái môn sở anh hào và Trương Dương giao thủ, y đặc biệt tới xem, dẫu sao thì lần tỉ thí trước giữa y và Trương Dương, y bại một cách tâm phục khẩu phục, võ công của Trương Dương đúng là sâu không thể lường. Trương Dương đi tới trước cửa võ quán trường quân, Lương Bách Xuyên và Sử Anh Hào bàn bạc một số kinh nghiệm, Y tuy không nói với người khác chuyện mình và Trương Dương giao thủ, nhưng sở anh hào từ trong lời kể của Y đã đoán ra rằng Lương Bách Xuyên khẳng định đã từng luận bàn với Trương Dương. Lúc 8 giờ tối, Trương Dương tới võ quán trường quân đúng giờ, hắn nhìn thấy Lương Bách Xuyên, bất giác cười cười, lập tức ý thức được Lương Bách Xuyên là giúp họ hiểu về mình. Lương Bách Xuyên cũng khá khách khí với Trương Dương, chắp tay với hắn. Tới đây thì phải theo quy củ võ lâm, bất kể quan vị của ngươi cao hay thấp, bất kể ngươi có tiền hay không, tới đây tỷ võ luận bàn, vậy thì phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Trên sân ở chính giữa dựng 32 cọc gỗ, mặt đất xung quanh cọc gỗ châm đầy nến, nến vây thành hình tròn, nhìn từ xa giống như là sao. Sở anh hào mặc áo đấu màu đen làm động tác mời với Trương Dương. Trương Dương nhìn thấy thời duy cũng tới, đang châm hương rồi cắm vào trong lò. Lý Trường Quân lớn tiếng nói, song phương tỉ thí lấy luận bàn là chính, sàn đấu là ở trên cột gỗ, thời gian một nén hương, trước khi hương cháy hết, ai ngã xuống dưới cọc trước thì coi như là thua. Trương Dương cười nói, chiến thuật không tồi, lấy sở trường của mình công đánh sở đoạn của địch. Sở Anh Hào cười nói, Trương Tiên Sinh nếu không muốn đấu cọc, chúng ta có thể đổi phương pháp khác. Trương Dương lắc đầu, không cần thiết phải vậy. Hắn bước lên trước hai bước, dung chân phát lực, đạp mạnh lên mặt đất, thân hình đằng không bay lên, đứng vững trái trên cọc, hai tay chắp sau mông, nhìn xuống sở Anh Hào, trên mặt tràn đầy ngạo khí, sử sư phụ. Mời! Lúc này Kiều Mộng Viện quàng tay hứa ra dũng tiến vào võ quán, sự xuất hiện của hai người không có gì là bất ngờ, Kiều Mộng Viên là em họ của Kiều Bằng Phi, tới xem nào nhiệt cũng là việc hết sức bình thường. Còn hứa ra dũng, hắn tha thiết thấy Trương Dương bị xấu mặt. Kiều Mộng Viện nói, sử sư phụ, hai người luận bàn thì luận bàn, nhưng đừng làm tổn thương hòa khí nhé. Sở anh hào không nói câu nào, xảy bước về phía trước, mỗi bước chân của y, mặt đất chấn động theo, nến trên mặt đất rung rung, căn cơ hạ bàn của ý cực kỳ vững chắc. Sở anh hào càng đi càng nhanh, giống như là nhịp trống vậy, hắn tung người như diều hâu, ổn định hạ xuống một cọc gỗ ở trước mặt trương dương, khí thức không hề rối loạn một chút nào, hai tay ôm quyền gầm lên, mời. Trương Dương không nhanh không chậm cởi áo ra ra, sau khi bỏ xuống, liền ném cho Thời Duy cầm hộ tôi. Thời Duy bắt lấy, cười nói, Trương Dương, cố lên, kiều mộng viện cười nói cô đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn người khác đánh nhau mà cô vui vẻ vậy à thời duy cười nói chị họ người ta là tỷ võ luận bàn thôi sở anh hào bước lên một bước đạp lên cọc gỗ ở trước mặt hữu trưởng đánh chéo vào phần cổ trương dương y xuất thủ đơn giản tự nhiên không hề có nhiều chiêu thức hoa lệ nhưng trong đó lại ẩn chứa lực lượng rất lớn trương dương tung mình ra sau né tránh một kích của sở anh hào chỉ phán đoán từ trưởng phong của sở anh hào thực lực của sở anh hào chắc không dưới Lương Bách Xuyên. Lương Bách Xuyên có kinh nghiệm giao thủ với Trương Dương, nhìn tới ngay từ đầu sở anh hào đã chủ công, còn Trương Dương thì dựa vào thân pháp linh hoạt để né tránh, ý đồ làm tiêu hao thể lực của sở anh hào. Y đang muốn lên tiếng thì Lý Trường Quân đã nói trước, sư huynh, hắn là muốn bảo tồn thể lực đó. Sở anh hào hừ lạnh một tiếng, sau một trường đánh vào khoảng không, lập tức tung người bay lên, từ trên cao vỗ xuống một trường, Trương Dương thân pháp cực kỳ linh hoạt, men theo cọc gỗ mà chạy, công kích lần này của sở anh hào lại đánh vào khoảng không, y trầm giọng nói, chạy đi đâu. Rồi đuổi theo sau Trương Dương, hai người ta chạy ngươi đuổi trên cọc gỗ, tốc độ chạy không ngờ lại không thua gì so với chạy trên mặt đất. Lương Bách Xuyên và Lý Trường Quân đều là cao thủ võ lâm, hai người nhìn mà há miệng trợn mắt, chỉ phần bộ pháp này thôi, Trương Dương và Sở Anh Hào đã đủ để nổi tiếng rồi, Sở Anh Hào có loại bộ pháp này cũng không phải là kỳ lạ, dẫu sao y từ nhỏ đã luyện thung, Trương Dương chẳng qua mới hơn 20 tuổi, bộ pháo không ngờ lại không kém hơn chút nào, làm sao không khiến người ta kinh thán cho được. Sở Anh Hào thấy Trương Dương không giao thủ chính diện với mình, y bắt đầu thay đổi chiến thuật, lúc rời khỏi cọc gỗ liền đá đổ chúng, trong nháy mắt, cọc gỗ dựng càng lúc càng ít đi, phạm vi mà Trương Dương có thể chạy cũng càng lúc càng nhỏ. Sở Anh Hào sử ra một chiêu thôi xong kiến nguyệt đẩy cửa sổ nhìn trăng đánh thẳng vào ngực Trương Dương, Trương Dương lần này không chạy nữa, cũng tung ra một trường để đón đỡ, chỉ nghe thấy bốp một tiếng, thân thể của Trương Dương và Sở Anh Hào đều lắc lư. Cọc gỗ dưới chân hai người đều đổ ra sau, chi dưới của Sở Anh Hào phát lức, y gầm lên một tiếng, hay. Không ngờ lại dựng thẳng được cọc gỗ lên. Trương Dương thì người chỉ ơi rung rinh, cọc gỗ đó lấy phần đáy làm điểm tựa, xoay một vòng rồi thẳng lại như cũ. Trong mắt Sở Anh Hào lộ ra vẻ tán thưởng, chân phải của y thì đặt trên một cái cọc gỗ khác, đột nhiên phát lực, cái cọc gỗ đó không ngờ lại bay lên, sợ anh hào nhấc chân đá vào cọc gỗ, cọc gỗ to như cổ tay, dài 2 mét gào rít bay về phía ngược Trương Dương. Thời Duy và Kiều Mộng Viện đều đồng thời phát ra tiếng hô kinh hãi, bọn họ vốn cho rằng là một quốc luận bàn võ công, nhưng không ngờ chiến huống lại biến thành kịch liệt như vậy, lúc này thời gian còn lại nửa chén hương. Trương Dương không vội không vàng, hai tay giống như ôm trăng, đợi khi cọc gỗ đến trước mặt, một đẩy một gạt, nhìn rất nhẹ nhàng, nhưng bên trong lại ẩn chứa nội kình lấy nhu khắc cương của không minh quyền, lấy đạo của người trả lại cho người, cọc gỗ dưới cái gãy nhẹ nhàng của Trương Dương liền thay đổi phương hướng, bay ngược về phía ngực của sở anh hào. Sở anh hào ngửa người ra sau, chiếc cọc gỗ đó bay sượt qua chéo áo của y, lao thẳng về phía thời duy và kiều mộng viện. Hai cô gái phát ra tiếng hô kinh hãi, lương bách xuyên tiến lên trước, một trưởng gạt cọc gỗ ra. Tuy là vậy, thời duy và kiều mộng viện vẫn sợ đến mặt cắt không còn hột máu. Dưới sân thì kinh tâm động phách, trên sân thì công thủ đã tới lúc kịch liệt, Sở Anh Hào song trưởng lần lượt vỗ ra, nhục trưởng phá không không ngờ lại phát ra tiếng sắt đá. Trương Dương đã có hồi số chiêu số đánh trả trưởng pháp của Sở Anh Hào, không giống như lúc ban đầu một mực phòng thủ nữa, bắt đầu phản kích từng bước, lúc này cọc gỗ trong sân chỉ còn lại 5 chiếc, hai người chia nhau đứng trên một chiếc, Sở Anh Hào tung cước đá cọc gỗ ở bên cạnh, lần này mục tiêu của y đổi thành công kích cọc gỗ ở dưới chân Trương Dương. Trương Dương hai chân kẹp lấy cọc gỗ, bay lên trời, tránh được cái cọc gỗ đang bay tới, sau gió vững vàng hạ xuống đất, cọc gỗ va xuống mặt đất, không ngờ lại làm nền xi măng vỡ ra, cắm sâu hơn một tấc vào đó. Sở anh hào tung người bay lên, xài bước đạp lên cọc gỗ ở chính giữa, cọc gỗ đó chịu lực, mắt đất cũng nứt ra, sở anh hào mượn lực phản chấn vượt qua cọc gỗ ở phía trước, dáng như rồng bay, nhanh như gió thổi, hai trường đẩy về phía Trương Dương. Trương Dương cũng học được bộ dạng hai tay hơi cong của sở anh hào, vạch ra hai đường cong, bay ra nghênh kích, hai trường giao nhau, hai cỗ nội kình cường đại va chạm, khiến không khí xung quanh bị ép cho tỏa ra bốn phương tám hương, nến ở dưới chân lập tức rung rinh mấy cái rồi tắt hẳn. Trong mắt sở anh hào lóe lên ánh sáng kinh ngạc, y không ngờ Trương Dương có dạng thể lực này, dưới sự so đấu lấy cứng trọi cứng, mình căn bản không chiếm được nửa phần tiện nghi. Thân hình của hai người lại tách ra, Trương Dương vung hai cánh tay, thân hình giống như đằng long, khí thế cường đại từ quanh người hắn tỏa ra. Sở Anh Hào cảm thấy không gian xung quanh đột nhiên ép về phía y, y có một loại cảm giác khó thở, lúc này mới biết rằng Trương Dương giờ mới thể hiện thực lực chân chính của mình. Tay phải của Trương Dương giống như sấm đánh công về phía Sở Anh Hào, Sở Anh Hào nhìn một quyền mang theo tốc độ kinh hoàng này, tự biết rằng khó mà chống được, trừ phi là hạ xuống khỏi cọc gỗ, nhưng y không muốn cứ vậy mà nhận thua, liền hạ quyết tâm cũng đánh ra một quyền để nghênh đón. Chương 240, cha con gặp nhau. Đúng vào lúc này thì nghe thấy giọng nói trong trẻo của thời Duy vang lên, hết thời gian rồi. Một quyền này của Trương Dương ngưng ở giữa đường không phát ra, hắn tuy có thể thu lại quyền đầu, nhưng lại không thể thu lại quyền phong. Quyền phong phất vào mặt, trên da mặt Sở Anh Hào nóng rát như bị dao cắt, y nhắm chặt hai mắt lại, mồ hôi lạnh trên lưng chảy ròng ròng. Trương Dương kịp thời thu tay lại, hắn không có ý muốn phân thắng phụ có những lúc để lại cho người ta ba phần dư địa là chuyện tốt, lúc trước khi hắn giao thủ với Lương Bách Xuyên cũng vậy. Huống chi người gây sự với hắn là Kiều Bằng Phi chứ không phải là cả bát quái môn, hắn cũng không muốn cứ dây dưa không dứt mãi với bát quái môn. Lý Trường Quân vỗ tay, nói, hay, song phương đánh hòa, giọng nói của y không có nhiều sức lắm. Trương Dương cười nhạt một tiếng, từ trên cọc gỗ nhẹ nhàng nhảy xuống. Sở anh hào mặt hơi đỏ, trong lòng y rõ ràng hơn bất kỳ ai, chỉ cần thời duy kêu dừng chậm hơn một khắc, quyền đó của Trương Dương mình quyết không cản nổi. Y từ trên cọc gỗ nhảy xuống, chắp tay với Trương Dương, lĩnh giáo rồi. Sau đó không nói câu nào đi ra ngoài. Vẻ mặt của Trương Dương vẫn là được yêu quá mà sợ, đi tới chỗ thời duy nhận lấy áo ra, gật đầu với hứa ra dũng, nói hứa tổng cũng biết phó công ư. Hứa ra dũng cười ha ha, tôi xem thì không hiểu, chỉ là thấy hai người quyền đi chân lại đánh rất náo nhiệt. Tôi hâm mộ lắm, đáng tiếc là không học được. Kiều Mộng Viện nói, tranh cường đấu ngoan thì có gì là thú vị đâu. Quyền cước không có mắt, làm bị thương người khác há chẳng phải là phiền phức à. Trương Dương nhìn cô ta một cái, nói quyền cước đã thương người, nhưng đầu óc thì có thể giết người. Hứa ra dũng trong lòng rúng động, gã bình tĩnh nhìn Trương Dương, cùng đi ăn đêm đi, tôi mời. Trương Dương cười nói, vậy tôi không khách khí đâu. Thời Duy nói, tới Thanh Giang Tiểu Trúc đi sợ anh hào thua cho nên chẳng có tâm tình nào mà đi ăn đêm. Lý Trường Quân và Lương Bách Xuyên cũng nguyện chuyển từ chối lời mời của hứa Gia Dũng, đám trẻ tuổi người người ta đi cùng nhau, họ cũng không có hứng thú góp vui. Thang Giang Tiểu Trúc là một nhà hàng nhỏ mở ở đường Thanh Giang, nơi này mỗi ngày đều mở tới sáng, lúc trước Trương Dương chưa tới đây, mặt tiền của nhà hàng không lớn, trang trí kiểu cổ kính, ông chủ là người tứ xuyên, đối đãi với người ta rất nhiệt tình, rất giỏi đạo sinh ý, cho nên khách quen của nhà hàng rất nhiều nhà hàng này là kiều mộng viện phát hiện ra trước tiên nguyên quán của cô ta ở tứ xuyên trông thì văn nhược nhưng rất thích ăn đồ cay thời duy nhà cô ở hồ nam nhìn hai cô gái này ăn ớt mà trương dương há miệng trợn mắt hứa ra dũng thì một chút cay cũng không ăn nổi trương dương tuy biết ăn cay nhưng không thể nào bằng hai cô kia kiều mộng viện gọi một nổi uyên ương xuyến lại gọi thêm một ít món ăn phong vị tứ xuyên trương dương bởi vì vừa rồi mới đánh nhau cho nên đã tiêu hao một ít thể lực trước tiên muốn ăn một bát mì cay thành đô sau đó mới nâng chén rượu uống mấy ngụm kiều mộng viện và hứa gia dũng đều không biết uống rượu thời duy tửu lượng tuy chẳng ra làm sao nhưng tửu đảm thì lại lớn gọi một bình bia ra uống cùng trương dương tối nay sau khi khiến thức uy phong của trương dương thời duy đã hơi kính phục hắn cười nói trương dương anh không ngờ lại có thể đánh ngang tay với sở anh hào anh lợi hại lắm hứa gia dũng mỉm cười trương dương không ngờ võ công của cậu lại lợi hại như vậy trương dương cười nhạt nói tứ chi phát triển là hàng vô phu hiện giờ xã hội đã không còn là lúc dựa vào quyền cước mà đi khắp thiên hạ nữa rồi rất nhiều lúc cần phải dùng đầu óc anh nói xem có phải không hứa ra dũng gật gật đầu lúc này có một người bán báo đi qua kiều mộng viện gọi gã lại lấy một tờ báo chiều giang thành cô ta rất quan tâm tới tin tức tin đầu của hai tờ báo ngày nay đều đăng chuyện bí thư tỉnh ủy đỗ thiên giã thượng nhiệm kiều mộng viện nói nhỏ đỗ thiên giã tới giang thành rồi không biết gã sau này sẽ đặt trọng điểm ở đâu. Hứa ra Dũng cười nói, phương hướng phát triển kinh tế của Giang Thành đã được xác định, không gì ngoài khu khai phá kinh tế là kinh tế du lịch, hai năm nay chỉ thâm hóa cải cách xí nghiệp thôi cũng đủ mệt rồi. Thời Duy uống một ngụm trà, anh rể, anh có đầu óc chính trị tốt lắm, không đi làm quan thật là đáng tiếc. Trương Dương nói một câu nghe rất ác, gen chính trị cũng phải dựa vào di truyền đấy. Hứa Tổng rất có thiên phận chính trị ánh sáng phẫn nộ trong mắt hứa ra dũng lóe lên rồi vụt tắt, gã cam đoan câu này của Trương Dương là giáp tâm cố ý xỉa sói hắn, thằng ôn này rõ ràng là đang khiêu chiến giới hạn nhẫn nại của mình. Kiều mộng viện mẫn rễ phát giác ra sự phẫn nộ của hứa ra dũng, lặng lẽ thò tay ra, nắm lấy tay hứa ra dũng. Hứa ra dũng mỉm cười, chuyện chính chỉ quá phức tạp, tôi vẫn thích làm sinh ý hơn, có thể sự ham muốn của tôi đối với tiền thì cường liệt hơn đối với quyền lực. Gã rất giỏi khống chế tình tự của mình trương dương gật đầu thời duy nói anh đối với cái gì thì có ham muốn cường liệt nhất đàn bà câu nói thẳng thắn vô cùng này của trương đại quan nhân khiến kiều mộng viện và thời duy đều đỏ mặt thời duy gắt đúng là không cần phê mà trương dương cười tủm tỉm nói bản tính sai khiến thôi vì sao lúc nói thật thì người ta luôn không tin nhỉ điện thoại của hắn đột nhiên đổ chuông cầm lên nghe giọng nói thanh thúy của hà hâm nhan vang lên trương dương chết bầm anh đang ở đâu em tới chạm xe lửa rồi, mau tới đón em đi. Giọng nói của cô ta quá to, Thời Duy và Kiều Mộng Viện đều nghe thấy, hai người đồng thời bật cười. Thời Duy nói, nói Tào Tháo là Tào Tháo tới liền. Đàn bà của anh tới rồi đó. Trương Đại Quan Nhân cười ha ha, hắn không giải thích, mà cũng không cần thiết phải giải thích, cho dù giải thích cho người khác nghe, người ta cũng sẽ không tin. Hà Hâm Nhan nghe thấy có giọng con gái, bụng đầy hoài nghi, hỏi Trương Dương, anh đang ở cùng với ai đấy bạn bình thường thôi trương đại quan nhân cũng không nói dối thời duy chỉ sợ thiên hạ không loạn liền chêm thêm một câu cái gì mà bạn bè bình thường em là bạn gái của anh mà chúng tôi giang ở thanh giang tiểu trúc cô tới đi trương dương còn chưa kịp giải thích thì hà hâm nhan đã gác điện thoại nhìn thời duy đang mặt mày đắc ý trương đại quan nhân bất lực lắc lắc đầu tôi bảo này thời duy cô cũng xấu xa lắm thời duy chỉ cười cười Trương Dương đứng dậy, nói thôi, tôi đi đây, thật sự là phải đón bạn. Kiều Mộng Viện cười nhạt, nói, mới hơn 9 giờ mà, chị An của Giang Thành không loạn như vậy đâu, anh hẹn cô ấy cùng tới ăn đi, dẫu sao cũng đều là bạn mà. Trương Dương gọi lại thì Hà Hâm Nhan không nhấc máy, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Cô bé này chẳng lẽ tức giận rồi à, nhưng nghĩ lại, Hà Hâm Nhan chắc không nhỏ nhen vậy đâu. Hứa ra Dũng nói, hay là đợi ở đây một lát đi, nói không chừng người ta đã tới rồi đó. Quả nhiên, sau 15 phút đồng hồ, Hà Hâm Nhan đã bước vào thanh giang tiểu trúc, cô ta mặc áo gió màu lục, trong tay khoác một cái túi da màu đỏ, Trương Dương cười nói, xanh đỏ lè loẹt bắt mắt lắm, em sợ người khác không nhận ra em à. Kiều Mộng Viện và Thời Duy đều sáng mặt lên, vẻ đẹp của Hà Hâm Nhan ngay cả nữ nhân cũng không nhịn được mà phải ngắm nhìn thêm. Trương Dương giúp cô ta bỏ túi sang một bên, Hà Hâm Nhan cười nói, em sợ là phiền anh ăn cơm, cho nên tự bắt xe tới đây, đói chết mất. Hứa ra Dũng bảo nhân viên mang thêm bộ bát đúa, Hà Hâm Nhan ngồi cạnh Trương Dương, cô ta tự giới thiệu, chào mọi người, tôi tên là Hà Hâm Nhan. Thời Duy cười nói, chào cô. Hà Hâm Nhan từ giọng nói của Thời Duy nghe ra cô ta là cô gái nói vọng vào điện thoại lúc mới rồi, liền bắt tay với Thời Duy, cười nói cô là bạn gái của Thời Duy à. Xinh đẹp quá, cây này khiến thời duy đỏ mặt cô ta lắp bắp nói cô đừng hiểu lầm vừa rồi là nói vui thôi tôi và anh ấy là bạn bình thường trương dương cố ý nói chúng tôi thật sự là rất thanh bạch ngay cả tay còn chưa nắm nữa là thằng nhóc này có chút vị đạo giấu đầu lòi đuôi thời duy thức đến nỗi hẹn không thể đổ dầu lên đầu trương dương hà hâm nhan thản nhiên nói con người anh ấy là vậy đó thấy con gái đẹp là cứ thích sán vào trương dương cười khổ anh là loại người đó hả à? Thời Duy cười nói, cô là bạn gái của anh ấy à? Hà Hâm Nhan lắc đầu, anh ấy là cậu họ của tôi. Tôi sao có thể là bạn gái của anh ấy được? Trương Đại Quan Nhân quay mặt sang bên cạnh, phun hết trà hoa cúc ra ngoài. Hứa Gia Dũng và Kiều Mộng Viện đầu óc thông minh, vừa nhìn cái là biết Trương Dương không thể là cậu họ của Hà Hâm Nhan được, nhưng Thời Duy thì thật thà nói thật sự là cậu họ của cô à? Hà Hâm Nhan cười cười gật đầu, cầm hai chai bia lên, lanh lẹ rứt khoát mở nắp, lúc trước làm nhân viên tiếp bia không phải là uổng thời duy mặt đầy vẻ hâm mộ lợi hại quá hà hâm nhan lại mở thêm một chai đưa một chai cho trương dương cậu họ chúng ta cạn một chai cạn thì cạn ai sợ ai chứ trương dương ngẩng cổ lên uống ửng ực hà hâm nhan cũng cạn một chai khiến cho kiều mộng viện và thời duy nhìn mà há miệng trợn mắt thời duy cũng có gan này nhưng đáng tiếc tử lượng kém nhìn hà hâm nhan uống bia hào sảng như vậy trong lòng thật sự có chút hâm mộ Kiều Mộng Viện nói, Hà Tiểu Thư, người đóng quảng cáo cho đồ trang điểm Thủy Chi Vận là cô à. Hà Hâm Nhan gật đầu. Kiều Mộng Viện vậy làm thời Duy cũng nhớ ra, đúng rồi. Cô ở ngoài trông còn xinh hơn là trong quảng cáo nữa. Trương Dương cười nói, kỳ thực, lần này, cháu, cháu gái tôi tới Giang Thành để đóng quảng cáo đó. Gọi cháu gái quả thực là không được thuận miệng cho lắm. Hà Hâm Nhan cố nhịn cười kiều mộng viện có chút hứng thú hỏi đóng quảng cáo gì vậy quảng cáo tân dược cho nhà máy chế thuốc giang thành kiều mộng viện nói tôi có một ý kiến hối thông của chúng tôi còn thiếu một người đại diện quảng cáo không biết hà tiểu thư có hứng thú không sự yêu thích của cô ta đối với hà hâm nhan thực sự là xuất phát từ nội tâm hà hâm nhan nói xin lỗi tôi đã làm người đại diện cho công ty phi tiệp rồi theo tôi biết thì phạm vi nghiệp vụ của hai bên có chỗ trùng nhau Tôi sợ không có cơ hội hợp tác với Kiều Tiểu Thư rồi. Kiều Mộng Viện có lấy làm tiếc, thở dài buồn bã. Hứa Gia Dũng nói, Phi Tiệp ra tay nhanh ghê. Hy vọng sau này chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Sau bữa tối, Trương Dương dẫn Hà Hâm Nhan tới sở chiêu đãi của chính phú thành phố. Hà Hâm Nhan hỏi nhỏ Kiều Mộng Viện chính là cháu gái của Kiều Lão Hà. Trương Dương gật đầu và là vợ chưa cưới của Hứa Gia Dũng, thời duy là em gái họ của Kiều Mộng Viện trương dương gọi tôi là cậu họ hà hâm nhan cười cười quàng tay hắn gọi khẽ cậu họ ngoan muốn chết hà đừng hòng chiếm tiện nghi của em hà hâm nhan hôn một cái lên môi hắn dẫn em đi đâu vậy tới nhà anh em không muốn tới nhà anh em không an tâm trương dương cười nói là không yên tâm về anh hay là không yên tâm về bản thân mình đều không yên tâm giọng nói của hà hâm nhan nhỏ đến nỗi cơ hồ là ngay cả bản thân cũng không nghe nổi vậy thì tới sở chiêu đãi đi anh ở ngay bên cạnh em thôi hà hâm nhan gật đầu hà hâm nhan từ lam sơn mang tới một số đặc sản cho trương dương còn có một chiếc áo lông mà cô ta tự tay mình may cho hắn trương đại quan nhân tuy có nhiều bạn gái nhưng tặng hắn một chiếc áo lông kiểu ấm áp như thế này thì hà hâm nhan vẫn là người đầu tiên trương dương trong lòng khó tránh khỏi cảm động một phen Chiếc áo lông này chính là Hà Hâm Nhan may từng đường khâu mũi chỉ, không ngờ đôi bàn tay của Hà Hâm Nhan ngoại trừ biết cầm chai bia đập lưu manh ra, không ngờ lại còn biết may áo lông. Trương Dương thuê hai phòng, ở sở chiêu đãi chính phủ nhiều người, thằng ôn này vẫn rất thật thà. Hắn vừa tắm rửa xong thì điện thoại phòng đổ chuông, cầm lên nghe, không ngờ là bí thư thị ủy Đỗ Thiên Giã gọi, Trương Dương có chút ngây ra, gã sao lại biết mình sống ở đây. Đỗ Thiên Giã ngữ khí nghiêm túc, tiểu Trương à gan cậu lớn thật không ngờ lại dẫn gái tới sở chiêu đãi thuê phòng ở trương dương cười khổ không thôi tôi bảo này bí thư đỗ không thể vu hãm cho người tốt được cô ta ngủ phòng của cô ta tôi ngủ phòng tôi con mắt nào của anh nhìn thấy tôi ở cùng với cô ta hả đỗ thiên giã cười ha ha cậu đó nếu muốn người ta không biết thì trừ phi đừng làm tôi lười chẳng muốn nói cậu nữa xuống đi uống với một một chút trương dương chỉ đành đáp ứng đợi sau khi Hà Hâm Nhan tắm rửa thay quần áo xong, dẫn cô ta cùng xuống nhà nhỏ số 1, thuận tiện cầm theo những đặc sản thổ địa mà Hà Hâm Nhan mang đến. Đỗ Thiên Giã một mình ngồi trên salon xem TV, minh tinh phục vụ tô viện viên đang chuẩn bị bàn ăn. Trương Dương đưa sườn lợn và móng giò cho tô viện viện, tiểu tô, làm hộ tôi cái. Tô viện viện nhìn Hà Hâm Nhan một cái, gần đây trên TV phát rất nhiều mục quảng cáo của hãng mỹ phẩm thủy chi vật, danh tiếng của Hà Hâm Nhan đã được truyền bá rộng rãi rồi. Đỗ Thiên Dã đứng dậy, chào hỏi Hà Hâm Nhan, gã chưa từng gặp Hà Hâm Nhan, có điều bên cạnh Trương Dương có quá nhiều mỹ nữ, gã cũng chẳng lấy làm lạ. Tô Viện viện đặt thức ăn mà Trương Dương mang tới lên bàn, sau đó mở một bình thanh giang đặc cung, rượu là Trương Dương mang đến, Đỗ Thiên Dã không nhận đồ của người khác, nhưng đồ Trương Dương mang đến thì lại không cự tuyệt. Trương Dương nhìn đồng hồ thì thấy sắp 10 giờ rồi, bất giác cười nói, "Bí thư Đỗ hôm nay có hứng thú nhỉ?" muộn vậy rồi mà còn mời tôi uống rượu. Đỗ Thiên Giã cười nói, cậu quên hôm nay là cuối tuần à? Gã nhắc Trương Dương mới nhớ, mình còn từng đáp ứng với Đỗ Thiên Giã, ngày mai dẫn gã đi bái phỏng Trần Sùng Sơn. Đỗ Thiên Giã nói, mở họp lúc chiều, 9 giờ tối mới tan, thật sự là rất mệt, tôi bảo Tiểu Tô làm mấy món ăn, vốn muốn ăn một mình, nhưng Tiểu Tô nói thấy cậu tới đây, cho nên mới gọi điện cho cậu trương dương lúc này mới hiểu vì sao đỗ thiên giã lại biết mình tới sở chiêu đãi có chút bất mãn nhìn tiểu tô một cái thầm nghĩ con ôn này lắm mồm thật tô viện viện tự biết đuối lý mặt hơi đỏ lên cô ta nói khẽ bí thư đỗ không có chuyện gì thì tôi xin về trước còn bát đĩa thì sáng sớm mai tôi đến thu dọn đỗ thiên giã nói đừng đi vội ở lại ăn đi dẫu sao thì tối nay cô cũng trực mà tô viện viện vẫn muốn chối từ hà hâm nhan cười nói ở lại đi Nói chuyện với tôi, nhìn hai người đàn ông bọn họ uống rượu chán lắm Tô viện viện lúc này mới đáp ứng Đỗ Thiên Giã và Trương Dương lúc một mình uống rượu thì không câu thúc Hai người dùng chén trà uống rượu, không lâu sau đã uống xong một cân rượu Tô viện viện lại mở thêm một cân Cô ta không quên nhắc Đỗ Thiên Giã, Bí Thư Đỗ, chú ý tới sức khỏe Trương Dương cười nói, theo ý tứ của cô, sức khỏe của Bí Thư Đỗ thì cần chú ý, còn tôi thì không cần à Tô viện viện cắn cắn môi không nói gì, trong lòng thì nghĩ, người ta là bí thư thị ủy, anh là một phó chủ nhiệm của phòng cải cách xí nghiệp, có thể đánh đồng được à? Đỗ thiên giã cười nói, cái miệng của cậu, đừng có làm khó tiểu tô nữa. Gã nói với tô viện viện, không sao đâu, cô cứ yên tâm đi. Hà hâm nhan kéo tô viện viện ngồi xuống, bọn họ đều là tử lượng như biển, đừng nói là hai cân, tôi thấy mỗi người hai cân cũng không thành vấn đề. Trương Dương nhắc tới chuyện tối nay cùng ăn cơm và kiều mộng viện và hứa ra dũng. Đỗ Thiên Giã nói, sáng nay tôi tới khu khai phá tham quan, sự tiến triển của tập đoàn hối thông của bọn họ rất khá, sau này sẽ trở thành một viên minh châu trong các xí nghiệp giang thành. Trương Dương một mực không thích con người của hứa Gia Dũng, hắn thậm chí còn hoài nghi một loạt những chuyện xảy ra gần đây đều có liên quan tới hứa Gia Dũng, có điều gã không có chứng cứ xác thực, từ ngoài biểu hiện, hứa ra dũng cũng chỉ một mực thật thà làm sinh ý, tựa hồ như không có điểm nghi vấn gì. Trương Dương nói nhỏ, tôi không muốn bình luận về người này, nói chung là tôi không thích hắn. Đỗ Thiên Giã cười cười, vụ án của hứa thường đức gã biết rõ, hứa ra dũng sau khi cha xảy ra chuyện, nhanh chóng bấu vào tòa núi dựa là kiều Gia, không thể không khiến người ta hoài nghi động cơ và mục đích của gã. Có điều hắn biết rõ thực lực của Kiều Gia, những chuyện mà người bình thường không nhìn ra chắc gì Kiều Gia cũng nhìn không ra, nhưng không biết hứa ra dũng rốt cuộc là dùng cách gì để đả động kiều ra, mà có thể khiến họ đồng ý cho gã và kiều mộng viện đính hôn. Tô viện viện 10 rưỡi thì cáo từ, cô ta rất tinh mắt, biết rằng nếu mình còn ở lại, Đỗ Thiên Giã và Trương Dương sẽ có rất nhiều chuyện không tiện nói. Hà hâm nhan cũng mệt rồi, theo tô viện viện đi về. Nhìn bóng lưng của tô viện viện, Trương Dương không khỏi bật cười, không tồi. Bí thư đỗ rất có diễm phúc. Đỗ Thiên Giã trừng mắt lườm hắn, cậu bớt nói lăng nhăng đi hộ tôi cái. Cậu cho rằng ai cũng giống như cậu à? Gã cố ý nghiêm mặt, nói đi, giữa cậu và Hà Hâm Nhan có gì chưa? Trong sạch, đơn thuần, giống như một chén nước, nói ra khẳng định khiến anh phải thất vọng. Đỗ Thiên Giã lắc đầu, tôi không tin. Thằng ôn cậu thu liếm một chút cho tôi, yên nhiên là cháu gái của tôi, cậu nếu dám làm gì có lỗi với nó, tôi là người đầu tiên không tha cho cậu. Trương Dương ho khan một tiếng, nói tôi bảo này bí thư đỗ chúng ta vừa nói tới đâu ý nhỉ anh sao lại cảm thấy hứng thú với phụ nữ thế đỗ thiên giã cười ha ha nâng chén lên cùng với hắn uống cạn chỗ rượu còn lại nhón một hạt lạc cho vào miệng cậu có cái nhìn thế nào về tả viên chiêu và lý trường vũ trương dương ngả người ra sau nói khó nói lắm bọn họ đều có sở trường cũng đều có sở đoàn lý trường vũ thiết thực nhưng làm việc luôn bảo thủ cẩn thận tả viên chiêu nhãn quang xa rộng có điều làm việc lại có chút cấp tiến. Đỗ Thiên Giã nói, nghe nói rằng về tình cảm cá nhân thì cậu và Lý Trường Vũ tốt hơn một chút, lúc trước lại y một tay để bạt cậu từ Xuân Dương lên. Trương Dương gật đầu, nhớ tới chuyện xưa giữa mình và Lý Trường Vũ không khỏi cười thầm trong lòng, nếu không phải là Lý Trường Vũ và Cát Xuân Lệ ở bờ sông Thủy làm chuyện ấy rồi bị hắn chẳng may gặp phải, mình chưa chắc đã bước vào sĩ đồ. Lý Trường Vũ nếu như không gặp mình, hiện tại đã thành oan hồn dưới cửu tuyền rồi. Trương Dương nói, Lý Trường Vũ đối với tôi không tồi, có điều con người y nhiều lúc có chút không cố sức. Làm việc thiếu một bá lực giải quyết dứt khoát. Tả viên chiêu thì sao? Y lúc trước nhắm vào tôi, có điều từ sau chuyện cạnh tranh khu phát triển kinh tế quốc gia với Lam Sơn, đã cải thiện thái độ với tôi. Đỗ Thiên giã cười cười, đó là bởi vì, hiện tại rất nhiều người đều biết cậu là con rể tương lai của thỉnh trường Tống, còn là con nuôi của Phó Thủ tướng Văn, Trương Dương cười nói, cũng không chỉ là vì nguyên nhân này đâu, tôi đoán rằng y không muốn làm kẻ địch với tôi, chủ yếu là sợ tôi đụng tay đụng chân vào vấn đề cạnh tranh trước thị trường của y và Lý Trường Vũ. Đỗ Thiên Giã gật đầu, bản sự chọc thối của cậu đúng là nhất lưu. Trương Dương nói, anh hỏi tôi nhiều như vậy có phải là muốn lựa chọn một trong hai người họ không? Đỗ Thiên Giã nói, giữa hai người bọn họ không có quá nhiều lo lắng, Lý Trường Vũ trước đây từng được bí thư cố hân thưởng, nhưng những người trước đường vòng tròn ba của Giang Thành xảy ra chuyện, mang tới rất nhiều phiền phức cho cố giai đồng, chuyện này khiến bí thư cố không vui. Lý Trường Vũ tuy làm ra được một số công hiến cho ngành du lịch của Giang Thành, nhưng đối với một tòa cơ địa công nghiệp như Giang Thành mà nói, điều mà các lãnh đạo muốn nhìn thấy không phải là thành tích ngành du lịch mà là biến cách của các xí nghiệp lớn. Trương Dương nói, anh nói rằng Lý Trường Vũ đã đặt sai trọng điểm ư. Đỗ Thiên Giã nói, phân công khác nhau, y vốn có thể làm ra được một số thành tích trong ngành giáo dục và y tế, nhưng đáng tiếc vận khí của y không được tốt, hệ thống giáo dục xảy ra chuyện, hệ thống y tế cũng xảy ra chuyện, nhiều chuyện liên tiếp xảy ra khiến ấn tượng của y ở tỉnh Lý bị giảm đi nhiều. Trương Dương nói khẽ, ấn tượng của anh về y cũng không tốt à. Đỗ Thiên Giã nói, ấn tượng của tôi về y vẫn bình thường, ít nhất thì cũng là một đồng chí có thể chịu được khảo sát của Trung Kỳ ủy, trên nguyên tắc đảng không có quá nhiều vấn đề. Có điều tôi phát hiện y trong cuộc họp thường ủy rất ít phát biểu, giống như cậu vừa nói, y làm việc quá cẩn thận, cái mà Giang Thành cần là một sự cải cách dứt khoát hẳn hoi, một người cẩn thận rất khó gánh vác được trọng nhiệm dẫn dắt cải cách. Tả viên chiêu thì lại khác, ánh mắt của y so với lý trường vũ thì xa rộng hơn nhiều, hơn nữa đều là xuất thân từ kinh tế. Trương Dương cười nói, anh không sợ y cướp phong đầu của anh ư. Loại câu hỏi này cũng chỉ có hắn mới dám hỏi. Đỗ Thiên Giá cười nói, tôi cũng hy vọng y cướp được phong đầu của tôi, chỉ cần sự cải cách của Giang Thành đi lên, kinh tế có thể giành được sự phát triển thật sự, cướp chút phong đầu thì tính là gì? Trương Dương nói, nguyên nhân mà anh nghiêng về phía tả viên chiêu có phải là bởi vì Lý Trường Vũ là người thuộc phái hệ của Hồng Vĩ Cơ không? Anh không muốn dùng y. Đỗ Thiên Giã nói, không phải là không muốn dùng, mà là phải suy nghĩ xem nên dùng thế nào, và lại nhân tuyển thị trường không phải chỉ tôi nói là được chỉ có quyền kiến nghị nguyên nhân chân chính mà tôi nghiêng về tả viên chiêu là quan hệ của y trong tầng lớp lãnh đạo tốt hơn lý trường vũ nhiều muốn lãnh đạo tốt một ban để chính phủ phải biết cách đoàn kết các cán bộ lại xung quanh mình đương nhiên đây chỉ là ấn tượng sơ bộ của tôi về họ rất nhiều chuyện phải để sau này xem xét thêm trương dương nói không có nhiều thời gian đâu sang năm là đến đại hội rồi đỗ thiên giá cười nói nghiêm tân kiến cũng là một người có năng lực đầu óc của y tuy không linh hoạt như Tiếu Minh, có điều người này có thể gánh vác được trách nhiệm. Trương Dương cười thầm trong lòng, nếu như mình nói lời bình này lại cho Nghiêm Tân Kiến nghe, e rằng Phó Thị trưởng Nghiêm sẽ vui đến không ngủ nổi mất. Đỗ Thiên Giã nói chuyện đang hứng, nhưng Trương Dương đã ngáp ngắn ngáp dài, nói, không được, tôi chịu không nổi nữa rồi, về ngủ đây. Đỗ Thiên Giã lại nói, ở đây có phòng khách, cậu ở lại đây đi, nói chuyện thêm với tôi một lát. Cái này... Đỗ Thiên Giá cười nói, anh tốt xấu gì cũng là một cán bộ quốc gia, chú ý tới ảnh hưởng một chút. Tôi có làm ra chuyện gì mất tư cách đâu, anh đừng dùng kính dâm nhìn người ta có được không? Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Dương bị Đỗ Thiên Giá từ trong mộng gọi dậy, bí thư Đỗ là muốn hắn đi cùng tới núi Thanh Vân. Trương Dương nhìn đồng hồ, mới có 5 giờ sáng, lắc đầu nói, anh có phải là tinh lực dư thừa quá không, tối qua ngủ muộn như vậy mà còn sớm thế này đã bắt dậy rồi đi sớm về sớm, buổi chiều tôi còn định tới xem khu khai phá Xuân Dương nữa. Trương Dương cười khổ, nói, sớm biết thế này thì lái xe của anh đi cùng anh rồi. Hắn trước tiên gọi điện cho Hà Hâm Nhan, hẹn Hà Hâm Nhan cùng lên núi. Đợi khi hắn tắm rửa xong, đi tới nhà bếp, phát hiện tô viện viện đã mang đồ ăn sáng tới, minh tinh phục vụ quả nhiên là không phải là thổi phồng. Trương Dương và Đỗ Thiên Giã ăn xong bữa sáng, Hà Hâm Nhan mới tới căn nhà số 1, con gái nhà người ta tắm rửa trang điểm cũng phải mất nhiều thời gian, Trương Dương đưa bữa sáng cho cô ta ăn trên đường, Đỗ Thiên Giã cũng chịu trách nhiệm lái xe, bảo bí thư thị ủy làm lái xe, đây không phải là đãi ngộ bình thường. Đây là lần thứ hai Đỗ Thiên Giã đến núi Thanh Sơn, có điều lần trước là theo Trương Dương tới ăn thịt lừa, không kịp thưởng thức phong cảnh núi Thanh Đài, lần này coi như là có cơ hội du ngoạn núi Thanh Sơn rồi. Đường cái thông tới núi Thanh Phong đã được lát xong, Lúc bọn họ tới dưới chân núi Thanh Phong thì đã là 6 rưỡi sáng, đã có đội xe du lịch lục tục đi tới. Tiến vào cảnh khu, có thể nhìn thấy một tấm biển quảng cáo khổng lồ, bên trên là ảnh khổ to của núi Thanh Sơn và đại sứ du lịch Hà Hâm Nhan. Đỗ Thiên giã cười nói, Hà Tiểu Thư thì ra là đại sứ du lịch của của núi Thanh Đài. Trương Dương nói, hiện tại xem ra Xuân Dương ký được hợp đồng với Hà Hâm Nhan là một tiện nghi lớn, lúc trước phí đại diện có nhiều đó, hiện tại phí đại diện của Hâm Nhan nước lên thì thuyền lên, không bỏ ra 10 vạn thì căn bản là không thể. Hà hâm nhan gắt, anh là người thế lợi vậy à? Em thích sơn thủy nơi đây, thật sự chưa hề nghĩ tới chuyện tiền nong. Đỗ Thiên Giã cười nói, trong giới diễn viên người có phong cốt như Hà Tiểu Thư đây thực sự là hiếm có. Trương Dương đang muốn nói tiếp thì Hồ Nhân Như gọi điện thoại tới, Hồ Nhân Như là tìm hắn hỏi tội, Trương Dương, anh lừa Hà Hâm Nhan đi đâu rồi? Trương Dương cười nói, tôi bảo này Hồ Tổng, Mới sáng sớm sao mà lửa giận lớn thế? Cô ấy đang ở đây, chúng tôi cùng nhau tới núi Thanh Đài chơi. Hồ Nhân như nói đã bảo hôm nay còn ký hợp đồng. Tên đạo diễn Hương Cảng Vương chuẩn mà anh giới thiệu cho em còn muốn thương lượng tình tiết cụ thể và việc quay quảng cáo cho Hà Tiểu Thư nữa. Trương Dương nói chắc chiều là về thôi. Các anh đã tới núi Thanh Đài rồi à? Đúng rồi, Vương chuẩn đang ở khu vực điện ảnh. Anh cố gắng bất chút thời gian qua gặp hắn xem phương án thế nào xe lái tới dưới thác Bôn Long, lộ trình tiếp theo bọn họ phải đi bộ, đi khoảng hơn một yếng, tới Thanh Vân Trúc Hải, Trương Dương nhận được điện thoại của Vương Chuẩn, gã đang ở khu ngoại cảnh, bảo Trương Dương và Hà Hâm Nhan trước tiên tới chỗ gã xem, Đỗ Thiên dã đối với loại chuyện này thì không có hứng thú lắm, hẹn gặp Trương Dương ở tử Hà Quan, còn gã thì một mình lên núi. Nhà máy chế thuốc tìm Vương Chuẩn để quay quảng cáo là do Trương Dương tiến cử, Vương Chuẩn cũng rất nể mặt Trương Dương, chỉ thu một vạn tiền thù lao kiểu tượng trưng, gã lúc trước đã hợp tác với Hà Hâm Nhan quay quảng cáo cho nhà máy rượu Giang Thành rồi. Lúc Trương Dương và Hà Hâm Nhan đi tới khu ngoại cảnh, Vương Chuẩn đang chỉ huy quay cảnh cao thủ quyết chiến, hai diễn viên đóng thế động tác không đúng chỗ, tiến hành quay không được hài lòng lắm, Vương Chuẩn tức đến nỗi dùng tiếng Quảng Đông chửi ầm cả lên, sau đó giao hiện trường cho phó đạo diễn. Đi tới trước mắt Trương Dương, Vương Chuẩn đổi ngay sang mặt cười, chủ nhiệm Trương, không ngờ anh cũng tới núi Thanh Đài. Trương Dương cười cười, mọi người đều là người quen, tôi cùng Hà Tiểu Thư tới bàn với anh về chuyện quay quảng cáo. Vương chuẩn nói, tôi có chủ ý, quay ở núi Thanh Sơn này, Hà Tiểu Thư mặc cổ trang hái thuốc, sau đó mới lại đổi sang cảnh một phường thuốc cổ đại, cổ sắc cổ hương, vận vị vô cùng. Gã là một người chú trọng hiệu suất, Hà Tiểu Thư đã tới rồi, hôm nay chúng ta quay luôn cảnh ở núi Thanh Sơn, xong rồi thì về Giang Thành quay cảnh đường cổ, cả quảng cáo coi như ok, hà hâm nhan cũng không muốn quay quảng cáo quá kéo dài thời gian cô ta gật đầu nói được quay xong rồi ký hợp đồng cũng vậy hồ nhân như cũng là người nhà đương nhiên không phải lo lắng tới vấn đề hợp đồng trương dương nói vậy thì em ở lại quay quảng cáo đi anh còn phải lên đỉnh núi vương chuẩn lại nói đi đi gấp thế quảng cáo này còn phải nhờ chủ nhiệm trương giúp đỡ nữa gã đã tìm nhìn thấy thân thủ của trương dương cho nên mới có thỉnh cầu này Trương Dương cười nói, tôi đường đường là một cán bộ quốc gia mà các anh cứ coi như là một diễn viên thế à, anh cũng biết nghĩ đấy. Tưởng mời được tôi ư. Vương chuẩn cười nói, chủ nhiệm Trương thân hình cân đối, tôi định ở trong quảng cáo nhà máy dược quay bóng lưng của anh. Cái gì? Kiểu nửa thân trên để trần ý mà. Đầu óc anh có vấn đề à? Không ngờ lại bảo một đảng viên quay thoát y. Vương chuẩn nói, ý tưởng của tôi là, một thiếu nữ cổ đại lưng đeo giỏ thuốc đi hái thuốc, chẳng may trượt chân từ vách núi ngã xuống, vào thời khắc quan kiện, một tiều phu tráng kiện nửa thân trên để trần kéo nàng ấy lên, sau đó hai người nhất kiến trung tình, cảnh sau thì đổi sang thành quá trình chế tác của phương thuốc cổ đại, sau nữa thì quay cảnh lưng hai người ôm nhau, chủ nhiệm trương không nguyện ý, tôi chỉ đành nhờ người khác thôi. Trương đại quan nhân vừa nghe thấy muốn tìm người khác ôm ấp với hà hâm nhan, thế mà được à, nữ nhân của ta sao có thể cho người khác chạm vào. Hắn lập tức gật đầu, được, tôi quay. Thế là Trương Dương theo người hóa trang vào phòng hóa trang, đã là tiểu phu, quần áo mặc trên người không thể quá xa hoa, mặc một cái khố bằng vải thô, đi giày vải, nửa thân trên để trần. Trương Đại Quan Nhân bình thường chăm chỉ rèn luyện, thể hình kiện Mỹ, cơ bắp nảy nở, da thịt thì bởi vì thường xuyên hứng nắng nên cũng có màu cổ động chắc khỏe. Nhân viên hóa trang ẻo là đó thỏ một ngán ta ra nhéo cánh tay Trương Dương một cái, thân hình anh đẹp quá. Trương Đại Quan Nhân bị thằng ôn này khiến cho run lẩy bẩy, co rụt người ra sau, tôi nói nè nha đầu, tôi không phải như thế đâu. Nhân viên hóa trang che miệng, đáng ghét, người ta là nam nhân mà. Lúc nói lại thò một ngón tay ra trò trọt vào ngực Trương Dương, Trương Đại Quan Nhân lại dùng mình buồn nôn, còn sờ nữa là tôi bẻ răng anh đó. Đỗ Thiên Giã đi dạo quanh tử Hà Quan, gần đây hương hỏa ở tử Hà Quan càng lúc càng vượt, lão đạo sĩ Lý Tín Nghĩa bận rộn đoán quẻ cho các khách hành hương, tất nhiên không rảnh đề để ý tới vị khách lại ở trước mặt này. Đỗ Thiên giã vòng một vòng trong tử hà quan rồi đi tới căn nhà đá mà Trương Dương đã nói, cửa nhà đóng chặt, Trần Sùng Sơn không có ở nhà. Đỗ Thiên Giã đang chuẩn bị tới tử hà quan hỏi thì nhìn thấy một lão nhân tinh thần quắc thước lưng đeo súng săn, tay cầm một con nhạn đi tới. Trần Sùng Sơn không biết người ở trước mặt là con trai ruột của mình, tuy những ngày trước lúc tới tĩnh an tảo mộ cho vợ, sở Trấn nam từng nói muốn cầm ảnh tới cho ông ta, nhưng Trần Sùng Sơn cự tuyệt, ông ta đã hạ quyết tâm cả đời này sẽ không xuất hiện trong thế giới của con trai vẻ mặt của trần sùng sơn rất lạnh lùng giống như là vách núi cứng rắn của núi thanh đài vậy mấy chục năm phong sương đã mài rũa thành tính cách rất ít giao lưu với người ngoài của ông ta hiện tại đỗ thiên giã mỉm cười bước tới chào hỏi là chú trần phải không trần sùng sơn hơn ngây người hàng lông mày trắng hơi nhớn lên tôi hình như không nhận ra cậu đỗ thiên giã cười nói cháu tên là đỗ thiên giã cha cháu là Đỗ Sơn Khôi. Trần Sùng Sơn trong lòng giống như bị người ra đánh một chùy cả người lập tức ngây đơ ra đó, con nhạn trong tay không ngờ lại để tuột xuống đất. Đỗ Thiên Giã cảm thấy phản ứng này của Trần Sùng Sơn có chút kỳ quái, gã bất kể là như thế nào cũng không ngờ rằng vị lão nhân trước mặt lại là cha của mình. Gã cúi xuống nhà con nhạn lên cho Trần Sùng Sơn. Trần Sùng Sơn nhìn dáng vẻ của Đỗ Thiên Giã, trong lòng có một tư vị chua xót không nói lên lời ông ta nhớ tới bà vợ khư mẫn đã mất, nhìn hình dáng của Đỗ Thiên Giã, cực giống như mình còn trẻ. Chú Trần, chú Trần, Đỗ Thiên Giã gọi liên tục hai tiếng mới đánh thức được Trần Sùng Sơn từ trong trầm tư tỉnh lại, ông ta nhanh chóng chỉnh lý lại tình tự, lộ ra nụ cười cứng nhắc con trai của Sơn Khôi Hà. Tốt tốt, ông nhận lấy con nhạn trong tay Đỗ Thiên Giã, mau, mau vào trong ngồi đi. Lúc Trần Sùng Sơn bước vào trong nhà suýt chút nữa bị vấp vào bậc cửa mà ngã, May mà Đỗ Thiên Giá kịp thời đỡ được. Lúc Đỗ Thiên Giá ở trong phòng Trần Sùng Sơn thưởng thức thư pháp của ông ta, Trần Sùng Sơn pha cho gã một bình trà, cho tới hiện giờ Trần Sùng Sơn vẫn chưa từ trong kích động tỉnh lại, giọng nói của ông ta có cút run rẩy, "Thiên Giá, trưa nay ở đây ăn cơm nhé." Đỗ Thiên Giá cười nói, "Không ạ, à, cha cháu bảo cháu mang ít quà cho chú." Gã đưa bao đựng quà cho Trần Sùng Sơn, Trần Sùng Sơn gật đầu, ngồi đi ông ta không mở cái bao ra ở trước mặt đỗ thiên giã mà đi vào trong nhà. Bên trong là một cái gói bọc hoa, dùng kim khâu rất kỹ, Trần Sùng Sơn mở túi ra, thấy bên trong là tấm đệm đã cũ nát của trẻ con, Trần Sùng Sơn lúc nhìn thấy hoa văn trên chăn, mắt đột nhiên đỏ lên, trước khi vợ đi có mặc bộ quần áo này, Trần Sùng Sơn vuốt ve cái đệm, hai hàng lệ đục thuận theo gò má kiên nghị chảy xuống. Bên trong còn có một phong thư, Trần Sùng Sơn xé ra xem, mở giấy viết thư, bên trong viết ngày sinh tháng đẻ của Đỗ Thiên Giã, ngoài ra còn có một cái phù bình an làm bằng gỗ đào dùng dây đỏ xuyên lại. Ký ức của Trần Sùng Sơn đột nhiên quay lại hơn 30 năm trước, ông ta tự tay đeo phù bình an lên cổ tay vợ mình, mẫn. Chiếc phù bình an này là anh tự tay điêu khắc đấy, có thể bảo vệ cho mẹ con em được bình an. Đỗ Thiên Giã đợi ở bên ngoài cả 10 phút mới thấy Trần Sùng Sơn bước ra, Trần Sùng Sơn cố gắng khống chế tình tự của mình, ngồi xuống đối diện Đỗ Thiên Giã, mỉm cười nói, thiên giã, lần này cháu tới Giang Thành công tác à? Đỗ thiên giã mỉm cười lắc đầu, là điều động công tác, sẽ ở lại đây rất lâu, đợi phía cháu ổn định rồi, nhất định sẽ đón cha mẹ đến ở một đoạn thời gian, tới lúc đó các người có thể gặp nhau rồi. Ừ, tốt, tốt. Đỗ thiên giã nói, cháu nghe nói chú Trần viết chữ đẹp lắm, có thể giúp cháu viết một bức tranh chữ không? Trần Sùng Sơn gật đầu, ừ, để chú viết cho cháu. Đỗ Thiên Giã không ngờ Trần Sùng Sơn lại đáp ứng thống khoái như vậy, gã làm sao mà biết được, đừng nói là viết chữ, cho dù là gã đưa ra bất kỳ thỉnh cầu gì thì Trần Sùng Sơn cũng sẽ không cự tuyệt. Trong lòng Trần Sùng Sơn, mình mắc nợ vợ thật sự là quá nhiều, nếu như có thể, ông ta sẽ tận hết năng lực để bồi thường họ, vợ mất rồi, tất cả tình yêu của ông ta đều dồn lên người Đỗ Thiên Giã. Trương Dương và Hà Hâm Nhan 11 giờ thì có mặt ở nhà đá, hai người quay phim rất thuận lợi, tới trước nhà đá, nhìn thấy trần sùng sơn và đỗ thiên giã đang nói chuyện rất thân thiết đỗ thiên giã nhìn thấy trương dương đứng dậy nói lâu thế trương dương cười nói quay mấy cảnh nên tới muộn đỗ thiên giã buổi chiều còn phải tới khu khai phá xuân dương cho nên đề xuất xuống núi trần sùng sơn trong lòng cực kỳ không nỡ để gã đi nhưng những lời này làm sao mà nói ra được chỉ đành mời bọn họ ở lại ăn cơm trương dương hiểu rõ tâm ý của trần sùng sơn nói với đỗ thiên giã bác trần nhiệt tình như vậy chúng ta hay là ở lại đây ăn xong rồi đi đỗ thiên giã gật đầu đáp ứng trương dương dắp tâm muốn sáng tạo một số cơ hội cho hai cha con họ ở với nhau liền bảo hà hâm nhan đi làm thức ăn trần sùng sơn đã cạo lông con nhạn xong rồi trương dương chặt xong hà hâm nhan hâm cách thủy với nấm hương thơm tỏa khắp nơi bởi vì buổi chiều còn phải đi khảo sát đỗ thiên giã cũng không uống rượu trương dương nhìn cha con họ Thật sự là càng nhìn càng thấy giống nhau. Trước khi đi, Trần Sùng Sơn lại tặng cho Trương Dương một bó nấm dại đã phơi khô, tặng cho Hà Hâm Nhan một cái răng sói, còn Đỗ Thiên Giá thì được Trần Sùng Sơn tự tay viết cho một bức tranh chữ thiện địa vô hạn bằng trình vạn lý. Trần Sùng Sơn từ miệng Trương Dương biết rằng Đỗ Thiên Giá cũng đã giảm nhiễm trước bí thư thị ủy, cũng chính là nói sau này khẳng định sẽ còn có cơ hội gặp mặt, trong lòng vừa cao hứng lại vừa thấp thỏm. Khi bọn Đỗ Thiên Giá đi, Trương Dương cố ý lùi lại sau cùng, nói nhỏ với Trần Sùng Sơn, bác Trần à, tôi sao cảm giác Đỗ Thiên Giã trông rất giống bác nhỉ. Trần Sùng Sơn ngây ra, lập tức cảm thấy Trương Dương có ý ngầm, tám thành là biết quan hệ giữa mình và Đỗ Thiên Giã rồi, có điều không có chứng cứ thì Trần Sùng Sơn sẽ không thừa nhận, nói nhỏ cậu đừng có nói linh tinh. Trương Dương cười nói, được, tôi không nói linh tinh, tôi đi đây. Trần Sùng Sơn kéo hắn lại, nói nhỏ, rảnh thì tới chơi nhé. Trương Dương hiểu ngầm, bác yên tâm, có thời gian tôi sẽ cùng bí thư đỗ tới chơi. Trong cuộc họp thường ủy vào thứ hai, đề tài cuối cùng cũng rơi vào vấn đề lựa chọn thanh niêm 10 tốt, án chiếu theo đề nghị của tả viên chiêu, các thường ủy tiến hành bỏ phiếu, loại chuyện này căn bản không cần phiền các thường ủy phí tâm, nhưng bởi vì lúc trước tuyển cử đã dẫn tới một loạt sóng gió, cho nên chỉ có thể thông qua loại phương pháp trông thì rất công bằng này để giải quyết. Công bằng trước giờ đều chỉ là tương đối, đa số người cảm thấy công bằng, nhưng chủ nhiệm đại biểu nhân dân toàn quốc Triệu Dương Lâm thì cảm thấy rất không công bằng, con rể mình tôn đông cường từ các phương diện mà nói đều nên chiến thắng, nên trở thành đại biểu thanh niên ưu tú của Giang Thành, nhưng lần này Đỗ Thiên Giã tới đã làm loạn kế hoạch, đại thị trường tả viên chiêu mang lòng bất lương, đám thường ủy này đều muốn lấy lòng bí thư thị ủy mới tới, kết quả không cần phải nghĩ làm gì. Sau khi có kết quả bó phiếu thì không ai cảm thấy bất ngờ, Trương Dương được chọn làm người ứng cử cho danh hiệu thanh niên 10 tốt của tỉnh với ưu thế áp đảo, đương nhiên bí thư đoàn thị ủy Tôn Đông Cường vẫn là đứng đầu thanh niên 10 tốt, có điều vị trí đầu này làm thật sự có chút hất ức, chẳng có ý nghĩa gì cả. Sự chênh lệch giữa Giang Thành 10 tốt và Bình Hải 10 tốt giống như là bí thư tỉnh ủy và bí thư thị ủy vậy, sự chênh lệch đó không phải là lớn bình thường. Tâm tình của Triệu Dương Lâm lúc này xấu tới cực điểm, Đỗ Thiên Giã vừa tuyên bố tan họp, y đã rời khỏi phòng hội nghị. Lý Trường Vũ cũng chuẩn bị đi, nhưng bị Đỗ Thiên Giã gọi lại, Đỗ Thiên Giã mời y tới phòng làm việc của mình một chuyến, có chuyện muốn nói riêng với y. Lý Trường Vũ không lập tức tới phòng làm việc của Đỗ Thiên Giã mà ra ngoài rút hai điếu thuốc, giết lấy giết để rồi mới tới tìm Đỗ Thiên Giã. Đỗ Thiên Giã tìm Lý Trường Vũ là nói tới vấn đề cải cách giáo dục Giang Thành, gần đây đơn khiến nại về hệ thống giáo dục thật sự là nhiều không kể xiết, rất nhiều vấn đề đều tập trung ở đây, nếu như không giải quyết nhanh, sớm muộn gì cũng sẽ trở nên gay gắt. Lý Trường Vũ cũng hiểu rằng vấn đề thực sự tồn tại, nhưng cải cách giáo dục không thể nói cải là cải, hệ thống giáo dục hiện hành đã thực hành mười mấy năm rồi, muốn cải cách đâu phải là dễ. Đỗ Thiên Giã nói, phương hướng cải cách của chúng ta là giành được cả hai điều văn minh vật chất và văn minh tinh thần, giáo dục là trọng điểm trong trọng điểm, chỉ có cơ chế giáo dục tốt mới có thể đảm bảo nhân viên trong ngành giáo dục yên tâm lên lớp, có thể bồi dưỡng và giao nhiều nhân tài có thể sử dụng hơn cho quốc gia, giáo dục liên quan tới tương lai của quốc gia chúng ta, tuyệt không thể lơ là được." Lý Trường Vũ nói, "Bí thư Đỗ, tôi cũng một mực suy nghĩ tới vấn đề này, nhưng giáo dục và xí nghiệp khác hẳn nhau, cải cách xí nghiệp nếu như thất bại thì có thể làm lại, nhưng giáo dục của chúng ta nếu như cải cách thất bại, vậy thì sẽ không có cơ hội làm lại đâu, chúng ta không thể đem bọn trẻ ra làm vật thí nghiệm được." Đỗ Thiên Giã nói, ý tôi khi nói những lời này không phải là định mang bọn trẻ ra làm vật thí nghiệm, mà là muốn tăng chất lượng giáo dục. Lý Trường Vũ nói, kỳ thực hệ thống giáo dục hiện tại có liên quan trực tiếp tới sự xuất hiện tâm thái phập phù bất an và thu nhập của các giáo viên, là một đơn vị phi lợi nhuận, thu nhập của giáo viên không thể nào sánh bằng những ngành nghề khác, tạo thành thu nhập xã hội bất đồng, cho nên mới có câu nói thu nhập làm đạn nguyên tử chẳng bằng đi bán trà đá. Lý Trường Vũ không phải là không làm việc, đoạn thời gian gần đây y điều tra và phân tích một loạt những tình huống của giới giáo dục, nắm được rất nhiều điều. Đỗ Thiên Giã nói, đồng chí Trường Vũ, anh đã phát hiện ra được mấu chốt là ở đâu, vậy thì đừng do dự nữa, nghĩ cách nâng cao thu nhập của giáo viên đi. Thu nhập của họ được tăng lên, tâm thái ắt sẽ bình hòa thôi. Lý Trường Vũ nói, hiện tại giáo dục đều là dựa vào ngân sách quốc gia, kinh phí giáo dục là kiểu giật gấu vá vai, muốn tăng lương cho họ. Khó, quá khó vạn sự khởi đầu na, nếu không làm, vấn đề vĩnh viễn sẽ không thể nào được giải quyết. Đồng vũ trường vũ, anh cần phải có hành động. Đỗ thiên giã tuy nói rất huyền chuyển, nhưng lý trường vũ vẫn nghe ra ý tứ phê bình bên trong, lý trường vũ có chút bực bội rời khỏi phòng làm việc của đỗ thiên giã, chẳng lẽ bó đúc đầu tiên của vị bí thư thị ủy này là muốn đốt lên đầu mình à? Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 240